Cùng lúc đó, thái thượng thế giới, vạn khư thần điện chỗ sâu. Vũ Hoàng cổ đế ngồi xếp bằng, trước người lơ lửng một bức tranh. Hình ảnh kia, đến từ địa tâm vực. Trong hình biểu hiện, cửu đỉnh đại trận thứ nhất đỉnh, đã lạc thành, hơn nữa thành công cùng địa mạch hơi thở tương liên, ký kết ra tâm trận, hình thành một cái kết giới. Kết giới này, có thể nói là vạn khư tuyệt đối bàn, bất kỳ người ngoài dám can đảm xâm phạm, đều phải gặp phải vạn khư ý chí sát phạt. Vậy cự đỉnh đỉnh trên vách, đã có một cái đồ đằng sáng lên, đại biểu đạo thứ nhất vạn khư ý chí, thành công hạ xuống. Nhưng mà, thấy vạn khư ý chí hạ xuống, Vũ Hoàng cổ đế cũng không có gì thần sắc mừng rỡ, ngược lại là tràn đầy ngưng trọng. Cùng cửu đỉnh đại trận hoàn toàn bày thành công, chỉ ít cần 3 năm thời gian, cái này 3 năm, rất có thể phát sinh họa loạn. Vũ Hoàng cổ đế tâm tư kín đáo, biết Diệp Thần khí vận lợi hại. Nếu quả thật cho Diệp Thần 3 năm thời gian, trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Hơn nữa, Diệp Thần sau lưng, còn có Nhâm Phi Phàm bảo vệ, vậy Nhâm Phi Phàm thực lực, giống vậy để cho hắn kiêng kỵ. Một cái cửu đỉnh đại trận, chỉ sợ còn chưa đủ, là thời điểm kêu Hồng Thiên Kinh ra tay. Vũ Hoàng cổ đế yên lặng tính toán, ở nơi này bàn đánh cờ ván cờ bên trong, hắn cần càng nhiều hơn con cờ, đi đối kháng Diệp Thần. Mà Hồng Thiên Kinh, không nghi ngờ chút nào, là một viên đáng tin cậy con cờ. Nếu như có Hồng Thiên Kinh xuất thủ, vậy đủ để giết chết Diệp Thần. Suy tư một hồi, Vũ Hoàng cổ đế phát ra một tấm phù chiếu. Chỉ chốc lát sau, hư không vặn vẹo, một cái bóng đen hạ xuống. Cái này cái bóng đen, nhưng là một người thanh niên, người mang Vũ Hoàng thế gia đích truyền huyết mạch, chính là vạn khư đệ tử chân truyền. Đệ tử Vũ Hoàng Trạch, gặp qua lão tổ. Thanh niên kia cung kính chắp tay, hướng Vũ Hoàng cổ đế thi lễ. Vũ Hoàng cổ đế gật đầu một cái, nói, không cần đa lễ, ta lần này cho đòi ngươi tới đây, là có một việc phải đóng nhờ cho ngươi. Vậy kêu là Vũ Hoàng Trạch thanh niên, một hồi kích động, nói, lão tổ là phải phái ta đi địa tâm vực sao? Hắn biết Vũ Hoàng cổ đế đang bố trí, địa tâm vực cửu đỉnh đại trận ở chặt chẽ tổ chức, nếu như hắn tham ngộ cùng, là vạn khư dốc sức, tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Vũ Hoàng cổ đế nói, không phải, ta có chuyện trọng yếu hơn phải giao cho ngươi. Vũ Hoàng Trạch sửng sốt một chút, nói chuyện trọng yếu hơn. Vũ Hoàng cổ đế nói, ừ, ngươi đi một chuyến thiên nhân vực, giải trừ Hồng Thiên Kinh phong ấn, cũng dùng người tự quyết, chữa trị hắn thương thế, để cho hắn thực lực mau sớm khôi phục. Phạm Thiên Thần Công, Lâm Binh Đấu Giả đều là trận liệt đi tới trước, người tự quyết là chữa thương pháp môn, truyền thuyết là vô thượng dưỡng sinh chữa trị phương pháp, có thể sống người chết, thịt xương trắng. Năm xưa, Hồng Thiên Kinh cùng Thái Thượng Thiên Nữ quyết chiến, cuối cùng bị Thiên Nữ đả thương cũng phong ấn, thương thế kia cho dù năm tháng bể dâu, cũng không từng hết bệnh. Thái Thượng Thiên Nữ thủ đoạn, vô cùng hung hãn, nàng tạo thành tổn thương, vạn năm cũng sẽ không suy giảm, hôm nay Hồng Thiên Kinh vẫn còn trạng thái suy yếu, cho dù phong ấn giải trừ, cũng chưa chắc là Diệp Thần địch thủ. Bởi vì, Diệp Thần sau lưng, còn có Nhâm Phi Phàm. Coi như Hồng Thiên Kinh, có thể chiến thắng Diệp Thần, trạng thái suy yếu hạ, vậy tuyệt đối không phải Nhâm Phi Phàm địch thủ. Chỉ có lợi dụng người tự quyết, đem hắn nguyên khí khôi phục, hắn mới có chém chết Diệp Thần có thể. Cái này Vũ Hoàng Trạch, chính là tinh thông người tự quyết người. Vũ Hoàng cổ đế cho đòi gặp hắn, là vì chữa trị Hồng Thiên Kinh. Vũ Hoàng Trạch kinh hãi, nói, lão tổ là phải phái ta đi cứu Hồng Thiên Vương. Vũ Hoàng cổ đế nói, đúng vậy. Vũ Hoàng Trạch trần chờ một chút, nói, Hồng Thiên Vương bị Thiên Nữ công chúa đả thương, ta người tự quyết, chỉ sợ cũng không cách nào để cho hắn hoàn toàn khôi phục. Vũ Hoàng cổ đế nhàn nhạt nói, không sao, người hết sức là được, sau khi chuyện thành công, ta chính xác ngươi tấn vị trưởng lão. Nghe vậy, Vũ Hoàng Trạch nhiệt huyết rung động, tấn vị trưởng lão, đây là mỗi một cái đệ tử chân truyền mơ ước. Trở thành vạn khư trưởng lão sau đó, có thể lấy được quyền lực lớn hơn, tiếp xúc tới cường hãn hơn thần thông cùng pháp bảo, giống như là Hồng Thiên Kinh, Thái Thượng Thiên Nữ, thật ra thì đều là vạn khư trưởng lão, hơn nữa còn chỉ là khách khanh, đều được vô cùng chỗ tốt. Vũ Hoàng Trạch là Vũ Hoàng thế gia người, huyết mạch đích truyền, nếu như hắn thành trưởng lão, vậy thì không phải là khách khanh, mà là chân chánh hạch tâm chân truyền, chỗ tốt lợi ích không cách nào tưởng tượng to lớn. Đệ tử nhất định đem hết toàn lực, cứu vãn Hồng Thiên Vương xuất thế. Vũ Hoàng Trạch cung kính lĩnh mệnh.
Lần này Vũ Hoàng cổ đế, rất nhiều hạ nặng ư, chỉ cần hắn giải trừ Hồng Thiên Kinh phong ấn, cũng chữa khỏi Hồng Thiên Kinh, hắn liền có thể tấn vị trưởng lão, ngay tức thì lấy được ngút trời hừng hực quyền vị. Lập tức Vũ Hoàng trạch, thân thể hóa thành một cái bóng đen, lắc mình rời đi, chuẩn bị lên đường đi thiên nhân vực, giải cứu Hồng Thiên Kinh. Lúc này, cựu Nhật đế quốc lãnh thổ, đô thành cung điện chỗ sâu. Thái thượng thiên nữ đang tại đại điện bên trong tu luyện, nhưng vào lúc này, cảm giác được một cổ bí ẩn thiên cơ. Ngày này cơ hội, quan hệ đến Hồng Thiên Kinh. Ha ha, Vũ Hoàng cổ đế, người rốt cuộc không nhịn được muốn động thủ, phái người đi giải cứu Hồng Thiên Kinh liền sao? Thái thượng thiên nữ bấm ngón tay tính toán, nhất thời phát hiện bí mật. Đã từng, nàng cùng Vũ Hoàng cổ đế từng có ước định, nàng và Hồng Thiên Kinh quyết chiến, là ân oán cá nhân, Vũ Hoàng cổ đế vậy đã đáp ứng, sẽ không nhúng tay. Nhưng hiện tại, Vũ Hoàng cổ đế lại có thể làm trái lời hứa, muốn đi giải cứu Hồng Thiên Kinh, rõ ràng cho thấy cảm thấy luân hồi uy hiếp nghiêm trọng, 3 năm không kịp đợi, chỉ muốn sớm diệt trừ Diệp Thần. Một khi Hồng Thiên Kinh thoát khốn, vậy đối với Diệp Thần mà nói, dĩ nhiên là ác mộng vậy tồn tại. Chuyện này, Thái Thượng Thiên Nữ tự nhiên sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc, nàng phải ngăn trở. Lập tức, Thái Thượng Thiên Nữ phát ra phù chiếu, hướng dưới quyền rất nhiều con cờ, thuyết minh chuyện này, chuẩn bị phái một người hạ xuống thiên nhân vực, phá giải Vũ Hoàng cổ đế âm mưu. Nàng còn muốn Diệp Thần phi thăng, tuyệt không thể nhìn Diệp Thần xảy ra chuyện. Trong phút chốc, trong đại điện không gian vặn vẹo, mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện, đều là Thái Thượng Thiên Nữ âm thầm đào tạo con cờ. Những con cờ này tác dụng, chủ yếu có hai cái, cũng phải thay nàng phòng ngự vạn khư, hai là dùng để đối phó Ma Tổ Vô Thiên. Ma Tổ Vô Thiên dẫu sao là ngày cũ đứng đầu sư đệ, người này tồn tại, là một cái đại họa tâm phúc, không thể không trừ. Vũ Hoàng cổ đế chỉ nhìn chằm chằm Diệp Thần, đối với Ma Tổ Vô Thiên, nhưng là buông thả, chuẩn bị cùng giết chết Diệp Thần sau đó, lại một lần hành động nghiền diệt Ma Tổ Vô Thiên. Trái hồng muốn chọn mềm nặn. So với vô cùng cường hãn Ma Tổ Vô Thiên, rõ ràng cho thấy Diệp Thần dễ đối phó một chút. Dẫu sao, Diệp Thần luân hồi huyết mạch, còn chưa trổ mã đến đỉnh cấp, tự nhiên muốn so với Ma Tổ Vô Thiên dễ đối phó. Nhưng, Thái Thượng Thiên Nữ mưu đồ, nhưng vừa vặn ngược lại, nàng thời thời khắc khắc, cũng muốn giết chết Ma Tổ Vô Thiên, trừ tận gốc ngày cũ mối họa. Còn như Diệp Thần, vậy vẫn lè nhuôi heo, chuẩn bị đem Diệp Thần đào tạo đến nhất đỉnh cấp cảnh giới. Kém cỏi nhất cũng phải là Ma Tổ Vô Thiên loại cảnh giới đó, lại giết chết cũng không muộn. Như vậy thứ nhất, nàng có thể thu hoạch đến nhất phong phú khí vận cùng huyết mạch. Gặp qua thiên nữ đại nhân. Vậy mười mấy con cờ, hướng Thái Thượng Thiên Nữ thi lễ. Thái Thượng Thiên Nữ gật đầu một cái, nói, vạn khư âm mưu đang ở trước mắt, các ngươi ai có thể thay ta đi ngăn trở. Vậy mười mấy con cờ, đều rối rít mở miệng, biểu thị nguyện ý xuất lực. Cùng cay nghiệt thiếu tình cảm Vũ Hoàng cổ đế không cùng, Thái Thượng Thiên Nữ đối đãi người tha thứ, yêu đãi phúc trạch thù nhiều, cho nên thủ hạ con cờ, người người đều nguyện ý ra tử lực, để báo đáp ơn chi ngộ. Thiên Nữ đại nhân, ta đi đi. Vừa lúc đó, một cô gái tiến lên trước một bước, giọng nói mang kiên quyết nói. Cô gái kia ăn mặc Thiên Nữ trong cung điện đặc biệt tử sĩ phục trang, là cả người rộng thùng thình áo bào đen, mang đầu che chở, che lại đầu mặt. Thiếu nữ tựa đầu che chở kéo xuống, lộ ra một tấm tươi đẹp tinh khiết gương mặt, chính là Diệp Lạc Nhi. Lúc này Diệp Lạc Nhi, đã chuẩn bị thi hành Thái Thượng Thiên Nữ nhiệm vụ, phải đi hắc ám cấm hải, ám sát Ma Tổ Vô Thiên. Diệp Lạc Nhi cửu thiên thần thuật, long thần phá thiên quyết, đã tu luyện đại viên mãn, thực lực vô cùng cường hãn. Dĩ nhiên, nàng cùng Ma Tổ Vô Thiên tới giữa, chênh lệch như cũ vô cùng to lớn, chính diện tỉ thí không có phần thắng chút nào. Cho dù là ám sát, vậy cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Thái Thượng Thiên Nữ phái nàng thi hành nhiệm vụ ám sát, đổ không phải chân chánh muốn giết chết Ma Tổ Vô Thiên, nàng cũng biết cái này là chuyện không thể nào, cảnh giới chênh lệch quá xa, cái gì ám sát đều vô dụng. Nàng mong muốn, là Diệp Lạc Nhi tự bảo, lợi dụng long thần phá thiên quyết nổ bị thương Ma Tổ Vô Thiên. Một khi Ma Tổ Vô Thiên bị thương, phía sau nàng bố trí, liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Mà Diệp Lạc Nhi vừa chết, long thần phá thiên quyết giải phóng ra ngoài, cũng có thể bị nàng lợi dụng, chỗ tốt cực lớn. Cửu thiên thần thuật, trừ phạm thiên thần công bên ngoài, những thứ khác thần thuật, chỉ có thể một người tu luyện,
bởi vì khí vận chỉ có một phần. Thái thượng thiên nữ thấy Diệp Lạc Nhi chủ động xin đi, mày liễu khẽ nhíu một cái, nói, Lạc Nhi, người muốn xuất thủ không? Diệp Lạc Nhi nói, ta thực lực mạnh nhất, ta xuất thủ, tuyệt đối có thể phá giải Vũ Hoàng cổ đế âm mưu. Nghe vậy, Thái thượng thiên nữ khẽ vuốt cằm. Đúng là như vậy, ở nàng đào tạo con cờ bên trong, Diệp Lạc Nhi tu vi nhất như người thú, cửu thiên thần thuật đã đại thành. Nếu như có Diệp Lạc Nhi ra tay, cái gì đó Vũ Hoàng trạch, chỉ sợ không chống nổi nàng 10 chiêu, sẽ bị tiêu diệt. Vậy Vũ Hoàng trạch vừa chết, Hồng Thiên Kinh tự nhiên không cách nào thoát khốn, Diệp thần cũng chỉ an toàn. Nhưng, Thái thượng thiên nữ vậy đoán được Diệp Lạc Nhi tâm tư, hạ xuống thiên nhân vực, đánh vỡ vạn khư bố trí, chỉ sợ sau lưng, còn có tư lợi. Cái này tư lợi, chính là Diệp thần. Diệp Lạc Nhi muốn đi thiên nhân vực, nhất định là muốn gặp Diệp thần, tốt như vậy cơ hội, nàng sẽ không bỏ qua. Thái thượng thiên nữ nói, ta chính xác ngươi ra tay, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, không được cùng Diệp thần nhận nhau, ngươi coi như muốn gặp hắn, cũng chỉ có thể xa xa xem hắn một mắt, tuyệt không thể đi ra ngoài nhận nhau. Đây là Thái thượng thiên nữ ranh giới cuối cùng, nàng lo lắng Diệp Lạc Nhi cùng Diệp thần nhận nhau sau đó, liền sẽ không để ý hết thảy, hoàn toàn lấy lại Diệp thần, lại cũng không trở lại. Vậy như vậy thứ nhất, nàng tất cả đào tạo tài nguyên, liền hoàn toàn lãng phí, đây là không có thể tiếp nhận sự việc. Diệp Lạc Nhi trong lòng vui mừng, lại có chút ảm đạm, chỉ có thể gặp nhau, không thể nhận nhau, há chẳng phải là thống khổ hơn. Trong chốc lát, Diệp Lạc Nhi trầm ngâm không đáp. Thái thượng thiên nữ nói, ngươi cửu thiên thần thuật đã đại thành, cũng là thời điểm thực chiến thử một chút uy lực, lần này đối kháng Vũ Hoàng cổ đế, chính là tuyệt hảo rèn luyện cơ hội. Ngươi liền lên đường đi, chỉ cần không cùng Diệp thần nhận nhau, ta gì cũng đáp ứng ngươi. Diệp Lạc Nhi cắn răng, cuối cùng vẫn là gật đầu, nói thiên nữ đại nhân, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Nàng biết không có thể cùng Diệp thần nhận nhau, cực kỳ thống khổ, nhưng nếu có tạm biệt Diệp thần cơ hội, coi như xa xa xem một chút, vậy cũng đủ hài lòng. Thái thượng thiên nữ gật đầu một cái, vì cẩn thận để gặp, lại đang Diệp Lạc Nhi trên mình, loại cái kế tiếp nhân quả khóa. Cái này nhân quả khóa, có thể hạn chế Diệp Lạc Nhi động tác, một khi nàng có cùng Diệp thần nhận nhau tâm tư, liền sẽ gặp bị cực lớn hành hạ. Diệp Lạc Nhi lập tức lên đường, đi thiên nhân vực, chuẩn bị ngăn cản Vạn Khư giải cứu Hồng Thiên Kinh. Vạn Khư thần điện phái ra người, chính là vậy tinh thông người tự quyết Vũ Hoàng Trạch, bị quy tắc có hạn, hắn hạ xuống đến thiên nhân vực sau đó, tu vi bị hạn chế ở trăm gia cảnh tầng 2 thiên. Diệp Lạc Nhi cũng giống như vậy. Tu vi bị áp chế đến trăm gia cảnh tầng 2 trời, lúc này nàng võ đạo gông xiềng, đã sớm chạm phá, chém ra số lượng là 81, đỉnh cấp tu vi ở trăm gia cảnh trung kỳ. Nàng tiến bộ nhanh như vậy, chủ yếu là bởi vì Thái Thượng Thiên Nữ đào tạo, ở trên người nàng hao phí cực lớn tài nguyên. Cái thứ hai nguyên nhân, là Long Thần Phá Thiên Quyết lợi hại, một khi tu luyện viên mãn, có thể làm người ta đột nhiên tăng mạnh, cảnh giới tu vi cơ hồ là một ngày ngàn giảm. Lần này đánh cờ. Vũ Hoàng Trạch trước lên đường, ở Diệp Lạc Nhi còn chưa tới thiên nhân vực thời điểm, hắn đã tới Hồng Thiên Kinh đất phong ấn. Hồng Thiên Kinh bị vô số xiềng xích những ràng buộc, hai mắt nhắm nghiền, đang ngủ say nghỉ ngơi. Yên Tịch Kiếm Linh bầu bạn ở hắn cỡ đó, chờ đợi hắn thoát khốn. Mà ngay tại lúc này, Yên Tịch Kiếm Linh bỗng nhiên cảm thấy, có một màn cường hãn hơi thở, như nhanh như tia chớp tập kích bất ngờ tới. Hắn nhất thời cảnh giác, bỗng nhiên đứng dậy. Ánh mắt vọng về phía trước hắc ám. Trong ngủ mê Hồng Thiên Kinh, tựa hồ vậy cảm ứng được cái gì, mở mắt ra, tỉnh lại. Thiên Vương đại nhân, Vạn Khư tựa hồ phái người tới. Yên Tịch Kiếm Linh vô cùng khẩn trương, đã bắt được trong chỗ u minh Vạn Khư hơi thở. Hồng Thiên Kinh ánh mắt lóe lên, ha ha cười to, nói, Vũ Hoàng cổ đế rốt cuộc chịu phái người giải cứu ta sao? Đều đi qua vạn năm, không khỏi vậy đã quá muộn. Năm đó hắn cùng Thái Thượng Thiên Nữ quyết chiến, gặp thảm phong ấn chấn áp, từng hướng Vạn Khư cầu cứu, nhưng bị Vũ Hoàng Cổ Đế cự tuyệt. Vũ Hoàng Cổ Đế nói, không muốn nhúng tay hắn cùng Thái Thượng Thiên Nữ ân oán. Nhưng hiện tại, Vũ Hoàng Cổ Đế nhưng phái người tới cứu, rõ ràng cho thấy có trọng đại biến cố phát sinh. Hồng Thiên Kinh tâm tư sáng ngời, đã đoán được cùng Diệp Thần có liên quan. Nhất định là Diệp Thần uy hiếp quá lớn, Vũ Hoàng Cổ Đế vạn bất đắc dĩ. Quyết định làm trái lời hứa, nhúng tay hắn cùng thiên nữ ân oán,
muốn giải cứu hắn đi ra, đối kháng Diệp Thần. Rắc rắc, hư không tan vỡ, một cái Vạn Khư thanh niên nổi lên, chính là Vũ Hoàng Trạch. Vũ Hoàng Trạch hạ xuống, đầu tiên nhìn một chút bốn phía, thấy chung quanh từng cái xích sắt nhốt, hoàn cảnh hắc ám ẩm ướt, hoàn toàn là lao ngục vậy cảnh tượng, nhất thời nhướng mày một cái. Hồng Thiên Kinh cả người bị xích sắt trói buộc, đầu bù xù mặt dơ bẩn, nhưng ánh mắt dị thường sắc bén, cũng không có thủ phạm suy sụp tinh thần, phảng phất là một chuôi ẩn núp lợi kiếm. Hắn nhìn chằm chằm Vũ Hoàng Trạch, lạnh lùng cười một tiếng, nói, Vũ Hoàng Trạch, là ngươi, nhiều năm như vậy không gặp, người tu vi vẫn là trăm gia cảnh trung kỳ sao? Vũ Hoàng Trạch đỉnh cấp tu vi, là trăm gia cảnh trung kỳ, trước mắt bị áp chế đến tầng hai thiên. Hắn mấy chục ngàn năm trước, chính là cái này tu vi, hôm nay mấy chục ngàn năm trôi qua, không có một chút xíu tiến bộ, có thể gặp trăm gia cảnh đột phá khó khăn. Vũ Hoàng Trạch chắp tay cười nói, Hồng Thiên Vương, thật lâu không gặp, thân thể ngươi được không? Hồng Thiên Kinh nói, tạm thời còn chưa chết. Vũ Hoàng Trạch nói, ta tư chất đần độn, mấy chục ngàn năm chưa từng đột phá, ngược lại để cho Hồng Thiên Vương chê cười. Ở Hồng Thiên Kinh trước mặt, Vũ Hoàng Trạch thái độ vô cùng cung kính, bởi vì hắn biết, hắn thân phận cùng địa vị, cùng Hồng Thiên Kinh chênh lệch cực lớn. Hồng Thiên Kinh là Vạn Khư khách khanh trưởng lão, đỉnh cấp tu vi vượt qua trăm gia cảnh, lại chấp trưởng thiên kiếm, thực lực không cách nào tưởng tượng khủng bố, năm đó ở Thái Thượng Thế Giới, cũng là danh tiếng hiển hách nhân vật. Chỉ là bởi vì thua ở đảm nhiệm thiên nữ dưới quyền, bị thương quá nặng, trước mắt thuộc về trạng thái suy yếu. Hồng Thiên Kinh nói, ngươi tới làm gì? Là Vũ Hoàng cổ đế phái ngươi tới. Vũ Hoàng Trạch cúi đầu chắp tay nói, chính là, lão tổ nhớ nhung Hồng Thiên Vương an nguy, đặc biệt phái ta xuống, giải cứu Thiên Vương, cũng thay Thiên Vương trị liệu. Hồng Thiên Kinh vui vẻ cười to, nói đùa, Vũ Hoàng cổ đế cay nghiệt thiếu tình cảm, hắn sẽ quản ta chết sống. Cái này vạn năm thời gian, ta chịu hết khổ sở, làm sao không gặp hắn tới đây? Hiện tại luân hồi chi chủ, khí hậu đã thành, luân hồi muốn nghịch thiên, hắn sợ uy hiếp, liền muốn cầm ta làm con cờ, thay hắn giải buồn xếp khó khăn, đây coi là bàn đánh được vang dội à? Lời nói này nói được cực kỳ nhọn thẳng thắn, Vũ Hoàng Trạch nghe, nhất thời toát ra cả người mồ hôi lạnh. Vũ Hoàng cổ đế cay nghiệt thiếu tình cảm, mọi người đều biết, nhưng xem Hồng Thiên Kinh như vậy. Nói thẳng ra, vậy không người dám làm như vậy, một khi chọc giận Vũ Hoàng uy nghiêm, đó chính là chết không có chỗ chôn kết quả. Cái này, Hồng Thiên Vương nói đùa. Vũ Hoàng Trạch không dám phụ họa, cúi đầu miễn cưỡng cười. Hồng Thiên Kinh giọng chậm chậm, nói Thái Thượng Thiên Nữ phong ấn, đã giãn ra, ta tối đa còn có nửa năm, liền có thể thoát khốn, cũng không cần Vũ Hoàng cổ đế bận tâm, ta không muốn thiếu hắn nhân tình, người đi thôi, nửa năm sau ta thoát khốn. Tự nhiên sẽ giết chết luân hồi chi chủ. Vũ Hoàng Trạch vội vàng nói, Hồng Thiên Vương, luân hồi uy hiếp quá lớn, lão tổ nói, muốn ngươi lập tức rời núi, tru diệt luân hồi, sau khi chuyện thành công, lão tổ sẽ tiếp đón ngươi trở về, không cần ngươi sẽ ở thiên nhân vực chịu khổ. Hồng Thiên Kinh ánh mắt run lên, nói, Vũ Hoàng cổ đế, quả nhiên vẫn là muốn cầm ta làm con cờ, ha ha, không quá ta thua ở thiên nữ dưới quyền, cuộc đời này nhất định là một con cờ. Năm đó hắn cùng đảm nhiệm thiên nữ đánh một trận, quan hệ đến sống chết vận mệnh, hắn đánh bại, chỉ có thể lâm vào là một con cờ, mặc cho người bố trí. Mà đảm nhiệm thiên nữ, thắng được sau đó, đại khí vận thêm thân, thì trở thành kỳ thủ, có thể tham dự bố trí. Thiên nữ ý chí, có thể ảnh hưởng đến cuộc cờ đi về phía. Mà Hồng Thiên Kinh, nhưng là thân bất do kỷ. Đây chính là hai người chênh lệch. Trận chiến ấy, ảnh hưởng thực sự quá lớn. Hiện nay, thiên nữ ở trên trời, Hồng Thiên Kinh trên đất, hai người đã không phải là một cái phương diện nhân vật. Vũ Hoàng Trạch cúi đầu, cũng không dám qua loa bình nghị. Hồng Thiên Kinh trầm ngâm một hồi, nói cũng được, người thay ta tháo ra phong ấn đi, cùng giết chết luân hồi chi chủ, ta liền có thể lần nữa lên chức, thoát khỏi con cờ vận mệnh. Tru diệt luân hồi, chuyện này quan hệ trọng đại, nếu như Hồng Thiên Kinh có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đại khí vận thêm thân. Lại còn Vạn Khư ban thưởng, vậy vận mạng hắn, nhất định có thể thay đổi. Nhưng nhiệm vụ lần này, cuối cùng là mặc cho người bố trí, thân bất do kỷ, lòng hắn bên trong dĩ nhiên là vô cùng là không vui. Vũ Hoàng Trạch nghe được Hồng Thiên Kinh đáp ứng, nhất thời trong lòng vui mừng, móc ra một tấm phù chiếu. Phù này chiếu,
mang theo vạn khư ý chí, đủ để phá giải xiềng xích phong ấn, đem Hồng Thiên Kinh giải cứu ra. Dẫu sao, vậy xiềng xích phong ấn, cấm chế đã thật to giãn ra, muốn phá giải không hề mệt khó khăn. Lập tức Phú Hoàng trạch thúc dục phù chiếu, chuẩn bị giải cứu Hồng Thiên Kinh. Suy rồi. Nhưng ngay vào lúc này, hư không nổ tung, một cái kim quang lòe lòe long chảo, từ trong hư không phá ra, mang mênh mông kinh khủng nguyên thuật hơi thở, hung hăng một chảo. Phốc xích một tiếng, Phú Hoàng trạch bất ngờ không kịp đề phòng, ngực bị xuyên qua, tim bị bóp vỡ, máu tươi văng tung tóe, thân xác trong phút chốc bị diệt. Là ai? Hồng Thiên Kinh thấy Vũ Hoàng Trạch bị giết, nhất thời kinh hãi tức giận. Một bên Yên Tịch Kiếm Linh, rút ra thiên kiếm, cũng là nghiêm thần phòng bị. Cửu Thiên Thần Thuật, Long Thần Phá Thiên Quyết, Diệp Lạc Nhi, là ngươi. Vũ Hoàng Trạch thân xác bị giết chết, thật may hắn ứng biến mau, thần hồn kịp thời đi ra ngoài, cuối cùng không có bị long chảo xé nát. Thần hồn lơ lửng ở giữa không trung, Vũ Hoàng Trạch chính là thấy rõ, một đầu vô cùng to lớn màu vàng thiên long. Từ trong hư không nổi lên. Đầu này thiên long, mỗi một khối miếng vảy cũng lóe lên kim quang, long chảo có 10 đốt tay chỉ, đại biểu thập toàn thập mỹ. Cái này phiến đất phong ấn, địa phương quá nhỏ, căn bản không có thể chứa hạ đầu này thiên thân rồng. Rắc rắc sát, tầng tầng không gian nổ tung, tạo thành một cái hư không thế giới nhỏ, mới khó khăn lắm chứa được đầu này thiên long. Phú Hoàng Trạch con người co rúc lại, nhưng là nhận ra, đầu này thiên long chính là Thái Thượng Thiên Nữ dưới quyền con cờ, Diệp Lạc Nhi. Thái Thượng Thiên Nữ muốn ám sát Ma Tổ Vô Thiên, Diệp Lạc Nhi chính là nàng con cờ, bí mật này, không gạt được vạn khư tai mắt, Vũ Hoàng Trạch cũng có nghe thấy. Lúc này thấy Diệp Lạc Nhi xuất hiện, Vũ Hoàng Trạch dĩ nhiên là vô cùng kinh hãi, đã đoán được đảm nhiệm Thiên Nữ ở sau lưng ra tay, muốn ngăn trở vạn khư bố trí. Vũ Hoàng Trạch, Hồng Thiên Kinh cùng Thiên Nữ đại nhân ân oán, các ngươi Vũ Hoàng thế gia nói qua sẽ không nhúng tay, ngươi mau rời đi, ta còn có thể tha ngươi một mạng. Diệp Lạc Nhi hình rồng thân thể, chiếm cứ ở hư không thế giới bên trong, con ngươi nhìn thẳng Vũ Hoàng Trạch, lạnh giọng cảnh cáo nói. Nàng mới vừa một móng vuốt, Long Thần Phá Thiên Quyết bùng nổ, trực tiếp giết chết liền Vũ Hoàng Trạch thân xác, đã hiện ra ngập trời thực lực, Vũ Hoàng Trạch tuyệt không phải nàng địch thủ. Mặc dù hai người trước mắt tu vi, cũng áp chế ở trăm gia cảnh tầng hai trời. Nhưng nàng nắm giữ Cửu Thiên Thần Thuật, muốn giết Vũ Hoàng Trạch như bóp chết con kiến hôi, hai người căn bản không ở một tầng thứ. Vũ Hoàng Trạch tu luyện thần thông, người tự quyết, chỉ là dưỡng sinh chữa thương pháp môn, cũng không phải là đánh giết phương pháp, không thể đối địch, đối mặt Diệp Lạc Nhi, dĩ nhiên là vô dụng. Đảm nhiệm thiên nữ thật là to gan, thật dám nhiễu loạn lão tổ bố trí, nàng muốn xé rách ra mặt sao. Vũ Hoàng Trạch cắn răng nghiến lợi, thần hồn lăng không hạ xuống. Lại chui trở về mình thân xác bên trong. Một món Cửu Thiên Thần Thuật hơi thở, từ hắn trong thi thể toát ra. Đó là người tự quyết hơi thở. Ở người tự quyết bồi bổ hạ, hắn thi thể, lại có thể lần nữa sống lại, lần nữa khôi phục sức sống. Diệp Lạc Nhi thấy vậy, nhỏ cảm thấy kinh ngạc, trong truyền thuyết người tự quyết, có thể sống người chết, thịt xương trắng, cho dù là chết đi thân xác, cũng có thể lần nữa sống lại, hôm nay chính mắt thấy được, quả nhiên không giả. Vũ Hoàng Trạch thân xác khôi phục, đứng dậy, mắt lạnh nhìn Diệp Lạc Nhi. Hắn lưng đeo Vũ Hoàng cổ đế ý chí, tuyệt sẽ không dễ dàng lui về phía sau. Ngươi chính là Diệp Lạc Nhi, ban đầu ta không có thể giết chết ngươi, thật đúng là đáng tiếc, lại có thể bị ngươi thành khí hậu. Hồng Thiên Kinh thấy Diệp Lạc Nhi xuất hiện, cũng là vô cùng để ý bên ngoài. Ở trước đây thật lâu, hắn đã từng ra tay, một ngón tay nghiền phá trùng trùng hư không, muốn giết chết Diệp Thần. Thuận tiện cũng phải xóa bỏ Diệp Thần bên người Diệp Lạc Nhi. Bất quá lúc ấy, Nhâm Phi Phàm ngang nhiên ra tay, chặt đứt hắn ngón tay, cứu vãn Diệp Thần, vậy cứu vãn Diệp Lạc Nhi. Hôm nay Diệp Lạc Nhi khí hậu đại thành, đã là Thái Thượng Thiên Nữ dưới quyền nhân vật trọng yếu, Cửu Thiên Thần Thuật đại viên mãn, thực lực vô cùng cường hãn, liền Hồng Thiên Kinh cũng không dám khinh thường. Hồng Thiên Kinh, có ta ở đây, ngươi ngày hôm nay không thể nào thoát khốn. Diệp Lạc Nhi mắt lạnh nhìn xem Hồng Thiên Kinh, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm Vũ Hoàng Trạch, Long Thần Phá Thiên Quyết thi triển, long chảo đột nhiên bạo giết ra, như cổ xưa hoang long vậy đâm thẳng người sau tim. Vù vù, một cái vàng đồng sắc cổ khóa, từ Diệp Lạc Nhi thân rồng trên nổi lên, đó là Thái Thượng Thiên Nữ bao ở trên người nàng nhân quả khóa,
mặc dù cầm giữ nhân quả, không cho phép nàng cùng Diệp Thần gặp nhau, nhưng mặt khác, vậy giao cho nàng cường đại lực lượng. Cái này nhân quả khóa, mang theo Thái Thượng Thiên Nữ ý chí. Cái gì? Vũ Hoàng trẻ cả kinh thất sắc, Diệp Lạc Nhi một kích này, trừ cửu thiên thần thuật uy năng bên ngoài, còn có thiên nữ uy nghiêm, khí thế vô cùng cường hãn. Vội vàng tới giữa, hắn cũng không dám ngăn cản, lật đật lui về phía sau, lui đến Hồng Thiên Kinh bên người, lại nhìn Vọng Yên Tịch Kiếm Linh, nói, Hồng Thiên Vương, yên vắng vẻ thiên kiếm, chúng ta cùng nhau liên thủ, trước hết giết cái này Diệp Lạc Nhi nói sau. Diệp Lạc Nhi cường hãn, đặc biệt là có bữa nữ ý chí gia trì, Vũ Hoàng Trạch một thân một mình, tuyệt đối không phải địch thủ. Hắn muốn chiến thắng, trừ phi là liên hiệp Hồng Thiên Kinh. Dẫu sao, bây giờ Hồng Thiên Kinh, cho dù yếu ớt, cũng có trăm gia cảnh trung kỳ thực lực, hơn nữa nắm giữ liệt tự quyết, thực lực cực kỳ đáng sợ, hắn nếu như ra tay, Diệp Lạc Nhi chưa chắc có thể tương đương. Muốn liên thủ sao, Cửu Long thần hỏa che chở, cho ta trấn áp. Diệp Lạc Nhi tròng mắt run lên, ở Hồng Thiên Kinh còn không ra tay trước, Long chảo đột nhiên vung lên, một cái to lớn cái lồng, ngang trời bắn ra. Cái này cái lồng, toàn thân đỏ thẫm, hình như kim trung, phía trên vẽ đầy cổ xưa hồng mông phù văn, còn quấn chín con rồng lửa, lửa cháy mạnh bốc hơi lên, khí tượng cực kỳ huy hoàng, chính là 33 thiên hồng mông chí bảo bên trong Cửu Long thần hỏa che chở. Lúc này Diệp Lạc Nhi Long thần phá thiên quyết, đã đại viên mãn, cái này Cửu Long thần hỏa gắn vào trong tay nàng, có thể phát huy ra vượt quá tầm thường uy lực. Oanh! Cửu Long thần hỏa che chở ầm ầm rơi xuống, hung hăng đem Vũ Hoàng Trạch bao lại. Vũ Hoàng Trạch trà một tiếng hét thảm, cả người gặp phải long viêm thiêu hủy, giấy lên lửa lớn, da thịt xương nám đen, mắt xem sẽ bị đốt thành cho tẫn. Người tự quyết. Nguy cấp bên trong, Vũ Hoàng Trạch thúc giục người tự quyết, một món tràn đầy sinh cơ nguyên thuật hơi thở, từ không biết trong hư không chảy ra, bồi bổ hắn thân thể. Hắn mới vừa vẫn là nám đen da thịt, lại ngay tức thì khôi phục như lúc ban đầu, đổi được sáng bóng. Phạm Thiên Thần Công, quả nhiên huyền diệu. Diệp Lạc Nhi thầm khen một tiếng, cũng không mềm tay, tiếp tục thúc giục Cửu Long thần hỏa che chở. Vũ Hoàng Trạch lấy người tự quyết ngăn cản, một màn quỷ dị xuất hiện, hắn da thịt không ngừng bị đốt nát vụn biến thành màu đen, trong thoáng qua lại khôi phục như lúc ban đầu, thân thể ở sống hay chết tới giữa lưu chuyển, khô vinh không ngừng. Nhưng mà, Vũ Hoàng Trạch tiếng kêu thảm thiết, nhưng vẫn không có dừng lại, sinh tử khô vinh giữa hành hạ to lớn, nhưng là vô cùng đau khổ. Diệp Lạc Nhi trong chốc lát cũng giết không chết hắn, liền thu hồi Cửu Long thần hỏa che chở, đem Vũ Hoàng Trạch vậy thu, chuẩn bị mang về, giao cho thiên nữ xử trí. Cái này một tí chớp mắt, động tác mau lẹ, chiến đấu phát sinh kết thúc cực nhanh, Hồng Thiên Kinh lại không kịp ra tay. Chủ yếu là Diệp Lạc Nhi nhân quả khóa, mang theo thiên nữ ý chí, ảnh hưởng hắn tinh thần, đưa đến hắn còn không quyết đoán, Vũ Hoàng Trạch đã sa sút bị tù. Ha ha, rất tốt, rất tốt. Đảm nhiệm thiên nữ quả nhiên thật là thủ đoạn. Hồng Thiên Kinh giữ tợn cười lạnh, nếu như hắn xuất thủ, Vũ Hoàng Trạch chưa chắc sẽ bại, hai người liên thủ, đủ để trấn áp Diệp Lạc Nhi. Chỉ tiếc, hắn còn không có xuất thủ cơ hội, hiện tại muốn động thủ, vậy không còn kịp rồi, Diệp Lạc Nhi sẽ không cùng hắn đánh. Diệp Lạc Nhi thu Vũ Hoàng Trạch, Hồng Thiên Kinh trong thời gian ngắn, lại không thoát khốn cơ hội. Nàng thở phào nhẹ nhõm, nhìn Hồng Thiên Kinh nói. Hồng Thiên Kinh, thiên nữ sớm muộn sẽ hạ xuống, thanh toán hết thảy, người cũng không cần gấp ở tạm thời, từ từ chờ trước đi. Hồng Thiên Kinh trán gân xanh nhảy lên, nội tâm hiển nhiên tức giận tới cực điểm, ha ha cười nói, ngươi ngày hôm nay đắc tội ta, chờ ta tương lai thoát khốn, cái đầu tiên cầm ngươi khai đao. Ta muốn giết ngươi, thiên nữ cũng không ngăn nổi, ngươi cho ta chờ. Trong giọng nói rất nhiều nghiêm ngặt sát khí, vốn là có Vũ Hoàng Trạch tương trợ. Hồng Thiên Kinh ngày hôm nay có thể thoát khốn, nhưng hiện tại, bị Diệp Lạc Nhi ngăn trở, hắn muốn phá vỡ phong ấn, chỉ có thể chờ hơn nửa năm sau này. Được, ta liền chờ ngươi. Diệp Lạc Nhi gương mặt lãnh đạm, vậy không quan tâm Hồng Thiên Kinh uy hiếp, lập tức lắc mình trốn vào hư không, rời đi nơi đây. Yên Tịch Kiếm Linh tiến lên trước một bước, ánh mắt lóe lên một hồi, tràn đầy trần chờ vẻ lo âu, nói Thiên Vương Đại Nhân, hôm nay luân hồi cùng vạn khư đối lập. Ván cờ đến thời khắc mấu chốt, chúng ta lại không thể tham dự, đến khi nửa năm sau đó, chỉ sợ thế sự càng giao dịch, thời tiết muốn thay đổi. Hắn chỉ sợ trì hoãn nửa năm, máy bay chiến đấu mất đi,
Hồng Thiên Kinh lại không quật khởi cơ hội. Hồng Thiên Kinh lạnh nhạt nói, không sao, bàn cờ này rất loạn, Vạn Khư, Ngày Cũ, Thiên Lý, Luân Hồi, thậm chí còn có Hồng Quân Lão Tổ bí mật, chúng ta còn có biểu hiện thân thủ cơ hội. Yên Tịch Kiếm Linh lo lắng, nói, hy vọng như vậy. Cùng lúc đó, Diệp Lạc Nhi rời đi sau đó, vốn trở lại Thái Thượng, hướng trời nữ phục mệnh. Nhưng, nàng trong lòng tưởng nhớ Diệp Thần, còn không gặp Diệp Thần một mặt, nơi nào cam tâm lúc này trở về. Chỉ là thiên nữ nhiệm vụ, nhưng cũng chỉ hoãn không được, nàng lúc này mượn nhân quả khóa, câu thông Thái Thượng thiên nữ, thuyết minh hoàn thành nhiệm vụ, thành công bắt Phú Hoàng trạch chuyện. Chỉ chốc lát sau, nhân quả khóa tóe ra một món ánh sáng trắng, có đạo đạo phù văn hiện lên, nhưng là thiên nữ ý chí câu trả lời. Đem Vũ Hoàng trạch ném tới Hắc Ám Cấm Hải, người có thể đi địa tâm vực gặp Diệp Thần, thấy người sau đó, trở lại gặp ta cũng không dễ dàng. Đây chính là thiên nữ câu trả lời. Diệp Lạc Nhi sống lưng bỗng nhiên dùng cả mình, Hắc Ám Cấm Hải là ma tổ vô thiên địa bàn, đem Vũ Hoàng trạch ném xuống, hắn nhất định phải bị ma tổ vô thiên bắt. Phải biết, ma tổ vô thiên và Vũ Hoàng cổ đế, nhưng mà địch thủ cũ vậy tử đối đầu. Một khi Vũ Hoàng trạch rơi vào ma tổ vô thiên trên tay, vậy tuyệt đối phải bị ngập trời hành hạ, so chết còn thảm. Thiên nữ thủ đoạn này, cực đoan tàn nhẫn vô tình, để cho được Diệp Lạc Nhi thân thể, cũng có chút siêu siêu lạnh lẽo. Nàng lúc này tuân theo thiên nữ mệnh lệnh, bay đến Hắc Ám Cấm Hải, đem Vũ Hoàng trạch nhét vào một tòa hoang vu trên đảo nhỏ, cũng dùng một cái đơn giản trận pháp vây khốn hắn. Lúc này Vũ Hoàng trạch ở Cửu Long thần hỏa cái lồng bị hành hạ, đã sớm mất đi sức chiến đấu, cái này đơn giản trận pháp cũng không phá nổi, chỉ có thể bị kẹt chờ chết. À, nơi này là Hắc Ám Cấm Hải. Diệp Lạc Nhi, ngươi muốn làm gì? Ngươi phải đem ta ném cho ma tổ vô thiên. Ngươi mất trí, chết không được tử tế. Vũ Hoàng trạch thấy chung quanh Hắc Ám đại dương hoàn cảnh, nhất thời cảm thấy không ổn. Diệp Lạc Nhi nhưng không nói lời nào, hoàn thành nhiệm vụ sau đó, xoay người bay khỏi đi, sau đó đi địa tâm vực. Mà Vũ Hoàng trạch bị vứt, kích động thiên cơ nhân quả, bị cựu Nhật Minh cảm giác được. Chỉ chốc lát sau, có hai người hạ xuống trên đảo nhỏ, một nam một nữ, chính là Già Thiên Ma Đế cùng Vũ Hoàng Nhã Phỉ. Nơi này tại sao có thể có Vũ Hoàng thế gia người? Già Thiên Ma Đế nhỏ cảm thấy kinh ngạc, nhìn Vũ Hoàng trạch. Vũ Hoàng Nhã Phỉ thấy Thái Thượng Tông ra người, cũng là một hồi kinh ngạc. Vũ Hoàng trạch thấy cái này hai người, ánh mắt rơi vào Vũ Hoàng Nhã Phỉ trên mình, còn người có giúp một cái, nói, ngươi là địa tâm vực tổ gia thánh nữ. Trên mình ngươi có bờ bên kia thần thụ hơi thở, ngươi chính là Vũ Hoàng Nhã Phỉ, ngươi tên phản đồ này, lại đầu phục ma tổ vô thiên. Vũ Hoàng Nhã Phỉ cúi đầu, im lặng không nói. Già Thiên Ma Đế nhàn nhạt nói, Nhã Phỉ cô nương, ngươi mang hắn trở về, giao cho lão tổ xử trí, ta ở Hồng Quân bí cảnh chờ ngươi. Vũ Hoàng Nhã Phỉ nói, ừ. Lập tức yên lặng không nói, mang Vũ Hoàng trạch rời đi. Phản đồ, ngươi chết không được tử tế. Vũ Hoàng trạch nghiêm nghị kêu to, tức giận tới cực điểm, đã dự cảm đến tự thân bi thảm vận mệnh. Già Thiên Ma Đế cũng không để ý Vũ Hoàng trạch kêu gào, tự đi đi trước Hồng Quân bí cảnh, chuẩn bị tìm truyền thuyết kia ở giữa địa mạch tinh thạch. Cùng lúc đó, Thái Thượng Thế Giới, Vạn Khư Thần Điện bên trong. Thiên cơ kích động, Vạn Khư Thần Điện có tai họa khí tượng hiện lên, tầng tầng mây đen bao phủ, cực kỳ âm trầm. Đảm nhiệm thiên nữ, người thật là ác độc thủ đoạn à. Vũ Hoàng cổ đế thấy cái này tai họa dị tượng, đã cảm giác được tất cả, nhất thời vô cùng giận dữ. Hắn biết thiên nữ lại ngăn cản mình, hơn nữa thủ đoạn còn vô cùng khốc cay, đem gia tộc hắn đệ tử chân truyền, vứt xuống Hắc Ám Cấm Hải, chịu đựng cựu Nhật Minh hành hạ. Ở Vũ Hoàng cổ đế bên người, có mấy cái luyện khí sư ăn mặc trưởng lão, thấy hắn như vậy giận dữ, đều cúi đầu không dám nói lời nào, không dám thở mạnh. Đảm nhiệm thiên nữ lấn hiếp người quá đáng, các người xem, nên làm xử trí như thế nào nàng. Vũ Hoàng cổ đế quét nhìn vậy mấy trưởng lão, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị nói. Tất cả trưởng lão một hồi run run, chố mắt nhìn nhau, hồi lâu sau đó, mới có một người đứng ra, nói. Đảm nhiệm thiên nữ khí hậu đã thành, hơn nữa cực kỳ tinh minh, cho tới bây giờ không ra phong nước trụ sở, muốn phải đối phó nàng, chỉ sợ muôn vàn khó khăn. Trước kia Vũ Hoàng cổ đế, vì lôi kéo đảm nhiệm thiên nữ, ban thưởng cựu Nhật đế quốc lãnh thổ, để cho thiên nữ thống trị. Hôm nay,
đảm nhiệm thiên nữ nắm trong tay cựu Nhật đế quốc, theo nhờ địa mạch khí vận, đối kháng Vũ Hoàng Cổ Đế. Vũ Hoàng Cổ Đế là đệ nhất cao thủ, nếu như đỉnh cấp tỷ thí, đảm nhiệm thiên nữ tự nhiên không phải địch thủ, nhưng nàng đặc biệt thông minh, cho tới bây giờ không ra phong nước, dựa vào địa mạch khí vận, muốn thắng được Vũ Hoàng Cổ Đế, đó là tuyệt đối không thể nào, nhưng muốn tự vệ, nhưng là dư sức có thừa. Cho dù là Vũ Hoàng Cổ Đế, cũng không cách nào đột phá địa mạch bảo vệ, Chu Diệt đảm nhiệm thiên nữ. Vũ Hoàng Chu Thần kiếm đúc được như thế nào? Kiếm kia đúc thành liền sao? Vũ Hoàng Cổ Đế trong mắt hung quang lóe lên, hỏi nói. Vậy mấy cái luyện khí trưởng lão, đều là thân thể run rẩy, không dám ra một lời. Bởi vì bọn họ biết những lời này đại biểu cái gì. Vũ Hoàng Cổ Đế nói Vũ Hoàng Chu Thần kiếm, trên thực tế một cái giết người khí. Kiếm này, lấy Vũ Hoàng Cổ Đế máu tươi làm chất dẫn, từ 100 cái luyện khí sư, liên hiệp đúc. Vậy 100 cái luyện khí sư, tất cả đều là tu luyện binh tự quyết tồn tại, binh tự quyết vô cùng thâm ảo, những cái kia luyện khí sư cũng không thể lĩnh ngộ, nhưng mỗi người lĩnh ngộ một chút xíu ra lông, 100 người liên hiệp, đó cũng là vô cùng mạnh mẽ thế lực. 100 cái luyện khí sư, ở ngàn năm trước bắt đầu, ngay tại đúc Vũ Hoàng Chu Thần kiếm. Đây là Vũ Hoàng Cổ Đế, dùng để trấn áp Thái Thượng Thiên Nữ sát khí. Hắn biết rõ Thái Thượng Thiên Nữ đã cho hắn nghiệp bá cùng thống trị, tạo thành uy hiếp nghiêm trọng, không thể không trừ. Mà đây Vũ Hoàng Chu Thần kiếm, chính là diệt trừ thiên nữ đồ sắc bén. Kiếm này chỉ có thể thi triển một lần, thi triển sau đó, Vũ Hoàng Cổ Đế máu tươi bùng nổ, ngang hàng Vũ Hoàng đích thân tới, có thể đột phá hết thảy thiên cơ địa mạch hạn chế, giết địch giết người. Vũ Hoàng Cổ Đế là muốn lợi dụng thanh kiếm này, Chu Diệt đảm nhiệm thiên nữ, diệt trừ mối họa. Cũng 1000 năm, còn không thành công sao? Vũ Hoàng Cổ Đế nghiêm nghị hỏi. Một cái luyện khí trưởng lão xì xì xách xách, chắp tay nói, lão tổ, ngài máu tươi năng lượng quá mức bàng bạc, muốn rèn luyện đúc kiếm, vô cùng khó khăn, chúng ta còn cần lại còn 1000 năm thời gian. Vũ Hoàng Cổ Đế cả giận nói, một đám phế vật. Lại cho các ngươi 1000 năm, vạn khư đều phải bị diệt. Vậy luyện khí trưởng lão nói, lão tổ bớt giận, hôm nay non kiếm đã thành. Chỉ là còn chưa mở phong, nếu không phải tiếc bất cứ giá nào làm gấp rút, trong vòng 500 năm là được hoàn thành. Vũ Hoàng Cổ Đế trầm ngâm một lát, nói, non kiếm đúc thành liền sao? Vậy cũng có thể, lấy ra cho ta. Vậy luyện khí trưởng lão kinh hãi, nói, lão tổ, người muốn làm gì? Chỉ là một cái non kiếm, tuyệt đối không thể nào giết chết thiên nữ à? Thái thượng thiên nữ thần thông, hạng lợi hại, muốn giết chết nàng. Trừ phi là Vũ Hoàng Chu Thần kiếm hoàn toàn đúc thành, chỉ là một cái không có mở phong non kiếm, chỉ sợ liền nàng chút nào mau cũng không đả thương được. Vũ Hoàng Cổ Đế giữ tợn cười một tiếng, nói, giết không chết đảm nhiệm thiên nữ, còn giết không chết luân hồi chi chủ sao? Tất cả trưởng lão một hồi kinh ngạc, có người nói, Vũ Hoàng Chu Thần kiếm, là đối phó thiên nữ đồ sắc bén, nếu như kiếm này, dùng để đối phó luân hồi chi chủ, vậy sau này thiên nữ phản loạn, nên làm như thế nào? Vũ Hoàng Cổ Đế khoát tay chặn lại, nói, không sao, đảm nhiệm thiên nữ 5 lần 7 lượt ngăn trở ta, vậy ta liền đem bàn cờ này đập. Nàng không là thích luân hồi chi chủ sao? Vậy ta ngày hôm nay liền đem luân hồi chi chủ giết chết, ta xem nàng có thể như thế nào. Nói xong lời cuối cùng, Vũ Hoàng Cổ Đế trong mắt bên trong, lóe lên tàn bạo lửa giận, tựa hồ xuống quyết tâm. Hiện tại cửu đỉnh đại trận, đã bày thành công một đỉnh, có một cái tâm trận. Mặc dù một cái tâm trận, không cách nào để cho Vũ Hoàng Cổ Đế đích thân tới, nhưng đủ để cho Vũ Hoàng Chu Thần kiếm hạ xuống đi xuống, tiêu diệt hết thảy. Tất cả trưởng lão mồ hôi lạnh nhễ nhại, hoàn toàn không nghĩ tới Vũ Hoàng Cổ Đế kế hoạch điên cuồng như vậy. Phải biết, Vũ Hoàng Chu Thần kiếm, là dùng để đối phó đảm nhiệm thiên nữ, cầm đi đối phó Diệp Thần mà nói, sau này vạn khư thần điện, không có lại có thể áp chế đảm nhiệm thiên nữ kiêu căng đồ. Luân hồi huyết mạch mặc dù bao trùm chư thiên, nhưng dẫu sao bây giờ Diệp Thần, còn chưa trổ mã viên mãn. Mà đảm nhiệm thiên nữ, nhưng là một cái đại khủng bố, uy hiếp so với Diệp Thần lớn hơn. Lão tổ, nghĩ lại à? So với luân hồi chi chủ, trước mắt thiên nữ uy hiếp lớn hơn. Đúng vậy, lão tổ xin nghĩ lại, trước diệt trừ thiên nữ, lại đi đối phó luân hồi chi chủ cũng không muộn. Cửu đỉnh đại trận trong 3 năm là được bày thành công. Lão tổ không cần gấp nhất thời, 3 năm sau ngài uy nghiêm đích thân tới,
muốn đến vậy luân hồi chi chủ cũng không cách nào ngăn cản. Tất cả trưởng lão khuyên lơn. Vũ Hoàng Cổ Đế lạnh lùng nói, các ngươi không cần nói, lập tức đem Vũ Hoàng Chu Thần Kiếm giao cho ta. Tất cả trưởng lão trố mắt nhìn nhau, nhìn Vũ Hoàng Cổ Đế vậy nghiêm khắc hình dáng, cũng không dám khuyên can nữa, than thở một tiếng, liền trở lại đúc kiếm trong đại điện, đem vậy Vũ Hoàng Chu Thần Kiếm mời ra, giao cho Vũ Hoàng Cổ Đế. Cái này cầm Vũ Hoàng Chu Thần Kiếm, dài cỡ 1 mét, phơi bày hỗn độn cho đen màu sắc, như nham thạch đúc vậy, lưỡi kiếm đần độn, còn chưa mở phong, trong phảng phất lưu chuyển một tầng huyết khí, đó là Vũ Hoàng Cổ Đế bổn mạng máu tươi, còn không hoàn toàn dung luyện đến trong thân kiếm đi. Đáng tiếc, như kiếm này khai phong, như ta thiên uy đích thân tới, muốn đến thiên nữ cũng không cản được. Vũ Hoàng Cổ Đế cong ngón tay búng trên thân kiếm một cái, thân kiếm phát ra một hồi trầm hậu tiếng vang, như sử thi ca trương bên trong vừa dày vừa nặng nhất thiên mục, có lịch sử tang thương đại thế. Nếu như kiếm này khai phong, ắt sẽ long trời lở đất, đủ để giết phá hết thảy thiên cơ địa mạch hạn chế, muốn giết ai thì giết. Nhưng mà thanh kiếm này, cuối cùng còn chưa mở phong, giết chết đảm nhiệm thiên nữ là không thể nào, nhưng dùng để chu diệt diệp thần, nhưng có rất lớn có thể thành công. Vạn cổ giết thần, như ta đích thân tới, đi. Vũ Hoàng Cổ Đế vung tay lên, linh khí thúc dục, chính thức khởi động Vũ Hoàng Chu Thần Kiếm, biến dạng hư không, đi địa tâm vực bay đi. Cái này Vũ Hoàng Chu Thần Kiếm, mở ra động mở, lập tức kịch liệt chấn động, thân kiếm hóa thành vạn trượng lớn. Vạn trượng cự kiếm, bay lên trời, xuyên vân phá trời, kinh động đầy trời phong lôi, bạo lôi tiếng cuồn cuộn, cương phong nổ, màn trời bị xé ra, lưu vân tán loạn, tình cảnh vô cùng nguy nga. Thái thượng thế giới bên trong, thần đầu nhà, kiếm thần lão tổ, phong đế quân, hồng gia tổ sư Hồng Xuân Thu các người, thấy vậy bỗng nhiên phá không kinh thiên cự kiếm. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Thần đồ trong nhà, thần đồ Thiên Âm thấy cự kiếm phá không một màn, nội tâm tràn đầy rung động, lẩm bẩm nói, thời tiết muốn thay đổi sao? Chẳng lẽ Vũ Hoàng Cổ Đế, muốn cùng đảm nhiệm thiên nữ xé rách ra mặt? Có thể kiếm này chưa khai phong, một cái non kiếm, như thế nào tương đương thiên nữ? Không đúng, thanh kiếm này, tựa hồ muốn giết đi địa tâm vực, chẳng lẽ Vũ Hoàng Cổ Đế, muốn chu diệt diệp thần? Kiếm thần động thiên, kiếm thần lão tổ thấy vậy phá thiên cự kiếm, nội tâm cũng là chấn động ngạc, nghĩ ngợi nói, Vũ Hoàng Cổ Đế trước thời hạn vận dụng kiếm này, xem ra là thật sự nổi giận, lần này luân hồi chi chủ phiền toái, hắn sẽ không cần chết liền chứ. Thật ra thì Vũ Hoàng Cổ Đế, muốn mời kiếm thần lão tổ rời núi, thay hắn đúc Vũ Hoàng Chu Thần Kiếm, nhưng kiếm thần lão tổ, lấy khí máu thiên cơ suy kiệt làm lý do, từ chối không ra, nhưng thật ra là giữ trung lập, lánh đời ẩn cư ý. Hôm nay thấy Vũ Hoàng Chu Thần Kiếm giết ra, kiếm thần lão tổ vô cùng ngưng trọng, tương lai ván cờ, chỉ sợ sẽ hơn nữa hung hiểm. Cựu Nhật Đế quốc bên trong, Thái Thượng Thiên Nữ thấy dị tượng như thế, cũng là bộ dạng sợ hãi thất sắc. Đáng chết, vậy Vũ Hoàng Cổ Đế muốn làm cái gì? Thanh kiếm này không phải là đối phó ta sao? Hắn muốn bắt đi giết Diệp Thần. Thái Thượng Thiên Nữ nội tâm bên trong, tràn đầy khiếp sợ, tuyệt đối không nghĩ tới Vũ Hoàng Cổ Đế sẽ thay đổi kế hoạch. Lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, đối mặt Vũ Hoàng Chu Thần Kiếm sát phạt, chỉ sợ không cách nào ngăn cản. Một khi Diệp Thần chết, vậy nàng hết thảy kế hoạch, đều phải kết thúc. Vậy kinh thiên cự kiếm, lướt qua Thái Thượng Thế Giới, lướt qua Hắc Ám Cấm Hải, lướt qua vực ngoại, dẫn phát ra vô số dị tượng, làm được vô số người khiếp sợ. Núp ở sau lưng Nhâm Phi Phàm, vậy cảm giác được dị biến, một hồi kinh hãi cùng tức giận. Vũ Hoàng Cổ Đế lão nhân kia, hắn là điên rồi sao? Lại muốn dùng Vũ Hoàng Chu Thần Kiếm, đối phó Diệp Thần, há chẳng phải là phí của trời. Phải biết, Vũ Hoàng Chu Thần Kiếm, là đối phó thiên nữ đại sát khí, như vậy quý báu tồn tại, Vũ Hoàng Cổ Đế lại có thể trước thời hạn vận dụng, cầm đi đối phó Diệp Thần, không khỏi quá mức xa xỉ. Cự kiếm kia phi hành quá nhanh, Nhâm Phi Phàm muốn ngăn cản, nhưng cũng không còn kịp rồi. Cuối cùng, thanh kiếm này, hoàn toàn xuyên qua hư không. Biến mất không gặp, nhưng là trực tiếp hướng địa tâm vực hạ xuống. Lại nói địa tâm vực, Hồng Quân kiếm phái, Càn Khôn Phong bên trong. Diệp Thần ở trên Càn Khôn Phong, yên lặng tu luyện, trong tay nắm thập phương kiếm tâm, cảm ngộ bên trong kiếm đạo hay uẩn. Cái này Hồng Quân kiếm đạo, bác đại tinh thâm, hắn trước trộm, chỉ lĩnh ngộ bên ngoài nghĩa sâu xa, bên trong ở tinh túy vẫn còn không sở thấu.
Hiện tại, Diệp Thần yên lặng cảm ngộ, ở nhai Hồng Quân kiếm đạo bên trong ở tinh túy. Một cái cả người phủ đầy kiếm khí, ác liệt sắc bén ông già, đi lên núi tới, cười híp mắt hướng Diệp Thần nói, tu luyện như thế nào. Cái này ông già, tự nhiên chính là Thập Phương Kiếm Thánh. Diệp Thần nói, có chút hiểu ra, ta cần thực chiến rèn luyện. Nhắm mắt làm liều, khó mà tiến bộ, Diệp Thần cần chân chính sống chết đánh giết, ở giết hại chiến đấu bên trong, mới có thể lĩnh ngộ kiếm đạo chân tùy. Thập Phương Kiếm Thánh khẽ gật đầu, nói, người võ đạo mũi nhọn lộ ra, đúng là cần sống chết sát phạt, mới khá tiến bộ, người lại tính tâm tu luyện mấy ngày đi, qua mấy ngày sẽ rời đi cũng không muộn. Diệp Thần nói, tiền bối. Lập tức Diệp Thần ngồi xếp bằng nhập định, tiếp tục ngưng thần tu luyện. Thập Phương Kiếm Thánh ngồi ở Diệp Thần đối diện, yên lặng bảo vệ, hắn chủ yếu sợ Tuyết Thiên Âm, sẽ tới quấy rầy Diệp Thần. Dẫu sao, đối với Diệp Thần cái này người ngoại lai, Tuyết Thiên Âm trong lòng, còn vô cùng không phục. Diệp Thần ngưng thần tu luyện để gặp, trong sâu thẳm, bỗng nhiên có một loại cổ quái cảm giác, tựa như sau lưng bị người nhìn chằm chằm. Ai ở sau lưng rình rập ta? Diệp Thần nhướng mày một cái, như mũi nhọn ở lưng, rất là không thoải mái. Hắn muốn tìm ra, sau lưng rình rập người, rốt cuộc là ai, nhưng đối phương khí cơ ẩn núp cực sâu, hắn nhưng thủy chung bắt không tới. Bất quá, đi sâu vào thấy rõ dưới, Diệp Thần nhưng là phát hiện, đối phương rình rập mình, cũng không ác ý, thậm chí là mang có một chút ngưỡng mộ cùng chân thành tình cảm. Rốt cuộc là ai, là Hồng Hà tiên tử sao? Diệp Thần kinh hãi. Chỉ lấy là Hồng Hà tiên tử ở rình rập mình. Nhưng cho dù là Hồng Hà tiên tử, tu vi cũng không có như thế lợi hại, nàng nếu như rình rập nói, Diệp Thần thứ liếc mắt liền phát hiện. Nhưng hiện tại, Diệp Thần nhưng không cách nào phát hiện đối phương tồn tại. Là thân Đồ Uyển Nhi sao? Vẫn là Thái Thượng Thiên Nữ? Diệp Thần lại nghĩ tới thân Đồ Uyển Nhi, không khỏi tâm thần rung động. Thậm chí, hắn nghĩ tới Thái Thượng Thiên Nữ. Lấy là trời nữ ở sau lưng rình rập trước. Nhưng thiên nữ tính tình cao ngạo, đối với hắn chỉ lè nhuôi heo, lại tại sao có thể có kính mến ý. Tạm thời tới giữa, Diệp Thần cũng muốn không rõ ràng. Mà ở cực cao trên bầu trời, một cô gái mượn mây khói sương mù dày đặc, che giấu thân hình, chính là Diệp Lạc Nhi. Diệp Thần cũng tuyệt đối cũng không nghĩ tới, rình rập người hắn, thật ra thì chính là Diệp Lạc Nhi. Diệp Lạc Nhi yên lặng đứng xa nhìn. Cảm nhận được Diệp Thần khí tức cường đại, nội tâm tràn đầy cảm động, trong tròng mắt chảy ra nước mắt. Không nghĩ tới Diệp đại ca, lại có thể lột xác được cường hãn như vậy. Hôm nay Diệp Thần, tuy nói mặt ngoài tu vi, chỉ có còn thật cảnh 6 tầng thiên, nhưng thực tế sức chiến đấu, nhưng đủ để trong nháy mắt giết trăm gia cảnh nhất tầng thiên cường giả. Ngày xưa vận mệnh tâm ma, Huyền Cơ Nguyệt cùng Đế Thích Thiên hai người, trước kia nhiều lần áp chế Diệp Thần, nhưng hiện tại, Diệp Thần nhưng hoàn toàn thắng được bọn họ, có thể gặp hắn tiến bộ lớn, đột phá nhanh. Diệp Lạc Nhi trong lòng dĩ nhiên là mừng rỡ, Diệp Thần tiến bộ nhanh như vậy, nếu thời gian dài, nhất định có thể hùng bá chư thiên, thậm chí là giết ngược vạn khư, trở thành thái thượng nắm giữ. Nếu quả thật như vậy, vậy nàng chết liền cũng đáng. Vừa lúc đó, một hồi to lớn tiếng nổ vang, từ phương xa trong hư không truyền tới. Nhưng gặp bầu trời phương xa, mơ hồ tới giữa, có một cái kinh thiên cự kiếm nổi lên. Vậy kinh thiên cự kiếm, còn chưa mở phong, nhưng hàm chứa bàng bạc khí huyết, ngút trời uy thế, đơn giản là chu diệt thế gian hết thảy thần linh vậy, cường đại đến cực điểm, hung hãn vô cùng. Đó là cái gì? Vũ Hoàng Chu Thần Kiếm. Cái này không thể nào. Diệp Lạc Nhi thấy chân trời xa cự kiếm, nhất thời ngạc nhiên, nhưng bắt được Vũ Hoàng cổ đế máu tươi hơi thở. Nàng nghe thiên nữ nói qua, Vũ Hoàng cổ đế ở đúc một cái kiếm giết người, dự định kiếm thành sau đó, lập tức chu diệt thiên nữ. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, thanh kiếm này, lại có thể hạ xuống tới đất tim vực, rõ ràng cho thấy muốn giết Diệp Thần. Đây chính là dùng để chu diệt thiên nữ thần kiếm à, Diệp Thần như thế nào có thể ngăn cản? Diệp Lạc Nhi chấn động phố không dứt, nội tâm kinh hoàng tới cực điểm. Mà địa tâm vực bên trong... Vậy là khắp nơi gió bão chấn động, sấm sét nổ lên. Theo vậy Vũ Hoàng Chu Thần Kiếm hạ xuống, toàn bộ địa tâm vực cũng rung chuyển, gió bão nổ, dị tượng kinh thiên. Cự kiếm kia hạ xuống chỗ, chính là cửu đỉnh đại trận tâm trận. Tâm trận bên trong, một cái đồng xanh cự đỉnh trôi lơ lửng ở trên trời,
phía trên có kim giáp chiến thần đồ đằng lóng lánh, đó là vạn khư ý chí. Đạo ý chí này đồ đằng, nhưng vào giờ khắc này, sống lại, hóa thành cả người phi kim giáp, tay cầm trường kích người đàn ông to lớn, là vạn khư thủ cái phủ xuống đệ tử chân truyền, tên là Vương Mãnh. Vũ Hoàng Chu thần kiếm đáp xuống, cái này đồng xanh cự đỉnh chính là chịu đựng. Ừ, lão tổ muốn vận dụng thần kiếm, Chu Diệt Diệp thần thằng nhóc kia. Kim giáp người đàn ông to lớn Vương Mãnh nhướng mày một cái, nhưng gặp cự kiếm rơi vào đỉnh thang bên trong, xúc thế đãi phát. Đùng đùng. Đỉnh trên vách khảm nạm kinh chập thiên châu, năng lượng toàn bộ hội tụ đến vậy bên trên cự kiếm, cả cây Vũ Hoàng Chu thần kiếm, nhất thời che phủ một tầng màu tím điện mang, đặc biệt rực rỡ tươi đẹp xinh đẹp. Hấp thu hết kinh chập thiên châu năng lượng sau đó, cự kiếm cần phải bay lên trời, chém chết Diệp thần. Mượn Vũ Hoàng Chu thần kiếm thiên cơ phong tỏa, Vương Mãnh lập tức phát hiện, Diệp thần lại có thể ở Càn Khôn Phong bên trong. Càn Khôn Phong, đây chính là thập phương kiếm thánh địa bàn à. Vương Mãnh thất kinh, vội vàng ngăn trở ở cự kiếm bay lên không, cũng câu thông Thái Thượng, bẩm báo tình huống. Thập phương kiếm thánh danh tiếng, ở Thái Thượng thế giới cũng là khá là vang dội, dẫu sao là Hồng Quân kiếm đạo người thừa kế, kiếm đạo nội tình không phải chuyện đùa. Kêu vậy thập phương kiếm thánh xôi, ta chỉ giết luân hồi chi chủ, hắn không muốn chết, lập tức cho ta cút. Vũ Hoàng cổ đế mệnh lệnh hạ xuống, cả cây Vũ Hoàng Chu thần kiếm, ánh sáng lại là sáng chói, hỗn loạn ngàn vạn dặm. Địa tâm vực biên giới, tài quyết chi chủ, Huyền Cơ Nguyệt, Đế Thích Thiên các người, đều là phát hiện cái này động trời dị tượng. Chuyện gì xảy ra, cửu đỉnh đại trận không phải còn không bày thành công sao? Tại sao có thể có vạn khư sát khí hạ xuống? Tử vi ngân hà bên trong, Huyền Cơ Nguyệt xa nhìn chân trời cự kiếm, nội tâm rung động tới cực điểm. Đế Thích Thiên cũng nhìn thấy thanh kiếm này, chân mày nhất thời khóa chặt, tạm thời tới giữa, vậy suy đoán không ra sau lưng nhân quả. Mà ở tài quyết thánh đường bên trong, tài quyết chi chủ cảm nhận được Vũ Hoàng Chu thần kiếm sát khí, nhưng là sắc mặt phát trắng. Bởi vì hắn cảm thấy, thanh kiếm này trên, có Vũ Hoàng cổ đế khí huyết tinh hoa. Kiếm này hạ xuống, như Vũ Hoàng cổ đế đích thân tới, ngăn cản người tán loạn. Luân hồi chi chủ, lần này ngươi chết chắc, Vũ Hoàng cổ đế tự mình muốn giết ngươi, ngươi như thế nào ngăn cản? Tài quyết chi chủ rung động không dứt, lại một trận lo âu. Nếu như Diệp thần bị giết chết, đồng minh mất đi lực lượng cường đại nhất, tiếp theo sẽ đối kháng vạn khư, chỉ sợ vô cùng khó khăn. Trên Càn Khôn Phong, Diệp thần đột nhiên mở mắt ra, ngắm nhìn chân trời xa cự kiếm, một hồi ngạc nhiên. Đây là, vạn khư kiếm, Vũ Hoàng cổ đế muốn giết ta. Diệp thần hoàn toàn chấn động ngạc, cự kiếm kia ở địa phương đó, chính là vậy cửu đỉnh đại trận tâm trận, một khi cự kiếm chém chết tới đây, hắn chỉ sợ khó mà ngăn cản. To lớn cảm giác nguy cơ, ngay tức thì bao phủ ở Diệp thần trong lòng, hắn thật sâu cảm thấy nguy hiểm. Sau đó, hắn bắt được thiên cơ, biết thanh kiếm kia, tên là Vũ Hoàng giết thần, thật ra thì cũng không phải là binh khí, mà là sát khí, quán chú Vũ Hoàng cổ đế bổn mạng máu tươi, là dùng để đối phó Thái Thượng Thiên Nữ siêu cấp sát khí. Mà hiện tại, cái này cầm siêu cấp sát khí, nhưng muốn tới Chu Diệt Diệp thần. Đây chính là muốn Chu Diệt Thiên Nữ thần kiếm à? Lấy Diệp thần thực lực trước mắt, căn bản không có thể chống đỡ. Vũ Hoàng cổ đế kiếm, hắn muốn xé rách ra mặt sao? Thập phương kiếm thánh nhìn cự kiếm kia, sắc bén con người dâng lên một hồi tức giận. Hắn lánh đời ẩn cư, không hề muốn chạm đến Diệp thần cùng vạn khư nhân quả, hắn cùng Diệp thần chỉ luận kiếm đạo. Nhưng hiện tại, vậy Vũ Hoàng Chu thần kiếm trên, mang theo mãnh liệt vạn khư ý chí. Cổ ý chí này, thập phương kiếm thánh rõ ràng bắt được, chính là một cái chữ cút. Vũ Hoàng cổ đế cực đoan cậy mạnh, kêu hắn xôi, rời đi nơi đây, không cần để ý Diệp thần sống chết. Ha ha, ta Hồng Quân kiếm phái đạo tràng, người vạn khư mạnh hơn đi nữa, có cái gì tư cách kêu ta cút. Thập phương kiếm thánh một hồi lửa giận, tuy không muốn nhúng tay Diệp thần cùng vạn khư ân oán, nhưng vạn khư thần điện lấn hiếp người quá đáng, hắn cũng khó mà nhẫn nại. Hồng Quân kiếm phái đạo tràng, tuyệt đối không cho phép người ngoài phá hoại. Thập phương kiếm thánh nhìn mình rất cao, hắn nhưng mà Hồng Quân lão tổ kiếm đạo chân truyền, trong truyền thuyết Hồng Quân lão tổ, chính là cửu thiên thần thuật người khai sáng, cường đại cỡ nào, hắn cho dù đối mặt vạn khư, cũng là không sợ chút nào. Tiền bối, vạn khư thần kiếm hạ xuống, ta đi trước một bước,
miễn được liên lụy ngươi. Diệp Thần đứng dậy, nhưng không muốn liên lụy Thập Phương Kiếm Thánh. Thập Phương Kiếm Thánh khoát tay chặn lại, nói, không sao, ngươi lưu lại, trời sập xuống, ta vì ngươi cản trở. Diệp Thần con ngươi co giúp một cái, nói tiền bối, ngươi phải ra núi sao? Thập Phương Kiếm Thánh hừ một tiếng, nói, Vạn Khư lấn hiếp người quá đáng, thật làm ta Hồng Quân kiếm phái không người. Ta ngày hôm nay cũng muốn xem, Vạn Khư kiếm, cùng ta Hồng Quân kiếm đạo so sánh, ai tăng thêm một bậc. Nói xong, Thập Phương Kiếm Thánh thúc dục linh khí, trên thân thể kiếm đạo chân khí lưu chuyển, hưu hưu vang dội, xúc thế đãi phát. Suy! Mà ngay lúc này, một đạo yêu màu đỏ sương mù, biến dạng hư không, hạ xuống, nhưng là Hồng Hà Tiên Tử. Hồng Hà Tiên Tử! Diệp Thần thấy Hồng Hà Tiên Tử tới, một hồi kinh ngạc. Hồng Hà Tiên Tử đi lên khoác ở Diệp Thần tay, nói ta cảm ứng được Vạn Khư sát khí, đặc biệt tới đây giúp ngươi. Suy rồi! Lại là một đạo màu đỏ rực sương mù, đáp xuống, nhưng là Tiêu Khinh Nhan. Diệp Thần ngạc nhiên nói, Tiêu Khinh Nhan, ngươi làm sao cũng tới. Tiêu Khinh Nhan nói, Vạn Khư sát phạt hạ xuống, ta tới xem ngươi chết chưa. Vậy Vũ Hoàng Chu Thần Kiếm, đã phong tỏa Diệp Thần thiên cơ. Cái này cổ thiên cơ, vô cùng nồng nặc, địa tâm vực rất nhiều người, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, từ đó bắt được Diệp Thần vị trí. Hồng Quân kiếm phái ẩn núp mấy vạn năm vị trí, coi như là hoàn toàn bại lộ, liền với núi gác cổng chế, ở Vũ Hoàng Chu Thần Kiếm cách không dưới ảnh hưởng, cũng hoàn toàn mất đi tác dụng, cho nên Tiêu Khinh Nhan lại trực tiếp biến dạng hư không hạ xuống. Chỉ chốc lát sau, lại có hai đạo thân ảnh hạ xuống, nhưng là Huyền Cơ Nguyệt cùng Đế Thích Thiên. Lúc đầu bọn họ cảm nhận được Vạn Khư kiếm khí, vậy cảm giác sâu sắc nguy cơ nghiêm trọng, tới đây trợ giúp Diệp Thần. Mặc dù bọn họ cùng Diệp Thần tới giữa, cừu hận ân oán cực sâu, nhưng hiện tại, kết minh đối kháng Vạn Khư, Diệp Thần là phá cuộc mấu chốt, thậm chí có thể nói là duy nhất trông cậy vào, bọn họ tự nhiên không thể nhìn Diệp Thần chết. Nếu không, môi hở răng lạnh, một khi Diệp Thần chết, ngày khác cửu đỉnh chấn thiên, Vũ Hoàng cổ đế đích thân tới, ai cũng chạy khỏi bất quá bị tiêu diệt vận mệnh. Ở Huyền Đế hai người đến sau đó, một hồi thần thánh ánh sáng ở chân trời bùng nổ. Tài quyết chi chủ mang mấy chục ngàn cái trời quốc chiến đem, khí thế vô cùng huy hoàng hạ xuống. Ha ha, ngày hôm nay ta Hồng Quân kiếm phái, có thể thật là náo nhiệt. Thập Phương kiếm thánh chậm rãi đứng dậy, quét nhìn bốn phía, hờ hững cười lên. Tuyết Thiên Âm cùng Khâu Ngạn hai vị đệ tử, thấy nhiều đại nhân vật như vậy hạ xuống, nhưng là ngạc nhiên không dứt, lại có chút khiếp đảm. Diệp Thần nhưng là khí định thần nhàn hình dáng, hướng Thập Phương kiếm thánh chắp tay một cái. Nói chân thực xin lỗi, quấy rầy tiền bối thanh tu. Thập Phương kiếm thánh nói, không sao, có nhiều người như vậy, đối kháng Vạn Khư sát phạt, vậy cũng dễ dàng rất nhiều. Hắn sau khi nói xong, hư không lần nữa chấn động, địa tâm miếu ba vị lão tổ, vậy hạ xuống. Ngay sau đó, là Phong gia tổ địa người. Ngụy Dĩnh, Phong gia tỉ muội, Mạc Hàn Hy, Hồng Hân, Hồng Huyên, Lâm Thiên Tiêu, Mạc Hoàng Tể các người, toàn bộ đều tới. Diệp Thần, không có sao chứ? Ngụy Dĩnh chạy đến Diệp Thần bên người, mắt đẹp bên trong mang lo âu. Diệp Thần nhìn gặp Ngụy Dĩnh gương mặt còn mang trắng bệch, hiển nhiên nguyên khí còn không khôi phục, nhẹ nhàng vuốt ve gò má mặt nàng, nói ta không có sao, ngươi làm sao tới? Nghỉ ngơi cho khỏe. Ngụy Dĩnh nói, ta lo lắng ngươi à, thanh kiếm kia chuyện gì xảy ra, là Vạn Khư sát ý rốt cuộc đã tới sao? Diệp Thần gật đầu một cái, một hồi ngưng trọng. Huyền Cơ Nguyệt tiến lên một bước, lạnh lùng nói, bây giờ không phải là thời điểm nói chuyện yêu đương, thằng nhóc, ngươi hiện tại cũng không thể chết, chúng ta còn muốn lợi dụng ngươi, đối kháng Vạn Khư âm mưu. Đế Thích Thiên nói, chúng ta có nhiều người như vậy, muốn đến đủ để đối kháng vậy Vạn Khư kiếm. Trên Càn Khôn Phong, tình cảnh cực kỳ nguy nga, toàn bộ địa tâm vực, nhân vật có mặt mũi, toàn bộ đều tới. Có thể nói, địa tâm vực trên mặt nổi cao thủ, cũng tề tụ một đường. Mục đích là bảo vệ Diệp Thần. Diệp Thần giá trị, thực sự quá lớn. Hắn là cuộc cờ này mấu chốt, nếu như mất đi hắn, lại cũng không có người có thể phá giải cửu đỉnh đại trận. Cho nên, đám người nguyện ý buông xuống thành kiến, liên thủ đối kháng Vạn Khư kiếm, bảo vệ Diệp Thần an toàn. Đế Thích Thiên suy nghĩ, nhiều cao thủ như vậy ở chỗ này, sẽ đối kháng Vạn Khư, muốn đến cũng không phải khó khăn chuyện. Dẫu sao, hiện tại phủ xuống,
chỉ là Vạn Khư một thanh kiếm, mặc dù mang theo Vũ Hoàng Cổ Đế máu tươi, nhưng dù sao không phải là Vũ Hoàng Cổ Đế chân thân. Không, chúng ta cùng Vũ Hoàng Cổ Đế so sánh, con kiến hôi thôi, không khỏi có thể ngăn lại kiếm hắn. Tài quyết chi chủ đứng dậy, nhưng là tại chỗ hắt nước lạnh. Hắn đã từng là Vũ Hoàng Cổ Đế pháp bảo, toàn trường người bên trong, chỉ có hắn rõ ràng nhất Vũ Hoàng Cổ Đế thực lực. Xem Vũ Hoàng Cổ Đế cường giả loại này, một giọt máu có thể đè bạo ngàn vạn nặng vũ trụ, thổi một hơi có thể làm đầy trời ngân hà tiêu diệt, máu hắn kiếm hạ xuống, sát phạt không cách nào tưởng tượng đáng sợ, tuyệt không thể hết lấy xem nhẹ. Tài quyết chi chủ thanh âm vô cùng ngưng trọng. Phải biết, Vũ Hoàng Cổ Đế, nhưng mà thái thượng thế giới đệ nhất cao thủ, hắn thực lực, thì không cách nào hình dung đáng sợ, cho dù là một giọt máu hạ xuống, vậy cũng đủ để trấn áp hết thảy. Ung ung. Vừa lúc đó, phương xa bầu trời chấn động, vậy Vũ Hoàng Chu Thần Kiếm, từ cự đỉnh bên trong bay vút lên ra, phá không bạo cướp, hướng Càn Khôn Phong chém chết tới, kiếm phong nhắm thẳng vào Diệp Thần. Mọi người thấy cự kiếm bay lên không, đều là một hồi nghẹt thở. Cho dù cách nhau xa xôi, thanh kiếm kia bàng bạc uy thế, vậy đủ để làm người ta rung động. Tất cả người, đều cảm thấy một hồi đáng sợ sát khí, còn có nội tâm không có sức. Đối mặt Vạn Khư Thần Kiếm sát phạt, tất cả mọi người đều có một cổ run rẩy ý, nếu như một mình đối kháng, không người có tư cách có thể chống lại. Các vị, giúp ta giúp một tay. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, vậy cảm giác sâu sắc nguy cơ nghiêm trọng, ngự gió bay vút lên lên, sử dụng Hoàng Tuyền Đồ. Rào. Hoàng Tuyền Giang Sơn, trên bầu trời mở ra. Diệp Thần thi triển trận tự quyết, đem Hoàng Tuyền Giang Sơn, bố trí thành một tòa phòng ngự đại trận. Chỗ tòa này phòng ngự đại trận, lấy Hoàng Tuyền Đồ là hạch tâm, trần bia, phong bi, viêm bia vân. Vân luân hồi huyền bi, vờn quanh bốn phía. Nguyện vọng thiên tinh thật cao trôi lơ lửng, sau lưng tinh không, là hồng mông đại tinh không, vô cùng sáng chói huy hoàng. Diệp Thần phi thân tọa lạc tại Hoàng Tuyền Giang Sơn trung ương tâm trận, ngồi xếp bằng, bên người ba cây thiên kiếm đổ cắm, huyết long bàn lượn quanh ở trên người hắn. Rào 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 rào. Vạn yêu tiên chỉ nổi lên, vậy còn quấn Diệp Thần lưu chuyển, tiểu hoàng tiểu hắc, thanh long sa la cây, toàn bộ bảo vệ ở Diệp Thần bốn phía. Tài quyết chi chủ, Huyền Cơ Nguyệt, Đế Thích Thiên, Hồng Hà Tiên Tử, Địa Tâm Miếu lão tổ các người, còn có Ngụy Dĩnh, Mạc Hàn Hy, Hồng Hân các người, lẫn nhau nhìn nhau một mắt, đồng loạt bay đến vậy Hoàng Tuyền Giang Sơn bốn phía, bảo vệ Diệp Thần. Đám người biểu hiện các bản lĩnh cao cường, tài quyết chi chủ thần thánh đạo pháp. Huyền Cơ Nguyệt vận mệnh sông dài, Đế Thích Thiên Tâm Ma Bình Phong che chở, Hồng Hà Tiên Tử yêu khí bảo vệ, còn có Địa Tâm Miếu lão tổ ký kết pháp trận, cùng với Phong gia, Mạc gia, Lâm gia, Hồng gia đám người bảo vệ, đều ở đây bảo vệ Diệp Thần. Đây là chư thiên tinh thần, bảo vệ nhật nguyệt vậy hình ảnh, vô cùng nguy nga. Địa Tâm vực rất nhiều cường giả, toàn bộ liên hiệp, buông xuống ân oán, hợp lực đối kháng Vạn Khư. Trừ tài quyết chi chủ bên ngoài, những người khác đều có cực lớn lòng tin, nhiều người như vậy liên hiệp, sẽ đối kháng Vũ Hoàng Cổ Đế một cái huyết kiếm, muốn đến cũng không phải khó khăn chuyện. Thập Phương Kiếm Thánh, Tuyết Thiên Âm, Khâu Ngạn các người, đứng tại chỗ, cũng không có khinh động. Khâu Ngạn nói, sư phụ, chúng ta không giúp sao? Thập Phương Kiếm Thánh nói, giúp, nhưng ta Hồng Quân Kiếm Đạo, cao ngạo lạnh lùng, không cách nào cùng người ngoài hiệp lực, ta sẽ chăm sóc luân hồi chi chủ. Vạn Khư dám đạp phải ta Hồng Quân Kiếm phái trên đầu, chúng ta há có thể từ bỏ ý đồ. Đám người bày trận mà đợi, vậy Vũ Hoàng Chu Thần Kiếm, xen lẫn đầy trời phong lôi, ùng ùng phá giết ra. Bởi vì có Địa Tâm vực nhân quả ngăn cản, vậy Vũ Hoàng Chu Thần Kiếm phóng không hề coi là quá nhanh, nhưng không ngừng xé rách hư không, phỏng đoán tối đa hai nén hương thời gian, cũng phải tới sát. Ở nơi này nghiêm nghị giây phút, Hồng Gia Thánh Nữ Hồng Hân, đột nhiên đáp xuống. Đi tới Diệp Thần bên người, tiêm vung tay lên, hoa anh đào bay lên, hình thành một tầng bình phong che chở, đem người ngoài tầm mắt ngăn cách. Nàng cùng Diệp Thần, ở hoa anh đào vần quanh hạ, một mình gặp nhau. Hồng Hân, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nói. Hồng Hân mắt đẹp vậy như hoa anh đào vậy, mang một chút say lòng người đỏ ửng, muốn đến nàng anh mộ Thiên Châu, linh khí đã khôi phục, hơn nữa cùng tự thân huyết mạch dung hợp. Thành nàng bổn mệnh pháp bảo. Diệp Thần, ngươi trách ta sao? Hồng Hân hỏi. Hôm nay Vạn Khư nguy cơ, tìm căn nguyên tố nguyên, thật ra thì người đầu têu là Hồng Hân,
Nguyên nhân chính là Hồng Hân, tiết lộ tổ đường tình báo, mới đưa đến phía sau một loạt biến loạn. Hồng Hân là vạn khư đại công thần, chỉ là vũ hoàng cổ đế canh nghiệt thiếu tình cảm, hôm nay rơi xuống sát phạt, lại liền nàng cũng không buông tha. Diệp thần thở dài một cái, nói, bây giờ nói cái này, cũng vô ích, ngươi chỉ là phụng mệnh làm việc, ta coi như cầm ngươi giết, cũng không cách nào cứu vãn nguy cục, huống chi chúng ta nhân quả đã thanh toán. Trước kia Diệp thần đã cứu Hồng Hân, bất quá sau đó, Hồng Hân đem anh mộ thiên châu linh khí, hiến tặng cho Diệp thần, để cho Diệp thần tu vi tiến bộ không thiếu, coi như là trả lại. Giữa hai người nhân quả, đã thanh toán, Diệp thần trước mắt chỉ muốn đối kháng vạn khư, cũng không muốn để ý xem nàng. Hồng Hân cắn răng, nói tuy nói như vậy, nhưng ta tội nghiệt vẫn là quá sâu, ta không nghĩ tới vạn khư muốn tiêu diệt địa tâm vực, thậm chí không tiếc giết chết tất cả người, ta muốn nhờ ngươi một chuyện. Diệp thần nói, chuyện gì? Hồng Hân trong mắt lộ ra một chút đoạn tuyệt ý, nói chờ lát nữa vạn khư thần kiếm hạ xuống, ngươi giết ta, hiến tế ta tánh mạng cùng nhân quả, có lẽ có thể giúp lực phòng ngự, cũng có thể rửa sạch ta tội nghiệt. Tổ đường tình báo, liên lụy ra to lớn như vậy biến loạn, cái này ở Hồng Hân ngoài ý liệu. Nàng chỉ lấy là Hồng gia cùng vạn khư, thám thính tổ đường, chỉ là vì trở lại cố hương, tưởng nhớ ngày xưa, cảm ngộ đạo tâm, nào nghĩ tới vũ hoàng cổ đế như thế tàn bạo, là muốn diệt toàn bộ địa tâm vực, thu hoạch nơi này khí vận. Một khi địa tâm vực bị diệt, hàng tỷ triệu sinh linh chết đi, vậy Hồng Hân chính là ngập trời tội nhân. Nàng không cách nào chịu đựng to lớn như vậy tội nghiệt, cho nên muốn kêu Diệp thần giết nàng, cầm nàng máu tươi hiến tế. Nàng là thái thượng thế giới Hồng gia người, cùng vạn khư có thiên ti vạn lũ liên lạc, trên người nàng nhân quả, nếu như bị hiến tế hết mà nói, cũng có thể giảm bớt vũ hoàng chu thần kiếm sát phạt áp lực, có thể trợ lực phòng ngự. Diệp thần trong lòng giật mình, nhưng là không lời chống đỡ. Hồng Hân nói, chờ ta sau khi chết, ngươi thay ta chiếu cố Hồng Huyên, nàng là vô tội, ngươi không nên thương tổn nàng. Nói tới chỗ này, Hồng Hân vành mắt bên trong một hồi ửng đỏ, chuyện thay đổi quá mãnh liệt, nàng nào nghĩ tới vạn khư thần điện muốn bày trận hạ xuống. Chuyện này hậu quả, đã vượt ra khỏi nàng phạm vi thừa nhận. Hồng Hân tâm loạn như ma, cánh tay ngọc bỗng nhiên ôm Diệp thần cổ, đôi môi mềm mại rơi xuống, hôn Diệp thần một hơi, ngắm nhìn hắn, nói, nhờ ngươi. Nói xong, Hồng Hân rút lui hết hoa anh đào bình phong che chở, lần nữa hồi đi ra bên ngoài. Cùng Hồng gia người đứng chung một chỗ. Đám người biết thân phận nàng đặc thù, cùng Diệp thần mật đàm, muốn đến là khác có đối kháng cách, cũng không để bụng. Hồng Hân nhìn bầu trời phương xa, vậy không đoạn ép tới gần vạn khư thần kiếm, thân thể mềm mại một hồi phát run. Sống chết tới giữa có đại khủng bố, nàng cũng không có liều chết dũng khí, cho nên là mời Diệp thần thay thế ra tay, tự tay giải quyết nàng tội nghiệt. Ở đám người khẩn trương trong ánh mắt, vậy vũ hoàng chu thần kiếm, rốt cuộc tới sát. Thần kiếm hạ xuống, đám người có thể thấy rõ, thanh kiếm này đen nhánh hỗn độn, lóe lên tia máu, đại bàng khắc đầy cổ xưa đồ đằng, lưỡi kiếm cũng không có mở phong, phơi bày nặng nề hùng hậu tư thái, nhưng từng tầng một tia máu lóe lên, nhưng tràn đầy đáng sợ ý định giết người. Đùng đùng, tia máu lóng lánh tới giữa, lại có từng cái sấm sét màu tím, thỉnh thoảng bổ ra, tử mang dâng trào, sấm sét gầm thét. Dị thường nguy nga. Đó là kinh chập thiên châu hơi thở. Cái này cầm vũ hoàng chu thần kiếm, đã hấp thu hết kinh chập thiên châu tất cả năng lượng, mang theo sấm sét uy áp, đặc biệt bá đạo. Vạn khư thần kiếm tới sát, kết trận đối kháng. Tài quyết chi chủ quát to một tiếng, ở phía ngoài nhất mấy chục ngàn cái trời quốc chiến đem, lập tức kết thành cân nhắc quyết định thiên trận, trong miệng kêu gào, mấy chục ngàn nhân khí cơ hội tương liên, hội tụ thành một phiến ngập trời thần thánh ánh sáng bạc. Giống như nhất tầng thiên nước bình phong che trở vậy, bảo vệ hoàng tuyền giang sơn, đối kháng vạn khư kiếm. Tầng này phòng ngự, là như vậy xâm nghiêm. Cho dù là Diệp thần, vậy không chắc chắn phá hỏng. Đây là cân nhắc quyết định thiên trận đỉnh cấp kiệt tác, mấy chục ngàn khí tức cường giả liên hiệp, thùng sắt vậy trận thế. Nhưng là, một màn kinh người xuất hiện. Nhưng gặp vậy vạn khư thần kiếm, phá giết xuống, tử điện tia máu nổ tung. Một món kiếm khí biến dạng hư không, vậy cân nhắc quyết định thiên trận phòng ngự, nhất thời bị bổ ra một đạo lỗ hổng, hơn 1.000 thánh đường cường giả, ở hung hãn kiếm khí chém chết hạ, thân thể ngay tức thì tan vỡ, máu tươi văng tung tóe, phát ra kêu thảm thiết, bị mất mạng tại chỗ. Rất nhiều gãy lìa tay chân khối vụn, hòa lẫn máu tươi nội tạng,
từ không trung rơi xuống, máu nhuộm trời, tình cảnh cực kỳ dữ tợn. Diệp Thần, Huyền Cơ Nguyệt, Đế Thích Thiên các người, thấy một màn này, đều là sắc mặt biến. Vậy Vạn Khư Thần kiếm sát phạt, so bọn họ tưởng tượng, còn lợi hại hơn rất nhiều. Vạn Khư Thần kiếm hạ xuống, như ta Vũ Hoàng thân chí, không liên quan người cùng mau thối lui, ta ngày hôm nay chỉ giết luân hồi chi chủ. Một đạo hùng hồn già nua, vô cùng thanh âm bá đạo, từ Vũ Hoàng Chu Thần kiếm bên trong bộc phát ra. Đó là Vũ Hoàng Cổ Đế thanh âm. Thanh kiếm này, mang theo Vũ Hoàng Cổ Đế máu tươi, hắn thanh âm mượn kiếm bộc phát ra, uy chấn ngàn vạn dặm, hư không hỗn loạn, tất cả mọi người đều bị chấn động được màng nhĩ run rẩy, đầu ông ông tác hưởng. Thật may Vũ Hoàng Cổ Đế tu vi quá cường hãn, ý chí khó mà hạ xuống, thanh âm này trừ vang dội bên ngoài, cũng không có đặc biệt lực lượng khác, càng không có hắn ý chí. Nhưng dù vậy, đám người cũng bị cái này động trời thanh âm, chấn động được nội tức hỗn loạn, khí huyết hỗn loạn. Không ít người đạo tâm, tại chỗ lay động, muốn rời đi, lại nữa quản Diệp Thần sống chết. Thật ra thì, Vũ Hoàng Cổ Đế cũng không ngại, giết chết tất cả người, nhưng quy tắc hạn chế quá lớn, hiện tại cửu đỉnh đại trận chỉ có một cái tâm trận, nếu như hắn dính quá nhiều máu tươi nhân quả, rất có thể đưa đến lui về phía sau kế hoạch thất bại. Giết Diệp Thần trọng yếu, nhưng thu lấy địa tâm vực khí vận, trọng yếu giống vậy, có thể không thể khinh thường. Cho nên ngày hôm nay, Vũ Hoàng Cổ Đế chỉ muốn giết Diệp Thần một người, không hề muốn nhận cắt quá nhiều người máu tươi. Vũ Hoàng Cổ Đế, ngươi ngày hôm nay muốn cản rỡ, trước hết giết ta nói sau. Tài quyết chi chủ mãnh liệt nắm chặt quyền, ánh mắt nhìn chằm chằm Vạn Khư Thần kiếm, tựa hồ từ thanh kiếm này trên mình, dò ngó thấy Vũ Hoàng Cổ Đế sau lưng tàn bạo bóng người. Rắc rắc, mà theo tài quyết chi chủ một quyền này nắm chặt, một màn kinh khủng xảy ra, chung quanh mấy chục ngàn cái thánh đường cường giả. Thân thể ở trong phút chốc nổ tung, máu tươi bị đè ép đi ra. Mấy chục ngàn người máu tươi, bắt đầu hướng tài quyết chi chủ hội tụ. Tài quyết chi chủ hiện tại vẫn là trạng thái suy yếu, hắn biết Vũ Hoàng Cổ Đế cường hãn, mình khó mà đối kháng, nhưng vậy tuyệt không thể nhìn Diệp Thần chết đi. Bởi vì Diệp Thần vừa chết, môi hở răng lạnh, địa tâm vực cục diện không người nào có thể phá, không người có thể sống xuống. Cái này một tí. Tài quyết chi chủ lại có thể hy sinh tất cả dưới quyền, đem mấy chục ngàn cường giả máu tươi, hội tụ thành một cái to lớn huyết cầu. To lớn kia huyết cầu, ở bàn tay hắn trên không ngừng cô đọng thu chặt. Ngay sau đó, tài quyết chi chủ sử dụng phương chu thiên châu, đem tất cả máu tươi năng lượng hấp thu. Vù vù, viên kia phương chu thiên châu, vốn là đã suy yếu tan vỡ, nhưng hấp thu mấy chục ngàn cường giả máu tươi, lập tức khôi phục năng lượng. Tóe ra vô cùng ánh sáng sáng chói. Diệp Thần các người thấy một màn này, đều là kinh hãi. Chẳng ai nghĩ tới, tài quyết chi chủ lại có thể như thế có quyết đoán, đem người thủ hạ toàn bộ hy sinh, dùng để khôi phục phương chu thiên châu. Mạt nhật phương chu, đi. Tài quyết chi chủ vung tay lên, thúc giục phương chu thiên châu, một chiếc to lớn chiến thuyền, ùng ùng từ hư không nổi lên, hướng vậy Vạn Khư Thần kiếm đánh tới. Chiến thuyền này, chính là Mạt Nhật Phương Chu, chứ có thể nhận độ người ra, vậy có thể dùng để chiến đấu, phương thuyền chiến thuyền đỉnh cấp đụng, chỉ sợ liền phổ thông trăm gia cảnh cường giả cũng không ngăn nổi. Bất quá, vì để cho ra cái này đỉnh cấp nhất kích, tài quyết chi chủ giá quá lớn, thánh đường cốt lõi nhất mấy chục ngàn tinh nhuệ, toàn bộ hiến tế hết, hy sinh cực kỳ thảm trọng. Cho dù là Diệp Thần, đều bị tài quyết chi chủ ngút trời bút tích, cho rung động ở. Mà toàn trường bên trong, chỉ có tài quyết chi chủ biết, Vũ Hoàng Cổ Đế cường hãn, vượt quá người tưởng tượng, nhất định phải đem hết toàn lực, mới có một đường sinh cơ. Bầu trời bên trong, một màn nguy nga phơi bày, to lớn chiến thuyền, đánh về phía vậy to lớn giống vậy thần kiếm. Như vậy va chạm, chỉ là nhìn hình ảnh, đều đủ để làm người ta rung động. Ha ha ha, cân nhắc quyết định, người trước kia là ta một cái tội nô, còn có thể ở ta trước mặt ngất trời. Cự kiếm bên trong, thấm ra Vũ Hoàng Cổ Đế khinh thường thanh âm. Kinh chập sấm sét nổ tung, kiếm khí bạo chém. Vũ Hoàng Cổ Đế một kiếm, lại là đem vậy phương thuyền chiến thuyền, hoàn toàn chảm phá. Phốc xích, tài quyết chi chủ tại chỗ hộc máu, thân thể rơi xuống, bị trọng thương. Thấy vậy, Diệp Thần, Hồng Hà Tiên Tử, Hồng Bi Trần các người, kinh hãi không thôi. Cho dù là bọn họ, đối mặt vậy Mạt Nhật Phương Chu đỉnh cấp đụng, tự hỏi cũng khó mà tiếp. Nhưng,
Hiện tại vậy vạn khư thần kiếm, chỉ là nhẹ bỗng một kiếm, lại đem phương thuyền chiến thuyền chảm phá, kiếm khí hung mãnh, đã là nghịch thiên. Luân hồi chi chủ, thanh kiếm này ta là chuẩn bị đối phó thiên nữ, ngày hôm nay dùng để giết ngươi, ngươi vậy coi là chết được kỳ sở. Phú hoàng cổ đế phát ra thanh âm sau cùng, sau đó thanh âm dần dần không nhìn thấy đi xuống, giữa trời đất chỉ còn lại kiếm khí phong lôi tiếng. Địa tâm vực nhân quả hạn chế vẫn là quá lớn, hắn cho dù là mượn kiếm lên tiếng, cũng không có so khó khăn. Bất quá, hiện tại hắn là hoàn toàn yên tâm, lấy vũ hoàng chu thần kiếm uy thế, không người có thể ngăn trở. Diệp thần ngày hôm nay, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Động trời cự kiếm, mang kinh thiên phong lôi tiếng, ở chảm phá tài quyết chi chủ phương thuyền chiến thuyền sau đó, chính là hung hãn hướng Diệp thần chém chết tới. Tài quyết chi chủ mất đi sức chiến đấu, đạo thứ hai bình phong che chở chính là Huyền Cơ Nguyệt cùng Đế Thích Thiên. Nhưng, Huyền Cơ Nguyệt vận mệnh sông dài, còn có Đế Thích Thiên tâm ma bình phong che chở, cơ hồ là một cái hô hấp thời gian, liền bị vạn khư thần kiếm biến dạng. Phốc xích, phốc xích, Huyền Đế hai người cũng là hộc máu, đồng loạt rơi xuống, đánh rơi đến liền càn khôn phong thâm cốc bên trong, sống chết không biết. Đây chính là Vũ Hoàng Cổ Đế thực lực sao? Diệp thần con người có giúp lại, cái này cầm vạn khư thần kiếm, chỉ mang Vũ Hoàng Cổ Đế một món máu tươi, uy lực lại có thể cũng có thể sợ đến tình cảnh này, liền tài quyết chi chủ, Huyền Cơ Nguyệt, Đế Thích Thiên cộng lại, đều không cách nào chống lại. Uy lực này, đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dạng. Vũ Hoàng Cổ Đế, không hổ là thái thượng thế giới đệ nhất cường giả. Tài quyết chi chủ nói không sai, Vũ Hoàng Cổ Đế một giọt máu, đều có thể nghiền bạo ngàn vạn nặng vũ trụ. Tiêu diệt tinh không, cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi bước. Hắn muốn giết Diệp thần, không người có thể ngăn trở. Hồng Hà tiên tử, Địa Tâm Miếu ba tộc lão tổ các người, còn có Lâm Thiên Tiêu, Ngụy Dĩnh, Mạc Hàn Hy các người, đều là kinh hãi. Lúc này, vậy Vũ Hoàng Chu thần kiếm, tiếp tục tan vỡ hư không, hướng Diệp thần lướt đi. Đám người nhìn nhau, lập tức như chúng tinh cùng nguyệt vậy, còn quấn Diệp thần, liều chết phòng ngự ngăn cản. Trận tự quyết, lên. Hồng Bi Trần quát to một tiếng, trận tự quyết hoàn toàn bùng nổ, tạo thành một cái cửu cung đại trận, bảo vệ Diệp thần. Hồng Hà tiên tử, Dừng Pháp Minh, Mạc Thanh Huyền, Lâm Thiên Tiêu, Mạc Hàn Hy các người, chia nhóm ở trận pháp các nơi, cả người linh khí thả ra, để cho được toàn bộ cửu cung đại trận, cũng tóe ra một hồi hùng hồn thần mang, lực phòng ngự tăng lên tới trình độ cao nhất. Mà Ngụy Dĩnh, cho dù là yếu ớt, vậy đứng dậy, bảo vệ Diệp thần. Diệp thần thấy một màn này, nội tâm vô cùng chấn động. Đảo mắt nhìn toàn trường, chỉ có Hồng Hân một người, tựa hồ có lòng vùng vẫy, không có đứng ra. Mà những người khác, đều là liều chết bảo vệ Diệp thần. Ở nơi này trận đánh cờ bên trong, Diệp thần là tuyệt đối mấu chốt, hắn vừa chết, Địa Tâm vực vậy nhất định tiêu diệt, lại không giết ngược cơ hội. Đang lúc mọi người liều chết ngăn trở hạ, vậy Vũ Hoàng Chu thần kiếm, đi tới tình thế, rốt cuộc bị cản lại. Hồng Bi Trần sắc mặt tái xanh, hô hấp ngưng động chất, thừa nhận cực lớn áp lực, hắn là trận tự quyết hạch tâm, Vũ Hoàng Chu thần kiếm phá giết tới, cơ hồ tất cả uy nghiêm, cũng đặt ở hắn trên thân thể. Luân hồi huyền bi, thiên kiếm đấu đế trận. Diệp thần thấy vậy, ánh mắt đột nhiên run lên, không có lại đứng chờ chết, mà là ngang nhiên ra tay. Bàn tay vung lên, một cái to lơ trận chữ, từ Diệp thần đỉnh đầu dâng lên, trận tự quyết ngay tức thì bùng nổ, chồng lên ở Hồng Bi Trần trên trận pháp. Một cái hỗn độn ánh sáng lóe lên, cổ xưa nguyên khí tràn ngập đại trận, lập tức trên không trung hiện lên. Diệp thần bước chân đạp một cái, ba cây thiên kiếm bắn ra, còn quấn hắn thân thể hô hô xoay tròn, thân kiếm có tràn ngập ngất trời đấu khí ánh sáng, còn có binh tự quyết mũi nhọn ra trì. Cái này một tí, Diệp thần đồng thời thi triển ra trận tự quyết, đấu chữ quyết, binh tự quyết, ba quyết hợp nhất, dung hợp ba cây thiên kiếm, tạo thành một cái cường hãn đại trận. Trận này, tên là thiên kiếm đấu đế trận. Diệp thần đứng ở trung ương trận pháp, đấu khí ánh sáng thêm thân, liền giống như cổ xưa đấu đế vậy, mũi nhọn lộ ra, uy nghiêm bàng bạc. Ở trận pháp bốn phía, từng cục luân hồi huyền bi, lưu chuyển không ngừng, dư thừa năng lượng tràn ra tới, làm được toàn bộ thiên kiếm đấu đế trận, năng lượng tựa hồ không bao giờ khô kiệt, phơi bày ra vô cùng xương long, phồn vinh thịnh vượng đại khí vận. Đây là Diệp thần mạnh nhất thủ đoạn phòng ngự. Hắn vành mắt hết sức nứt ra,
con người cơ hồ giọt máu, đại trận kết thành, đối kháng Vũ Hoàng Chu Thần Kiếm. Phá cho ta! Diệp Thần ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, bàn tay vung lên, ba cây thiên kiếm phóng lên cao, giết hướng vậy Vũ Hoàng Chu Thần Kiếm. Chỉ là phòng ngự, cũng chỉ là chậm chạp tử vong, muốn phá cuộc, phải chủ động đánh ra. Hống! Một tiếng động trời long ngâm vang lên. Long uyên thiên kiếm bên trong, huyết long thân thể nổi lên, vạn tướng thiên thư bùng nổ, trên người có xiềng xích vết nứt. Trước đây thật lâu, huyết long đã từng đạt được vạn đạo long tổ truyền thừa, nhưng bị chín đạo cấm chế phủ liên giam cầm ở, không thể phát huy toàn bộ lực lượng. Giờ khắc này, sống chết trước mắt, tất cả xiềng xích đều bị đột phá, huyết long tóe ra trước đó chưa từng có dũng hãn hơi thở, hòa lẫn ba kiếm thiên kiếm. Xông về Vũ Hoàng Chu Thần Kiếm, yếu quyết một thắng bại. Đám người thấy một màn này, đều là vô cùng rung động, lại không nghĩ rằng Diệp Thần hung mãnh như vậy, lại muốn trực tiếp giết ngược. Các vị giúp ta! Diệp Thần một tiếng quát to, biết rõ Vũ Hoàng Chu Thần Kiếm đáng sợ, chỉ bằng vào mình lực một người, chưa chắc có thể đối kháng, nhất định phải tập hợp mọi người lực lượng. Hồng Bi Trần, Hồng Hà Tiên Tử, Mạc Hàn Hy, Tiêu Khinh Nhan, Lâm Thiên Tiêu các người. Còn có Tiểu Hoàng Tiểu Hắc, Nhan Tuyển Nhi, Thanh Long Sa La Vân. Vân, rối rít thả ra tự thân hơi thở, toàn bộ hội tụ đến Diệp Thần trên mình. Còn như Diệp Thần trong cơ thể, Huyền Hàn Ngọc, Hoàng Lão các người, nhưng là không có dị động, chỉ là yên lặng quan sát, vẻ mặt ngưng trọng tới cực điểm. Bọn họ hơi thở, cùng mọi người thù dị, không cách nào dung hợp. Bất quá, cho dù không có bọn họ trợ lực, Diệp Thần hội tụ mọi người lực lượng. Một kích này uy lực vậy là đặc biệt đáng sợ. Long kiếm phóng lên cao, hòa lẫn mọi người lực lượng, hóa thành thành một cổ hỗn độn vậy nước lũ, cuồn cuộn không ngừng, đánh phía vậy Vũ Hoàng Chu Thần Kiếm. Phịch! Hỗn độn nước lũ cùng vạn khư thần kiếm va chạm, tóe ra một cổ động trời nổ khí lưu, thương khung làm nghiền, chư thiên đại lộ tựa hồ cũng muốn băng diệt. To lớn nổ dưới sự xung kích, Hồng Quân kiếm phái sơn môn sụp đổ, từng ngọn đỉnh núi bị phá hủy. Ngọn núi chính Càn Khôn Phong vậy hoàn toàn bị san bằng, hóa thành cuồn cuộn loạn thạch tung tóe, bụi bặm kích động. Diệp Thần các người trôi lơ lửng ở trên trời kiếm đấu đế trận bên trên, tất cả người đều là sắc mặt phát trắng, Mạc Hàn Hy, Hồng Huyên, Ngụy Dĩnh cùng tu vi hơi yếu người, tại chỗ hộc máu, thân thể rơi xuống, hình dáng vô cùng chật vật. Mà phía dưới, Thập Phương Kiếm Thánh, Tuyết Thiên Âm, Không Ngạn các người, thấy va chạm sau này, sơn môn tan biến, đều là kinh hãi. Thập Phương Kiếm Thánh quanh thân kiếm khí vần quanh, ngăn cản nổ va chạm đánh vào, chỉ là hắn sơn môn, nhưng bị chấn bể, hoàn toàn lâm vào là phế tích. Phốc xích, mà đang nổ đánh vào bên trong, Diệp Thần cũng là hộc máu trọng thương, hắn là thiên kiếm đấu đế trận hạch tâm, ở đánh vào bên trong, tự nhiên cũng là bị thương nặng nhất. Thật may hắn thể chất cường hãn, ngược lại là miễn cưỡng trèo trống. Đợi được nổ mây khói tản đi, đáng sợ một màn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhưng gặp trời cao bên trong, Long Uyên Thiên Kiếm, Hoang Ma Thiên Kiếm, Tai Nan Thiên Kiếm, đều bị liền tổn thương nặng, hù hù vang dội, hóa thành một đạo lưu quang, chui hồi Diệp Thần trong cơ thể. Máu thân rồng, trong nổ tung bị thương nghiêm trọng, máu tươi đầm đìa, từng cục miếng vảy đánh mất, miến cứng trôi lơ lửng ở trên trời đám mây tới giữa, nhưng là thở hồng hộc, mất đi sức chiến đấu. Vậy Vũ Hoàng Chu Thần Kiếm, đang nổ dưới sự xung kích, mất đi thiên địa pháp tướng hình thể, không cách nào giữ to lớn hình dáng, thu nhỏ lại thành một chuôi trường kiếm ba thước hình dáng, nhưng trên thân kiếm tia máu lưu chuyển, mũi nhọn như cũ ác liệt. Vũ Hoàng cổ đế máu tươi, còn không tản đi, còn vững vàng in vào trên thân kiếm. Kiếm khí uy lực, tuy có yếu bớt, nhưng vậy đủ để chu diệt luân hồi. Cái gì? Diệp Thần thấy vậy, nhất thời vô cùng kinh hãi. Mọi người thấy Vũ Hoàng huyết khí do ở đây, cũng là ra đầu tê dại, hoàn toàn bối rối. Bọn họ nghĩ tới Vũ Hoàng cổ đế mạnh mẽ, nhưng không nghĩ tới lại có thể cường đại đến tình cảnh này. Đám người hợp lực nhất kích, lại vẫn không cách nào phai mờ Vũ Hoàng cổ đế một giọt máu, đây cũng quá ngoại hạng. Cái này chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ thực lực sao? Diệp Thần kinh ngạc không nói ra lời, hoàn toàn ngạc nhiên. Tại mới vừa va chạm sau này, mọi người đã hoàn toàn khô kiệt, không có sức lại đối kháng. Suy! Vậy Vũ Hoàng Chu Thần Kiếm, tia máu nhất lưu chuyển, mũi kiếm biến dạng hư không, hướng Diệp Thần ấn đường bắn tới. Một kiếm này, phong tỏa Diệp Thần khí cơ.
Diệp Thần chỉ cảm thấy thiên địa vũ trụ tuy lớn, nhưng lại không chỗ né tránh, tựa như nhất định phải bị vậy vạn khư kiếm giết chết. Hoàng lão giúp ta! Diệp Thần nội tâm gầm thét, kêu gọi Hoàng lão ra tay. Hoàng lão nhưng là vô cùng ngưng trọng, nói ta nếu có thân xác, Vũ Hoàng cổ đế chính là một giọt máu, ta trong nháy mắt có thể phá, nhưng ta hôm nay, cuối cùng chỉ còn lại một đạo hư ảnh, lực lượng không đủ để đối kháng, trừ phi ta tự bảo. Diệp Thần sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn cùng Hoàng lão quan hệ, hợp tác bên trong lại có tính toán, Hoàng lão tự nhiên không thể nào tự bảo bảo vệ hắn. Hoàng lão than thở một tiếng, nói thôi, ngươi cùng vạn khư đánh cờ, cuối cùng là ngươi đánh bại, vậy ta vậy nhận mệnh, mọi người cùng nhau chết coi là. Dứt lời, Hoàng lão xoay người, nhìn luân hồi mộ địa bên trong phong cảnh, trong mắt suy nghĩ muôn vàn. Ngay tức thì, Diệp Thần rơi vào sống chết tuyệt cảnh. Vậy Vũ Hoàng Chu Thần kiếm phá giết tới, nhưng là ai cũng không cản được. Bầu trời phương xa bên trong, Diệp Lạc Nhi một mực che giấu thân hình, thấy Diệp Thần gặp nạn, muốn hạ xuống ra tay. Nhưng, nàng mới vừa có phủ xuống ý niệm, nhân quả khóa chính là bùng nổ, một cổ vô cùng đáng sợ hơi thở, cắn trả nàng gân cốt tâm hồn, để cho nàng cả người như bị lửa cháy bừng bừng nướng đốt, vô cùng thống khổ, căn bản không có sẽ ra tay khí lực. Thái Thượng Thiên Nữ nói qua, không cho phép nàng cùng Diệp Thần nhận nhau, tự nhiên không thể nào cho nàng phủ xuống cơ hội. Chỉ là, Thái Thượng Thiên Nữ không ngờ tới, hôm nay Diệp Thần sẽ rơi vào như vậy tuyệt cảnh, nàng nhân quả khóa, ngược lại thành chướng ngại, rất có thể tống táng Diệp Thần tánh mạng. Diệp Đại Ca, Diệp Lạc Nhi thống khổ không dứt, mắt gặp Diệp Thần bỏ mạng ở tức, nhưng không cách nào ra tay. Vũ Hoàng Cổ Đế, ta Hồng Quân kiếm phái địa bàn, còn chưa tới phiên ngươi ngang ngược. Vừa lúc đó, một mực bất động thập phương kiếm thánh, thân thể một cái lóe lên, hóa thành một đạo kiếm mang, xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Vậy Vũ Hoàng Chu Thần kiếm ám sát tới, bị thập phương kiếm thánh một kiếm ngăn trở. Tiền bối. Diệp Thần đại hỉ, hắn biết thập phương kiếm thánh một mực lánh đời ẩn cư, không dính nhuộm thế tục nhân quả, hiện đang xuất thủ, ngang hàng trực tiếp đối kháng vạn khư, xé rách ra mặt, đây là cực lớn quyết tâm cùng dũng khí. Thập phương kiếm thánh hừ một tiếng, trường kiếm chấn động một cái, lại có thể đem Vũ Hoàng Chu Thần kiếm chấn động bay. Mọi người thấy một màn này, xôn xao hô to, kinh ngạc không thôi. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, thập phương kiếm thánh lại có thể một kiếm chấn động bay vạn khư kiếm. Phải biết, mới vừa đám người hợp lực, đều không cách nào đối kháng, nhưng hiện tại, thập phương kiếm thánh lấy sức một mình, lại làm ra phản kích, đây là đáng sợ đến mức nào lực lượng. Mà toàn trường bên trong, chỉ có Diệp Thần biết, thật ra thì không phải thập phương kiếm thánh lực lượng cường hãn, chỉ là kiếm đạo quá mức tuyệt diệu, kiếm pháp đệ nhất thiên hạ, lấy kiếm đấu kiếm, hắn là mượn lực đả lực, mới vừa chấn động bay vạn khư kiếm, dùng không phải mình lực lượng, mà là vạn khư bản thân lực lượng. Đây là mượn lực đả lực, xảo diệu hóa giải biện pháp, cũng không phải là man lực đối kháng. Nhưng mà, Vũ Hoàng Cổ Đế máu tươi lực lượng, cuối cùng vẫn là quá cường hãn. Thập phương kiếm thánh mới vừa phản kích, tự thân vậy bị chấn động, gương mặt một hồi trắng bệch. Suy, vậy Vũ Hoàng Chu Thần kiếm, bị chấn động bay sau đó, thân kiếm quay lại chuyển, lại lần nữa phóng trở về, như phụ cốt thư vậy, chết cũng không chịu thả qua Diệp Thần. Thập phương kiếm thánh thấy vậy, biết chuyện hôm nay, khó mà làm tốt, không cách nào dùng đơn giản kỹ xảo hóa giải, chỉ có thể dùng lực lượng chân chính đi đối kháng. Thập phương kiếm tâm cho ta. Thập phương kiếm thánh quay đầu nhìn Diệp Thần một mắt. Diệp Thần vội vàng đem thập phương kiếm tâm sử dụng, đưa cho thập phương kiếm thánh. Ta tên thật là Kiếm Thông Thiên, ngươi nhớ ta tên chữ. Thập phương kiếm thánh ánh mắt mang theo một chút bể dâu, hướng Diệp Thần nói. Hắn kiếm thánh pháp danh, là xuất từ thập phương kiếm tâm món pháp bảo này, tên thật lại cũng không như vậy, mà gọi là Kiếm Thông Thiên. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, giờ khắc này, thập phương kiếm thánh lại tựa hồ là ở giao phó chăn chối. Hồng Quân lão tổ ở trên cao, nghe theo ngươi thành kính nhất tín đồ kêu gọi, rơi xuống kiếm ngươi đạo thần uy, chân áp phản cổ, tan biến ra khó khăn. Thập phương kiếm thánh bỗng nhiên phát ra vang dội tiếng ngâm sướng, cũng bắt đầu hiến tế thập phương kiếm tâm. Kiếm kia tim tinh thạch, nhất thời nổ tung, bộc phát ra một cổ vô cùng đáng sợ lực lượng. Cổ lực lượng này, thậm chí so với mới vừa Diệp Thần đám người hợp lực nhất kích, còn đáng sợ hơn. Đó là Hồng Quân lão tổ lực lượng. Hồng Quân lão tổ,
Trong truyền thuyết Cửu Thiên Thần Thuật người sáng lập, hắn chế tạo ra pháp bảo, mỗi một kiện cũng mang theo hắn ý chí cùng lực lượng. Giờ khắc này, Thập Phương Kiếm Thánh lại hiến tế Thập Phương Kiếm Tâm, nổ Hồng Quân lão tổ lực lượng. Trong thoáng chốc, một bộ cổ xưa đạo bào khoác ở Thập Phương Kiếm Thánh trên thân thể. Vậy tựa hồ chính là Hồng Quân lão tổ đạo bào. Hồng Quân đạo bào thêm thân, Thập Phương Kiếm Thánh ánh mắt như điện, ra lại một kiếm. Kiếm này như trời long đất lở, sấm nổ, hỗn hợp Thập Phương Kiếm Tâm hiến tế năng lượng, lực lượng đáng sợ, đã không cách nào dùng thế gian lời nói hình dạng. Diệp Thần một cái chớp mắt tới giữa, bị đẩy lui hơn 10 dặm. Thập Phương Kiếm Thánh thân thể chung quanh, từng tầng một không gian nổ tung nghiền, hiển hóa ra xa xôi thất lạc thời không dị tượng, mà cho dù là thất lạc thời không, ở hắn lực lượng cường hãn dưới sự xung kích, đều ở đây sụp đổ bạo diệt. Sư phụ, Tuyết Thiên Âm cùng Khâu Ngạn, đều là kinh hãi thất sắc, thanh âm mang nức nở kêu kêu. Vậy Thập Phương Kiếm Tâm hiến tế năng lượng, hạng bàng bạc, hàm chứa Hồng Quân lão tổ thần uy, chỉ sợ liền Thập Phương Kiếm Thánh đều không cách nào chịu đựng. Thập Phương Kiếm Thánh một kiếm chém ra, lần nữa cùng Vạn Khư Thần Kiếm giao phong. Rắc rắc, rắc rắc, hai cây kiếm giao phong, trên thân kiếm cũng xuất hiện vết rách, ở tấc tấc tan vỡ. Cái này một tí giao phong, là Thập Phương Kiếm Thánh cùng Vũ Hoàng Cổ Đế giao phong, là Hồng Quân còn sót lại ý chí, cùng Vạn Khư ý chí va chạm. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, nhìn vậy va chạm một màn, rất xa Hồng Quân truyền thuyết, ở mỗi cái nhân tâm đầu chấn động. Hai kiếm giao phong đối lập, cuối cùng bóp đích một tiếng, Vạn Khư Thần Kiếm hoàn toàn nghiền. Thanh kiếm này, cuối cùng chỉ có một chút Vũ Hoàng Cổ Đế máu tươi, không cách nào cùng dung hợp Hồng Quân ý chí Thập Phương Kiếm Thánh đối kháng. Thập Phương Kiếm Thánh đánh nát Vạn Khư kiếm, gương mặt nhưng là vô cùng trắng bệch, khóe miệng chảy ra máu tươi, thân thể như con diều đứt dây vậy rơi xuống. Hiến tế Thập Phương Kiếm Tâm, hắn sở thụ áp lực quá lớn, cả người nội tạng gân cốt đã vỡ vụn. Đám người thấy vậy, rối rít kêu lên. Sư phụ, Tuyết Thiên Âm cùng Khâu Ngạn, vội vàng tiếp lấy Thập Phương Kiếm Thánh. Tiền bối, Diệp Thần vậy một hồi lo âu, xem Thập Phương Kiếm Thánh hình dáng, chỉ sợ trong phút chốc liền muốn chết đi. Hắn muốn phi thân hạ xuống, thay Thập Phương Kiếm Thánh chữa trị. Nhưng mà, vừa lúc đó, Diệp Thần đột nhiên cảm thấy, một hồi cực kỳ nhọn ác liệt ý định giết người. Nhưng gặp vậy Vũ Hoàng Chu Thần Kiếm, bể tan tành sau đó, một cái nho nhỏ phi kiếm, chỉ có nhỏ lớn chừng ngón cái, tự tan biến mây khói bên trong bắn ra, trực kích Diệp Thần ấn đường. Cái gì, lại là Tử Mẫu Kiếm? Diệp Thần thấy vậy, nhất thời kinh hãi dị thất sắc. Cái này cầm Vũ Hoàng Chu Thần Kiếm, lại là Tử Mẫu Kiếm, trong kiếm giấu kiếm, mẫu kiếm bị đánh nát sau đó, còn có một cái phi kiếm nhỏ. Cái này cầm phi kiếm nhỏ, bàn về uy lực, dĩ nhiên không thể cùng mẫu kiếm so sánh, nhưng lúc này Diệp Thần yếu ớt, căn bản không cách nào đối kháng. Toàn trường đám người thấy vậy, cũng là kinh hãi hô to, chẳng ai nghĩ tới Vũ Hoàng Cổ Đế thủ đoạn, như vậy đáng sợ, trong kiếm giấu kiếm, ngoài tất cả mọi người ý liệu. Đám người cũng là bị thương yếu ớt, cũng không cách nào đi cứu vãn Diệp Thần. Không. Chân trời xa Diệp Lạc Nhi, con người biến sắc, muốn đi cứu, nhưng nhân quả khóa kịch liệt cắn trả, để cho nàng chịu đủ hành hạ, căn bản không cách nào ra tay. Thập Phương Kiếm Thánh mắt gặp Diệp Thần phải bị giết, hoàn toàn ngạc nhiên, thầm nghĩ, Vũ Hoàng Cổ Đế, không hổ là đời này đệ nhất cao thủ, âm mưu tàn nhẫn, là ta đánh giá thấp ngươi, ngươi thắng. Đinh. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, một viên màu hồng hạt châu bỗng nhiên bắn ra, ngăn ở Diệp Thần trước mặt. Vậy Vạn Khư phi kiếm nhỏ, đánh vào vậy màu hồng nhạt trên hạt châu, nhất thời bị đánh văng ra. Một đạo thân ảnh yểu điệu, ngự gió bay đến Diệp Thần bên người, chính là Hồng Hân. Anh mộ Thiên Châu, cho ta mai táng. Hồng Hân trong mắt lẫm liệt như nước, vung tay lên, vậy màu hồng nhạt hạt châu toát ra phiến phiến hoa anh đào. Vô số hoa anh đào tung bay đầy trời, hóa thành một phiến mộ mộ. Cái này phiến mộ mộ, là hoa anh đào mộ mộ, có từng bụi cây anh đào nở rộ trước, như mộng như ảo. Vậy Vạn Khư phi kiếm nhỏ, bị đẩy vào mộ mộ bên trong, hoàn toàn mai táng. Vù vù, phi kiếm phát ra một hồi kịch liệt kêu vang, đang giãy giụa trước, muốn phá vỡ mộ mộ đi ra. Diệp Thần, ta tội nghiệt, ngày hôm nay có thể tắm soát chút. Hồng Hân nhìn Diệp Thần một mắt, thê lương cười một tiếng, sau đó hít sâu một hơi,
ngực phập phồng một tí, ánh mắt sắc bén đoạn tuyệt, rốt cuộc hạ định quyết tâm bị chết. Phịch, nàng trực tiếp tự bạo, máu thịt như hoa anh đào vậy, ở Diệp Thần trước mặt nổ tung. Sau đó, nàng tự bạo lực lượng, hạ xuống hoa anh đào mộ mộ bên trong, lại là lấy thân chấn mộ, đem vậy vạn khư phi kiếm nhỏ, hoàn toàn chấn áp. Hu hu hu, đầy trời khí lưu xoay tròn, phát ra rên rỉ, tựa hồ vạn khư thần kiếm chết, làm động tới thiên địa dị tượng. Vậy Vũ Hoàng Chu thần kiếm, mẫu kiếm bị thập phương kiếm thánh phá hủy, tử kiếm bị Hồng Hân chấn áp, hoàn toàn bại diệt. Vạn khư nguy cơ, tạm thời vượt qua, nhưng toàn trường đám người, không có người nào có vẻ vui mừng, người người đều là kinh ngạc mờ mịt. Thánh nữ đại nhân, Hồng gia mọi người, thấy Hồng Hân tự bảo, kinh hãi muốn chết. Chủ nhân, vậy nhỏ miêu nữ Hồng Huyên, khóc kêu một tiếng, lật đật chạy tới. Nhưng gặp vậy hoa anh đào mộ mộ, tiêu tản mát, cuối cùng lột xác hồi một viên thiên châu hình dáng, ánh sáng ảm đạm, rơi xuống Hồng Huyên trong tay. Hồng Huyên chỉ cảm thấy, ở đó anh mộ thiên châu bên trong, có một món Hồng Hân tàn hồn, đang ngủ say trước. Hồng Hân tánh mạng, dính dấp đến quá nhiều nhân quả, mạng nàng đã không tới phiên nàng làm chủ, sau lưng còn có người chẳng muốn nàng chết. Cho nên, nàng cho dù tự bạo, lại còn có một món tàn hồn còn lại, niêm phong ở anh mộ thiên châu bên trong. Hồng Huyên cảm thấy vậy một món ngủ say tàn hồn, một hồi ngạc nhiên mừng rỡ, dù gì nói, chủ nhân, người yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi hồi phục. Kịch chiến hạ màn, tan thành mây khói. Đám người yên lặng hồi lâu, một phiến tĩnh mịch. Cuối cùng, địa tâm miếu ba tộc lão tổ, than thở một tiếng, trước tiên rời đi trước. Tài quyết chi chủ, Huyền Cơ Nguyệt, Đế Thích Thiên các người, kéo bị thương thân thể, vậy rời đi. Hồng Hà tiên tử, Tiêu Khinh Nhan, Ngụy Dĩnh, Phong Gia tỷ muội, Mạc Hàn Hy, Hồng Huyên các người, rối rít đi tới Diệp Thần bên người, yên lặng nhìn hắn. Hôm nay trận chiến này, đám người coi như là thấy được Vũ Hoàng cổ đế cường hãn, chỉ là một giọt máu cũng như thế đáng sợ, chân thân vậy còn có. Lần này đánh giết, địa tâm vực hao tổn nghiêm trọng, nhưng vạn khư, cũng là tổn thất thảm trọng, hai bên lưỡng bại câu thương, tương lai có một đoạn thời gian, có thể thanh tịnh. Diệp Thần ca ca, chủ nhân ta còn có một món tàn hồn còn lại, người có thể hồi phục nàng sao? Hồng Huyên đỏ mắt, đem vậy anh mộ thiên châu giao cho Diệp Thần. Diệp Thần trong lòng động một cái, tiếp lấy anh mộ thiên châu, hơi một cảm ứng, sau đó lắc đầu một cái, nói, nàng tàn hồn quá loãng mỏng, cơ hồ không thể nào hồi phục. Nếu như Hồng Hân có hoàn chỉnh hồn phách, hắn có lẽ có thể cho nàng trọng tố một cái thân xác, nhưng hiện tại, Hồng Hân tàn hồn quá mỏng manh, cùng hoàn toàn tiêu diệt cũng kém không nhiều, như vậy mỏng manh tàn hồn, cho dù là Diệp Thần, cũng không cách nào thức tỉnh, càng không thể nào hồi phục. Diệp Thần đem anh mộ thiên châu, trả lại cho Hồng Huyên. Hồng Huyên khóc, cũng không biết như thế nào cho phải, Phong Gia tỉ muội ở bên cạnh an ủi nàng. Diệp Thần nhìn xem Ngụy Dĩnh, lại nhìn xem Mạc Hàn Hy, Tiêu Khinh Nhan, Hồng Hà tiên tử các người, nói các người đi về trước, ta phải ở lại chỗ này, chiếu cố kiếm thánh tiền bối. Nói xong, Diệp Thần vọng xuống phía dưới. Lúc này thập phương kiếm thánh, đã là hơi thở mong manh, kế cận khô diệt. Chúng nữ cũng biết Diệp Thần trách nhiệm, liền rời đi trước. Diệp Thần hít sâu một hơi, linh bia cùng luân hồi huyết mạch vận chuyển, rất nhanh tự yếu ớt trong trạng thái khôi phục như cũ. Hắn thể chất hồi phục năng lực cực kỳ cường hãn, hiện đang chiến đấu đã kết thúc, thần kinh căng thẳng lỏng xuống, cơ hồ là mấy hơi thở thời gian, hắn trạng thái liền khôi phục viên mãn, trở lại đỉnh cấp. Tiền bối. Diệp Thần hạ xuống, sử dụng nguyện vọng thiên tinh, đem thập phương kiếm thánh, Tuyết Thiên Âm, Khâu Ngạn ba người tiếp đón đi vào. Tuyết Thiên Âm cùng Khâu Ngạn, thấy Diệp Thần hô hấp tới giữa, lại có thể trạng thái khôi phục, đều là vô cùng rung động. Tuyết Thiên Âm hoảng hốt vội nói, luân hồi chi chủ, huyết mạch ngươi thần thông cường hãn như vậy, ngươi nhất định có biện pháp, có thể cứu sư phụ ta, có phải hay không? Diệp Thần im lặng không tiếng động, ngồi xuống dò xét dò thập phương kiếm thánh mạch đập, nhưng giác hắn mạch đập, đặc biệt yếu ớt, hơn nữa quấn vòng quanh một cổ cực lớn nhân quả. Đó là Hồng Quân lão tổ nhân quả. Hiến tế Hồng Quân lão tổ pháp bảo, cần phải chịu nhân quả quá kịch liệt, cho dù là thập phương kiếm thánh, đều không cách nào chịu đựng. Ha ha, sinh tử có số, các ngươi không cần để ý. Thập phương kiếm thánh ngược lại là rộng rãi, cũng không có quá để ý sống chết, hắn theo đuổi kiếm đạo,
hôm nay có thể phá hư vạn khư âm mưu, đã chứng minh kiếm đạo của hắn, ở vạn khư bên trên, hắn vậy đủ hài lòng. Diệp thần vận chuyển bát quái thiên đan thuật, tạm thời ổn định thập phương kiếm thánh thương thế, ngưng trọng nói, tiền bối, lấy ta y thuật, tạm thời có thể vì ngươi treo mệnh một tháng, ngươi có lời gì muốn giao phó, liền cùng ngươi đệ tử nói đi. Nói xong, Diệp thần xoay người muốn đi. Luân hồi chi chủ, dừng bước. Thập phương kiếm thánh vùng vẫy ngồi dậy, ở Diệp thần chữa trị xuống, thương thế hắn khôi phục rất nhiều, chỉ là hiến tế hồng quân pháp bảo cắn trả, quá mức to lớn, nhưng không cách nào dùng bất kỳ thủ đoạn chữa trị, hắn chỉ có thể lại sống một tháng. Diệp thần xoay người lại nói, tiền bối còn có việc. Thập phương kiếm thánh dửng dưng một tiếng, nói, luân hồi chi chủ, ngươi mặc dù không phải là ta đệ tử, nhưng cũng là ta hồng quân kiếm phái khách khanh, ngươi thực lực vô cùng cường hãn, ta có là một muốn ủy thác ngươi. Diệp thần nói, chuyện gì? Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định đáp ứng tiền bối. Lần này nếu như không phải là thập phương kiếm thánh, lấy mệnh tướng giúp, Diệp thần rất có thể liền chết, lớn như vậy ân, hắn tự nhiên phải báo đáp. Thập phương kiếm thánh trầm ngâm một hồi, nói ta muốn cho ngươi đi một chuyến hắc ám cấm hải. Diệp thần nói, hắc ám cấm hải. Thập phương kiếm thánh nói, không sai, ta có một người học trò, hắn kêu kiếm vô danh, ngươi chắc biết, hắn từ nhỏ liền bị ta thu nuôi. Ta đợi hắn như ruột thịt con trai, nhưng hắn năm đó vì theo đuổi kiếm đạo, cố ý phải đi hồng quân bí cảnh tìm bảo, ta ngày giờ không nhiều, muốn cho ngươi đi hắc ám cấm hải một chuyến, tìm hắn, đem hắn mang về, ta trước khi chết, muốn gặp hắn một lần cuối. Diệp thần nhướng mày một cái, kiếm vô danh năm đó phản bội rời, hắn tự nhiên cũng biết. Kiếm vô danh chỗ đi hồng quân bí cảnh, đang hắc ám cấm hải bên trong, chỉ là, hắc ám cấm hải cực đoan nguy hiểm. Là ma tổ vô thiên địa bàn, thế lực rắc rối phức tạp, Diệp thần tự giác thực lực còn kém một chút sức lửa, thật ra thì không hề muốn nhanh như vậy bước vào hắc ám cấm hải. Cái này hắc ám cấm hải, sau này Diệp thần dĩ nhiên sẽ đi, bởi vì âm dương thần điện tầng thứ hai, luân hồi thiên kiếm, đều ở đây hắc ám cấm hải bên trong. Diệp thần nói, tiền bối, người đệ tử kiếm vô danh, năm đó đi hắc ám cấm hải, cách này đã có mấy chục ngàn năm thời gian, hắn còn ở bên kia sao? Thập phương kiếm thánh thê lương cười một tiếng, nói, hắn còn ở, ta có thể bắt được hắn hơi thở, hắn là cái kiếm si, hôm nay còn ở hồng quân bí cảnh bên trong, hiểu kiếm đạo, người cùng ta nói, người ta sắp chết, muốn gặp hắn một mặt, hắn nếu có tim, thì trở lại xem ta. Lời nói này nói được vô cùng là thê lương, Diệp thần nội tâm vô cùng chấn động. Tuyết thiên âm cùng khâu ngạn xuôi tay đứng ở một bên, đều là rơi lệ. Hắc ám cấm hải bên kia. Thật ra thì hai người vậy đi tìm qua, nhưng chỗ đó quá hỗn loạn, bọn họ không tìm được đầu mối chút nào. Hiện tại, thập phương kiếm thánh chỉ có thể ủy thác Diệp thần. Bởi vì, Diệp thần là đại khí vận người, hắn xuất thủ, có lẽ có thể may mắn tìm được kiếm vô danh, đem người mang về. Diệp thần trầm tư, nhưng lại yên lặng. Hắc ám cấm hải bên kia nhân quả, hắn thật ra thì chẳng muốn nhanh như vậy chạm đến. Thập phương kiếm thánh ánh mắt lấp lánh nhìn Diệp thần, nói, đây là ta trước khi lâm chung, duy nhất tâm nguyện. Diệp thần trong lòng run lên, cắn răng một cái, rốt cuộc vẫn là gật đầu, nói, được, tiền bối, ta đáp ứng ngươi, ta nhất định tìm được kiếm vô danh, đem hắn mang về. Nghe vậy, thập phương kiếm thánh vui vẻ yên tâm cười một tiếng, móc ra một khối ngọc giản, giao cho Diệp thần, nói, phần này kiếm đạo bí tịch, ta truyền cho ngươi. Diệp thần ngẩn ngơ. Nói, đây là cái gì? Thập phương kiếm thánh nói, bí tịch này, là một môn kiếm pháp, tên là, thập phương vẫn thần kiếm, là ta hồng quân kiếm đạo hạch tâm tinh túy, hàm chứa 10 kiếm quy nhất chí lý, tự mình hồng quân kiếm phái sáng lập tới nay, chỉ có ta cùng ta vậy không ra hồn đại đệ tử luyện thành. Nói tới chỗ này, thập phương kiếm thánh nhìn Tuyết Thiên Âm cùng Khâu Ngạn một mắt. Tuyết Thiên Âm cùng Khâu Ngạn đều lộ ra vẻ lúng túng, bọn họ thiên phú có hạn. Đừng nói lĩnh ngộ thập phương vẫn thần kiếm, cho dù là đơn thuần 10 kiếm, đều không cách nào toàn bộ hiểu được. Hồng quân kiếm phái 10 loại kiếm đạo, chính là càn khôn khảm ly, chấn đoái tốn cấn, cùng sau cùng âm dương, Khâu Ngạn lĩnh ngộ trước 8 kiếm, Tuyết Thiên Âm lĩnh ngộ được thứ cửu kiếm, hai người cũng không làm được viên mãn. Chỉ có vậy đại đệ tử kiếm vô danh, mới thông suốt 10 kiếm, cũng toàn bộ dung hợp, luyện thành thập phương vẫn thần kiếm. Mà đang luyện thành thập phương vẫn thần kiếm sau đó, kiếm vô danh còn chưa đầy đủ, muốn đi hồng quân bí cảnh dò bảo,
theo đuổi Hồng Quân kiếm đạo ngọn nguồn, du ngoạn hắn mong muốn kiếm đạo đỉnh cấp. Chuyến đi này, chính là mấy vạn năm thời gian. Diệp Thần nhận lấy ngọc giản bí tịch, nói tiền bối, ta sẽ đem ngươi đệ tử mang về, để cho hắn thừa kế ngươi đạo thống. Thập Phương Kiếm Thánh nói, nếu như vậy không hiếu đệ tử, còn có tim trở về, vậy dĩ nhiên tốt nhất, nếu như hắn từ đầu đến cuối không chịu trở về, vậy ta Hồng Quân kiếm phái đạo thống, xin luân hồi chi chủ tiếp trưởng, ta hôm nay đắc tội Vạn Khư, ta cái này hai người đệ tử, vậy mời luân hồi chi chủ chiếu cố nhiều hơn. Tuyết Thiên Âm cùng Khâu Ngạn quỳ xuống đủ khóc, kêu lên, sư phụ. Diệp Thần yên lặng lắng nghe, Thập Phương Kiếm Thánh lời nói này, thật ra thì đã là ở ủy thác. Tiền bối mời yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được ngươi đệ tử. Diệp Thần bị Thập Phương Kiếm Thánh đại ân, tự nhiên muốn tương báo. Hiện tại trọng yếu nhất, là tìm ra kiếm vô danh, đem hắn mang về, để cho Thập Phương Kiếm Thánh cùng hắn thầy trò gặp nhau, hoàn thành lâm chung nguyện vọng. Hơn nữa, Hồng Quân kiếm phái đạo thống, cũng cần người thừa kế. Phần này nhân quả, nếu như có thể để cho kiếm vô danh trở về gánh vác, tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Đa tạ, Thập Phương Kiếm Thánh khẽ mỉm cười, lập tức nhắm mắt nghỉ ngơi, tánh mạng hắn chỉ còn lại một tháng cuối cùng. Diệp Thần cũng là nghỉ ngơi điều chỉnh, cũng không có lập tức lên đường, bởi vì mới vừa kết thúc cùng Vạn Khư chiến đấu, hắn cũng cần chỉnh đốn. Trở lại trong gian phòng, Diệp Thần móc ra Thập Phương Kiếm Thánh cho hắn ngọc giản, yên lặng cảm ngộ đứng lên. Trong ngọc giản, ghi lại là Thập Phương Vẫn Thần Kiếm tu luyện pháp môn, đây là Hồng Quân kiếm đạo đỉnh cấp tinh túy, hàm chứa Thập Phương 10 kiếm thở mạnh thế, bát quái âm dương hòa vào nhau, chết chư thần, vô cùng lợi hại. Diệp Thần thiên phú cực cao, cảm ngộ nửa ngày thời gian, đến ban đêm, liền bước đầu nắm giữ Thập Phương Vẫn Thần Kiếm bí quyết. Dĩ nhiên, cái này nắm giữ chỉ là gia lông, muốn chân chính phát huy cái này cửa uy lực của kiếm pháp, còn cần ở sống chết trong đánh giết, không ngừng lĩnh ngộ tinh tiến. Đốc đốc đốc, vừa lúc đó, bên ngoài nhưng truyền tới là tiếng gõ cửa. Ai? Diệp Thần hỏi. Diệp tiên sinh, là ta. Là Tuyết Thiên Âm thanh âm. Nàng trước đây đối với Diệp Thần khá là bất mãn, nhưng hiện tại đã thay đổi thái độ, một tiếng này Diệp tiên sinh, kêu được vô cùng là thành khẩn chân thiết. Diệp Thần trong lòng động một cái, nói, vào đi. Ừ, Tuyết Thiên Âm đẩy cửa vào, dưới ánh trăng, nhưng gặp gò má nàng trên, treo nước mắt, hiển nhiên Thập Phương Kiếm Thánh sắp chết, nàng cũng là vô cùng thương tâm. Tuyết cô nương có chuyện gì không? Diệp Thần hỏi. Tuyết Thiên Âm nói, Diệp tiên sinh. Người trước kia đi qua Hắc Ám Cấm Hải sao? Diệp Thần nói, không có. Tuyết Thiên Âm nói, vậy ngươi biết Hồng Quân bí cảnh chỗ? Diệp Thần lắc đầu một cái, nói, không biết, nhưng ta to thông suy diễn phương pháp, cùng bước vào Hắc Ám Cấm Hải, suy diễn thiên cơ nói, có lẽ có thể bắt được Hồng Quân bí cảnh hơi thở. Tuyết Thiên Âm nói, Hắc Ám Cấm Hải vô cùng hỗn loạn, thiên cơ cũng là rối loạn không chịu nổi, muốn suy diễn, chỉ sợ không quá dễ dàng. Ngươi lên đường đi đến Hắc Ám Cấm Hải sau đó, có thể đi trước tìm một cái kêu Hạ Hầu Chính Long người. Diệp Thần nói, Hạ Hầu Chính Long. Tuyết Thiên Âm nói, không sai, năm đó, chính là cái này Hạ Hầu Chính Long, mang sư huynh ta đi Hồng Quân bí cảnh. Vậy Hồng Quân bí cảnh vô cùng thần bí, người muốn tìm vô cùng là khó khăn, tốt nhất là đi trước tìm vậy Hạ Hầu Chính Long, từ trên người hắn tìm đầu mối. Diệp Thần nói, Hạ Hầu Chính Long, được, ta biết. Ta ngày mai liền lên đường. Tuyết Thiên Âm nói, như vậy, vậy ta liền chúc Diệp tiên sinh một đường thuận gió, sớm tìm về sư huynh ta. Nói xong lời cuối cùng, Tuyết Thiên Âm vành mắt ửng đỏ, hướng Diệp Thần quỳ xuống bái tạ. Diệp Thần đem Tuyết Thiên Âm đỡ dậy, đem nàng đưa ra ngoài. Đưa đi Tuyết Thiên Âm sau đó, Diệp Thần tiếp tục cảm ngộ vậy Thập Phương Vẫn Thần Kiếm. Mà ở cảm ngộ giây phút, Diệp Thần trong sâu thẳm, luôn cảm giác có người ở sau lưng. Rình rập trước mình. Sốt cuộc là ai, ai ở rình rập ta, cũng không gặp có địch ý, ngược lại tốt giống như là. Thích ta. Diệp Thần một hồi mờ mịt, ngày hôm nay hắn cùng Vạn Khư đối kháng thời điểm, thật ra thì vậy cảm thấy sau lưng có một đạo hơi thở, tựa hồ muốn hạ xuống tương trợ, nhưng cuối cùng không biết là nguyên nhân gì, từ đầu đến cuối không cách nào hạ xuống. Hắn nhưng là không biết, vậy rình rập người, chính là Diệp Lạc Nhi, chỉ là bởi vì nhân quả khóa hành hạ. Diệp Lạc Nhi từ đầu đến cuối không cách nào hiện thân. Tướng mạo tư hề tướng mạo ức, ngắn tương tư hề vô cùng vô cùng.
nàng xa xa thấy Diệp Thần, nhưng không thể đi ra nhận nhau, nội tâm cực kỳ thống khổ. Diệp Thần gặp đối phương không có địch ý, cũng sẽ không nghĩ nhiều nữa, việc cần kíp, trước hay là tìm kiếm vô danh muốn chặt. Đến sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần lên đường lên đường. Hắn thu hồi nguyện vọng thiên tinh, gọi ra mậu thổ nguyên phù, chế tạo ra một khối thiên đường, tạm cung cấp thập phương kiếm thánh các người nghỉ ngơi. Mà lúc này, vậy sau lưng rình rập ánh mắt, cũng là tiêu tản đi. Diệp Thần nghĩ thầm, đối phương hẳn là rời đi, chỉ là hắn từ đầu đến cuối không biết, đối phương kết quả là ai. Diệp Thần lại đi phong ra tổ địa một chuyến, cùng Ngụy Dĩnh vuốt ve một phen, cho nàng luyện chế chút nuôi máu bổ khí chữa thương đan dược, cuối cùng mới an tâm rời đi. Mà ở phong gia tổ địa bên trong, Diệp Thần còn thám thính được một cái tin tức ngoài ý muốn. Hồng Huyên ngày hôm qua đi. Ngày hôm qua quyết chiến bên trong, Hồng Hân chết đi, chỉ còn lại một món tàn hồn, ngủ say ở Hoa Anh đào mộ mộ bên trong. Nàng vô cùng thương tâm, chuẩn bị đi Hắc Ám Cấm Hải tìm cơ duyên, hồi phục Hồng Hân. Nói cách khác, bây giờ Hồng Huyên cũng đi Hắc Ám Cấm Hải. Diệp Thần khá để ý bên ngoài, vậy Hắc Ám Cấm Hải vô cùng nguy hiểm, Hồng Huyên một cái nhỏ nhỏ miêu nữ, bước vào chỗ đó, một khi phát sinh nguy hiểm gì, chỉ sợ liền xương đều sẽ không còn lại. Lắc đầu một cái, Diệp Thần cũng không nghĩ nhiều. Nếu ban đầu, Hồng Hân lựa chọn tương trợ Vạn Khư, vậy có hôm nay họa, cũng không thể quái người ngoài. Chỉ là muốn đến ngày hôm qua, Hồng Hân là vì cứu hắn mà chết. Diệp Thần nội tâm bên trong, tư vị trần tạp, vậy không nói ra là như thế nào tâm trạng. Nhưng bất kể như thế nào, hắn sẽ không lại chủ động dính Hồng Hân nhân quả. Hiện tại, trọng yếu nhất, là tìm kiếm vô danh. Trước mắt trên đất tim vực, Vạn Khư cùng địa tim vực có hao tổn, hai bên thôi đấu nghỉ ngơi, địa tâm vực hiếm có bình tĩnh. Diệp Thần hoàn toàn an tâm, trực tiếp rời đi địa tâm vực, lên đường đi Hắc Ám Cấm Hải. Hắc Ám Cấm Hải, là vắt ngang ở vực ngoại cùng thái thượng thế giới tới giữa một cái hải vực, vậy mà nói, người bình thường muốn phi thăng, cần vượt qua Hắc Ám Cấm Hải, mới có thể chân chính trở thành thượng vị giả. Phi thăng thái thượng, liền tương đương với vượt qua bể khổ, đến bờ bên kia thế giới cực lạc. Còn như bờ bên kia thế giới, có phải là thật hay không vô cùng vui không lo, vậy thì gặp nhân gặp trí. Thái thượng thế giới người, muốn hạ xuống vực ngoại nói. Đi Hắc Ám Cấm Hải con đường này, nhất là nhanh gọn ung dung. Bởi vì vực ngoại và thái thượng thế giới, tồn tại quy tắc hạn chế, cái này cổ hạn chế hình thành một tầng cách mô, chính xác mà nói, là một tầng không gian bức tường ngăn cản. Vậy không gian bức tường ngăn cản, khó mà phá giải, mà Hắc Ám Cấm Hải, coi như là vậy trăm triệu vạn dặm dài đê bên trong, duy nhất một cái lỗ hổng. Dĩ nhiên, cũng có một ít kinh thế người, có thể trực tiếp xé rách hư không. Xuyên qua tất cả bức tường ngăn cản, trực tiếp phi thăng, không cần vượt biển, cũng không tiết vượt biển. Ví dụ như thập đại thiên quân lão tổ, đều là ban ngày phi thăng cường giả, bọn họ không cần vượt qua bể khổ, liền có thể đến vô cùng vui bờ bên kia, đây là thực biểu tượng lực, vậy là khí vận chứng minh. Làm Diệp Thần đi tới Hắc Ám Cấm Hải thời điểm, đã là buổi trưa, mặt trời gay gắt cao chiếu. Nhưng Hắc Ám Cấm Hải bên trong, từ đầu đến cuối tràn ngập một tầng nhàn nhạt hắc khí. Khủng bố tràn ngập, ánh mặt trời là không thể hoàn toàn chiếu rọi xuống tới, chỗ này chính là một bể khổ, vĩnh hằng tràn ngập hắc ám âm trầm hơi thở. Hắc Ám Cấm Hải, thật sự là lớn đến đáng sợ, Diệp Thần tinh thần thả ra ngoài, một tí vậy dò không tới bờ bến. Hắn trước mắt nơi gặp, xanh đậm nước biển, màu sắc đậm đến biến thành màu đen, biển sương mù là cho đen, sóng biển rào 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 lăn lộn, liếc nhìn lại, vạn dặm hoang vu trống rỗng. Không thấy được chút nào sinh linh cùng dấu vết người. Đây chính là Hắc Ám Cấm Hải sao? Diệp Thần ánh mắt híp lại, ngự gió bay vào Hắc Ám Cấm Hải bên trong, lấy ra luân hồi phù chiếu, phát hiện luân hồi phù chiếu có một chút dị động, mơ hồ cùng không biết phương xa đồng tình. Cái này luân hồi phù chiếu, là kiếm thần lão tổ Tiêu Ngân Hà, đưa cho Diệp Thần, dựa vào phù này chiếu, có thể cảm ứng được luân hồi thiên kiếm vị trí. Nhưng, Hắc Ám Cấm Hải quá lớn. Đại dương mênh mông vô biên, bể khổ vô cùng, cái này luân hồi phù chiếu, tuy có nhỏ xíu đồng tình, nhưng Diệp Thần cũng không cách nào tinh chuẩn bắt được luân hồi thiên kiếm vị trí. Tấm phù chiếu này, ít nhất phải đến gần luân hồi thiên kiếm ngàn dặm phạm vi, mới có thể có chân chính tỏa định tác dụng. Diệp Thần trong lòng lặng yên suy nghĩ, đem phù chiếu thu hồi. Luân hồi thiên kiếm sự việc,
vẫn là quá mức xa xôi, hiện tại không cần phải suy nghĩ nhiều, hắn khí vận còn chưa tới. Hơn nữa, luân hồi thiên kiếm kiếm khí, tự thành cấm chế, theo Tiêu Bố Y nói, muốn phá vỡ cấm chế, chỉ có thể dựa vào binh tự quyết trung cực nghĩa sâu xa, cũng chính là bạo thiên binh. Diệp Thần trong tay, có bạo thiên binh bí tịch, nhưng Tiêu Bố Y nói, muốn luyện thành phương pháp này, phải lấy giết chứng đạo, quá mức tàn nhẫn khốc cay, Diệp Thần còn chưa bắt đầu tu luyện. Cho nên, trước mắt mặc dù đi tới hắc ám cấm hải, nhưng Diệp Thần cũng không có tìm luân hồi thiên kiếm dự định, chỉ muốn mau sớm tìm được kiếm vô danh mà thôi. Nhưng biển khơi mờ mịt, nhưng lại đi nơi nào tìm. Cái này phiến hắc ám cấm hải, so với trước kia Diệp Thần đã gặp đại dương, đều phải mênh mông khổng lồ rất nhiều, đơn giản là vô biên vô tận. Cực ma chi đồng, mở. Diệp Thần mở cực ma chi đồng, thử nghiệm thấy rõ thiên cơ, nhưng phát hiện hắc ám cấm hải bên trong, hơi thở quá mức rối loạn, thiên cơ khó mà thấy rõ. Vô luận là hồng quân bí cảnh, vẫn là kiếm vô danh, cũng bao phủ ở một tầng nồng đậm hắc ám trong sương mù, Diệp Thần khó mà theo dõi. Không biết vậy Hạ Hầu Chính Long, lại ở địa phương nào? Diệp Thần trong lòng động một cái, nhớ tới Tuyết Thiên Âm cung cấp đầu mối, ngưng thần cảm ứng Hạ Hầu Chính Long vị trí. So với kiếm vô danh cùng hồng quân bí cảnh, Hạ Hầu Chính Long thiên cơ đầu mối, miễn cưỡng rõ ràng một ít. Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần cảm giác được, nếu như một mực hướng Tây phi hành, có lẽ sẽ có thu hoạch. Lập tức Diệp Thần thu liếm tâm thần, liền đi Tây bên phương hướng bay đi. Hắn thời gian không hề nhiều, thập phương kiếm thánh chỉ có thể chống đỡ một tháng thời gian, hắn nhất định phải trong vòng một tháng, tìm được kiếm vô danh, đem người mang về, nếu không thập phương kiếm thánh chết không nhắm mắt, hắn lỗi liền lớn. Một đường phi hành, Diệp Thần cơ hồ là ngay lập tức ngàn dặm, trên đường ngược lại là gặp phải không thiếu hung thú, nhưng Hạ Hầu Chính Long không gặp có dấu người. Cái này hắc ám cấm hải, chân thực quá hoang vu. Thật may lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, tầm thường hung thú vậy không tổn thương được hắn. Như vậy bay đến trạng vạng tối, Diệp Thần rốt cuộc ở mờ mịt trong biển khơi, thấy được một tòa hòn đảo, liên quan tới thiên cơ đầu mối hơi thở, chính là từ cái này trên đảo tản ra. Hòn đảo này đảo nhỏ, khắp nơi sinh trưởng một đóa đóa to lớn sáng lên nấm ăn, đem cả tòa đảo chiếu sáng được giống như ban ngày, vậy rất nhiều sáng lên nấm ăn, huỳnh quang khuẩn dù, to lớn thực vật, phủ kín toàn đảo, khá là nguy nga. Diệp Thần đi tới vậy trên đảo không, liền nghe được từng trận huyên náo xôi trào thanh âm, nhìn xuống đi xuống, nhưng gặp trên đảo đầu người trào trào, rất nhiều người cũng muốn xông vào bên trong đảo, nhưng bị một ít thị vệ ăn mặc người ngăn lại. Lại có thể có nhiều người như vậy. Diệp Thần một hồi kinh ngạc, hắc ám cấm hải khắp nơi hoang vu, nơi này nhưng có nhiều người như vậy, rõ ràng cho thấy nhân tộc một cái nơi tụ tập. Trước kia Diệp Thần còn chưa tới qua hắc ám cấm hải. Không biết thế lực của nơi này phân phối, mắt gặp người chiều mãnh liệt, trong lòng động một cái, liền hạ xuống, xen lẫn trong đám người bên trong. Hạ xuống mặt đất trên, Diệp Thần thấy rõ ràng, hòn đảo bên cạnh đứng thẳng một tảng đá lớn, trên đá khắc ghi Dạ Quang đảo ba chữ, muốn đến chính là đảo này tên chữ. Mà ở Dạ Quang trên đảo, xây dựng trước từng ngọn khoáng đạt kiến trúc, cung điện lâu vũ, thấp thoáng ở một đóa đóa to lớn sáng lên nấm ăn, huỳnh quang thực vật tới giữa. Lại có nhân công đào tạc sơn thủy hồ, hình thành một cái sang trọng trang viện. Nhân công điện vũ dấu vết, cùng tự nhiên sinh cơ dấu vết, lẫn nhau tướng dung hợp vào một chỗ, tạo thành một bức khá là kỳ lệ hình ảnh. Ở trang viện ngoài cửa, có mấy trăm người tụ tập, cũng muốn đi vào, nhưng bị thị vệ ngăn lại. Nơi này làm sao nhiều người như vậy? Diệp Thần trong lòng động một cái, thuận miệng hướng bên cạnh một người hỏi. Lúc này Diệp Thần, huyết mạch thu liếm. Nhìn như bình thường không có gì lạ, chính là phổ thông còn thật cảnh 6 tầng thiên hình dáng. Người nọ nhìn Diệp Thần một mắt, nhướng mày một cái, nói cái này còn cần hỏi sao. Ôn gia ngừng bán ra bay tháng đỏ ngang, chúng ta tới đòi cái công đạo. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói, bay tháng đỏ ngang vậy là cái gì? Người kia nói, ngươi không phải thiên nhân vực võ giả sao? Liền bay tháng đỏ ngang cũng không biết. Diệp Thần nói, hụ hụ, ta đến từ thiên nhân vực. Nhưng bay tháng đỏ ngang vẫn là lần đầu tiên nghe, ta là trong lúc vô tình lầm vào hắc ám cấm hải, có rất nhiều chuyện không hiểu, xin lão ca cho biết. Người nọ suy một tiếng cười, nói, không muốn xông vào. Ngươi làm ta là người ngu sao? Cút sang một bên, muốn kiếm cớ ở trên người ta chiếm tiện nghi, ta khuyên ngươi vẫn là chết tim.
Nói xong, người nọ lộ ra vô cùng là chán ghét thần sắc, trực tiếp cách xa chạy đi, cũng không để ý Diệp Thần. Diệp Thần ngẩn ra, cũng không biết sau lưng nhân quả. Bây giờ nghe Ôn Gia bay tháng đỏ ngang hai cái đầu mối, hắn muốn tự đi suy diễn, nhưng hắc ám cấm hải hơi thở rối loạn, hôm nay lại là người nhiều huyên náo, nhưng là suy diễn không được. Diệp Thần nhướng mày một cái, nhìn khắp bốn phía, chỉ gặp toàn trường phần lớn người, cũng mang theo thiên nhân vực nhân quả hơi thở, rõ ràng cho thấy từ thiên nhân vực bên trong tới. Hơn nữa những người này, hơi thở tương đối thần bí, tuyệt không đơn giản nhân vật, nếu như thả vào thiên nhân vực bên trong, đủ để kêu mưa gọi gió, chỉ là hôm nay ở hắc ám cấm hải, bọn họ lại tựa hồ như gặp phải cái gì trở khó khăn. Thả chúng ta đi vào. Các ngươi Ôn Gia thu chúng ta chỗ tốt, lại đột nhiên ngừng bán ra đỏ ngang, đây không phải là khi dễ người sao. Kêu các ngươi đảo chủ Ôn Diệu An cút ra đây, ngày con mẹ nó, hoặc là giao thuyền, hoặc là trả lại tiền cọc, không lên tiếng là ý gì. Muốn ỷ thế hiếp người. Thật lấy vì các ngươi Ôn Gia, có thể ở hắc ám cấm hải bên trong ngất trời. Tin không tin chúng ta thọt đến cựu Nhật Minh bên kia đi, kêu ma tổ vô thiên cho chúng ta ra mặt. Đám người vây ở cửa trang viên, lớn tiếng quát mắng. Nếu không phải cái này trang viện, có cấm chế bảo vệ, bọn họ đã sớm muốn cứng rắn xông vào. Canh giữ ở cửa mấy cái thị vệ, mặt đầy sầu khổ, nói các vị, gần đây thái thượng thế giới có kinh thiên kế hoạch, vạn khư lão tổ chuẩn bị trở lại cố hương, thiên địa khí voi thay đổi cực lớn, vọng thư thiên châu chịu ảnh hưởng, linh khí rối loạn, tạm thời không cách nào tái sản xuất đò ngang, cùng thiên địa bình tĩnh lại, đò ngang liền có thể lần nữa khôi phục, xin chư vị an tâm chớ nóng. Cái này phiến trang viện, lộ vẻ lại chính là Ôn Gia địa bàn. Gần đây Vũ Hoàng cổ đế, mưu đồ hạ xuống địa tâm vực, người ngoài không biết tình hình rõ ràng, nhưng Vũ Hoàng cổ đế muốn trở lại cố hương, nhưng là người người đều biết. Chuyện này nơi dính líu thiên địa dị tượng, chân thực quá lớn, liền hắc ám cấm hải vậy được ảnh hưởng. Cái này Ôn Gia, tựa hồ liền bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không cách nào sản xuất cái gì đò ngang, đưa đến đám người bất mãn. Mượn cớ, đều là mượn cớ. Trời mới biết còn muốn chờ bao lâu, kêu Ôn Diệu An cút ra đây, hướng chúng ta giải thích. Đám người lớn tiếng chửi mắng, hiển nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Các vị, an tâm một chút chớ nóng. Ngay tại quần tình xôi trào để gặp, một cái người đàn ông trung niên, từ trong trang viên đi ra. Người trung niên này nam tử, thần thái khí độ lão luyện, ánh mắt mang theo một chút cao ngạo cùng lạnh lùng. Người mặc một bộ màu xanh ngọc áo choàng, nhưng là phú thương lối ăn mặc, trong tay thưởng thức trước hai viên ngỗng trứng hạt châu. Hắn lộ vẻ lại chính là Dạ Quang Đảo đảo chủ, Ôn Diệu An. Ở Ôn Diệu An sau lưng, có mấy cái người hầu đi theo. Vậy mấy cái người hầu, mỗi một người trong tay, cũng xách mấy cái thiết làm xích chó tử dắt, cũng không phải chó, mà là mười mấy người sống sờ sờ. Vậy mười mấy người, bị xiềng xích vây khốn. Sắc mặt đều là chết gỗ chìm nột, tựa như bị quất rớt hồn phách, như chó vậy bị người dắt làm nhục, rõ ràng cho thấy Ôn Gia nô lệ. Bọn họ quần áo lam lũ, cả người phân bố vết thương, tình cảnh khá là bi thảm. Đem người làm chó, Diệp Thần thấy một màn này, một hồi kinh ngạc. Mà những người chung quanh, nhưng là thấy có lạ hay không? Ôn Gia có nuôi dưỡng chó nô thói quen, dùng để roi bớt mài mua vui, đám người đã sớm biết, Diệp Thần vừa mới đến. Lần đầu tiên gặp hiểu, mới cảm thấy kinh ngạc. Ôn Diệu An, người rốt cuộc chịu đi ra, mau đem bay tháng đỏ ngang giao cho chúng ta. Thấy Ôn Diệu An đi ra, có người lớn tiếng quát đứng lên. Đảo chủ. Vậy mấy cái giữ cửa thị vệ, hướng Ôn Diệu An thi lễ. Ôn Diệu An khoát tay chặn lại, dửng dưng một tiếng, hướng mọi người nói, vọng thư thiên châu xảy ra chút bất ngờ, tạm thời không cách nào tinh luyện linh khí, cũng không cách nào sản xuất đỏ ngang. Các vị xin trở về đi, cùng đò ngang khôi phục sản xuất, ta sẽ đích thân thông báo các vị. Diệp Thần nghe được vọng thư thiên châu bốn chữ, trong lòng động một cái, bắt được thập đại thiên châu nhân quả. Thập đại thiên châu bên trong, có một viên thiên châu, tên là vọng thư. Vọng thư, là cổ xưa truyền thuyết thần thoại bên trong, là mặt trăng lái xe thần linh. Vọng thư hai chữ, cũng có thể đời chỉ mặt trăng. Vọng thư thiên châu, đại biểu ánh trăng linh khí. Diệp Thần thậm chí có thể bắt được, vọng thư thiên châu hơi thở, đặc biệt thích hợp Hạ Nhược Tuyết. Nếu như Hạ Nhược Tuyết đạt được vọng thư thiên châu, cùng trăng sáng thiên thư kết hợp,
trăng sáng thiên thư tuyệt đối có thể lột xác, nói không chừng có thể thăng cấp biến thành cao nhất thiên thư, chính là mưa gió vô tướng như vậy cấp bậc. Bất quá, vọng thư thiên châu là Ôn Gia Đồ, hiển nhiên không phải Hạ Nhược Tuyết cơ duyên. Đám người nghe được vậy Ôn Diệu An mà nói, như cũ quần tình công phẫn. Có người cả giận nói, nếu không cách nào đúng hạn giao thuyền, vậy thì đem tiền cọc lui về. Các ngươi Ôn gia, thu chúng ta nhiều thuốc viên như vậy linh thạch, chẳng lẽ muốn giựt nợ? Ngươi dám giựt nợ, chúng ta liền thọt đến cựu Nhật Minh bên kia đi. Ôn Diệu An nghe được cựu Nhật Minh danh tiếng, gương mặt hơi đổi, hiển nhiên vậy kiêng kỵ sau lưng ma tổ vô thiên, nhưng xoay chuyển ánh mắt, chính là ha ha cười nói, đò ngang ta Ôn gia sớm muộn sẽ giao phó. Các người hướng ma tổ vô thiên tố cáo cũng không dùng, huống chi lấy các người thực lực, căn bản không tư cách bước vào bên trong biển, làm sao có thể thấy cựu Nhật Minh người. Đám người giận dữ, rối rít mắng to. Con mẹ nó, các người Ôn gia quả nhiên vô sỉ. Nếu như nơi này là bên trong biển, các người sớm bị ma tổ vô thiên xúc diệt. Các người Ôn gia, vậy liền chút khả năng này, dám ở bên ngoài biển làm loạn mà thôi, các người đi bên trong biển quấy rối thử một chút. Ôn Diệu An mỉm cười, tỉnh bơ, nói ta biết các vị, cũng muốn mượn bay tháng đỏ ngang, tiến vào thái thượng thế giới, nhưng bể khổ khó khăn, thái thượng thế giới nơi nào có như thế dễ dàng bước vào. Vạn cổ tới nay, có thể vượt qua bể khổ người, ít chi lại càng ít, các vị cần gì phải gấp gáp như vậy. Không bằng thừa dịp đoạn thời gian này, từ từ thôi lệ thực lực, là sau này vượt biển làm chuẩn bị. Nghe được Ôn Diệu An lời nói này, đám người chửi mắng được lợi hại hơn. Nếu không phải là có cấm chế ngăn trở, còn có điều cố kỵ sau lưng Ôn gia thế lực, bọn họ sớm xông lên, đem vậy Ôn Diệu An xé nát. Diệp Thần nghe đến chỗ này, rốt cuộc rõ ràng. Lúc đầu, hắc ám cấm hải, phân chia bên ngoài biển cùng bên trong biển. Ma tổ không thiên thống lĩnh cựu Nhật Minh, chủ yếu thế lực ở bên trong biển. Bên ngoài biển tài nguyên cùng khí vận, ma tổ vô thiên còn nhìn không thuận mắt, cho nên không hề quản lý. Mà không có cựu Nhật Minh quản lý, bên ngoài biển thế lực 10 phần hỗn loạn, tất cả đại môn phiệt san sát, minh tranh ám đấu không ngừng. Mà Ôn gia, chính là bên ngoài biển thế gia môn phiệt một trong. Ôn gia trông coi vọng thư thiên châu, có thể tinh luyện vọng thư thiên châu linh khí, chế tạo ra một loại tên là bay tháng đỏ ngang thuyền bè. Hắc ám cấm hải là một bể khổ khó khăn, vực ngoại các võ giả, bằng thân xác tuyệt không khả năng vượt qua, mà bay tháng đỏ ngang. Là bọn họ vượt qua bể khổ bằng theo. Ngồi bay tháng đỏ ngang, có thể xông phá hắc ám cấm hải hạn chế, đến bờ bên kia thái thượng thế giới. Mặc dù cái loại này có thể, đặc biệt yếu ớt, nhưng vô luận như thế nào, nếu so với thân xác vượt biển tốt rất nhiều. Vạn cổ tới nay, cũng có một ít may mắn, thành công vượt qua bể khổ, đến bờ bên kia thế giới cực lạc. Hiện tại, đám người cũng muốn thành làm cái này may mắn. Thái thượng thế giới. Là chư thiên vạn giới cực điểm, linh khí dư thừa nhất địa phương, nếu như có thể lén qua thái thượng thế giới, lặng lẽ tu luyện một năm, tốt hơn ở vực ngoại tu luyện ngàn năm. To lớn như vậy cám dỗ, đủ để làm thiên hạ mỗi một cái võ giả động tâm. Mà muốn bằng thực lực phi thăng, vậy cơ hồ là khó hơn lên trời. Phi thăng vốn là khó khăn, vạn khư lão tổ cầm quyền sau đó, càng nghiêm ngặt hạn chế người ngoài bước vào, cay nghiệt thiếu tình cảm, có phi thăng đầu mối người. Thậm chí có thể gặp phải hắn đuổi giết cùng chèn ép, như trước ngày hằng cổ thánh đế vậy. Ở nơi này vậy cao áp dưới trạng thái, người bình thường muốn phi thăng, hơn nữa vô vọng. Cho nên, dọc theo hắc ám cấm hải, man thiên quá hải, vượt biên đi thái thượng thế giới, thành một cái nghịch thiên cải mệnh con đường. Điều này nghịch thiên cải mệnh con đường, vực ngoại biết người, không hề nhiều, người người đều sợ người khác cùng mình tranh đoạt, cho nên hết sức bảo thủ bí mật. Nhưng vực ngoại quá lớn, người lại quá nhiều, cho dù chỉ có rất ít một nhóm người biết, xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt, cũng là đầu người chào chào cảnh tượng. Những người này, toàn bộ là người lén qua. Bọn họ khát vọng vượt qua bể khổ, lẻn vào thái thượng thế giới bên trong đi. Mà Ôn gia bay tháng đỏ ngang, là bọn họ vượt biển lớn nhất dựa vào. Nhưng hiện tại, Ôn gia thu bọn họ chỗ tốt, lại không chịu phát thuyền, lý do là thiên địa dị tượng thay đổi. Đưa đến vọng thư thiên châu rối loạn, không cách nào lại tinh luyện linh khí đóng thuyền. Không có đò ngang, không cách nào qua biển, vậy đám người vậy nhận mệnh, dẫu sao man thiên quá hải xác suất quá thấp, một khi bị vạn khư phát hiện, đó chính là chết. Đám người muốn vượt biển,
vậy toàn bằng một hơi tinh khí thần đang chống đỡ, ý chí cũng không thế nào kiên định. Nhưng vấn đề là, Ôn gia cũng không phát thuyền, cũng không lui tiền, nói rõ là ỷ thế hiếp người, đám người người không cách nào tiếp nhận. Vậy Ôn Diệu An cười nói, tiền là không thể nào lui, các vị mời lại chờ mấy ngày, cùng Vọng Thư Thiên Châu linh khí ổn định lại, ta sẽ giao thuyền cho các vị. Nói xong, Ôn Diệu An cũng không để ý mọi người quát mắng, xoay người vào bên trong. Xoát lạp lạp, hắn dưới quyền người hầu, dắt xích sắt, kéo vậy mười mấy chó nô, vậy đi vào theo. Diệp Thần vốn là không muốn nhúng tay, nhưng vừa lúc đó, hắn thấy vậy mười mấy chó nô bên trong, có một người, ánh mắt cùng người khác không cùng, không giống những đầy tớ khác như vậy đờ đẫn đần đột, mà là tràn đầy một cổ cương nghị ý chí, cho dù vết thương chồng chất, cũng không cách nào che giấu hắn quật cường mũi nhọn. Hơn nữa, càng làm cho Diệp Thần kinh ngạc, là người nọ tròng mắt bên trong, thậm chí có tầng 7 quang vòng. Diệp Thần đầu nhất thời một hồi chấn động, nhớ lại đã từng cùng Thiên Thư Thánh Vương ước định. Thiên Thư Thánh Vương, là một vị kỳ nhân, Diệp Thần đã từng hắn cơ duyên. Thiên Thư Thánh Vương nói qua, hắn bản thể sớm lấy bỏ mình, nhưng trước khi chết nhưng trong lòng có tiếc nuối, kêu Diệp Thần ngày khác, nếu như đụng phải họ Văn, hơn nữa trong mắt có tầng 7 quang vòng người, thay hắn chiếu cố một hai. Hiện tại, Diệp Thần thấy Ôn Diệu An một người thủ hạ nô lệ, trong mắt lại có tầng 7 hào quang dị tượng hiện lên, nhất thời vô cùng khiếp sợ. Chẳng lẽ người này, chính là Thiên Thư Thánh Vương người muốn tìm? Mắt mang quang vòng dị tướng, đây là trời xanh trọng đồng người. Là trong truyền thuyết đại khí vận tướng. Trọng đồng dị tướng có hai loại, loại thứ nhất, là một con mắt bên trong, có hai viên con ngươi, đây là người phàm bên trong đế hoàng tướng, truyền thuyết mọc này tướng người, sẽ thành liền đế hoàng nghiệp bá. Khác một loại, chính là một con mắt bên trong, hiển hóa ra nặng bao nhiêu quang vòng, vòng vòng tướng khảm, đây không phải là phàm tướng, mà là võ đạo đại khí vận dị tượng, truyền thuyết là có bữa quân tư. Hiện tại, vậy Ôn gia nô lệ trong mắt, lại có tầng 7 hào quang trọng đồng dị tướng, trong truyền thuyết thiên quân tư. Mà tư chất như thế thiên tài, lại bị Ôn gia trấn áp làm nô. Ôn gia dã tâm, bá đạo, hung hãn, có thể tưởng tượng được. Chậm. Diệp Thần nhớ lại cùng Thiên Thư Thánh Vương ước định, thân thể bước ra một bước, binh tự quyết bùng nổ, lại đem Ôn gia trang vườn cấm chế nghiền nát, một bước bước đến Ôn Diệu An sau lưng, thanh âm như sấm vang dội. Mọi người thấy Diệp Thần chính là còn thật cảnh 6 tầng thiên, lại ung dung nghiền nát Ôn gia cấm chế, nhất thời toàn trường xôn xao, kinh hô thành tiếng. Một tiếng này kinh rào rào sau này, chính là như chết yên lặng, tất cả người ánh mắt ngạc nhiên nhìn Diệp Thần. Vậy Ôn Diệu An bị Diệp Thần tiếng quát chấn nhiếp, chỉ cảm thấy đầu ông tác hưởng, cơ hồ hộc máu, quay đầu nhìn Diệp Thần cao ngất bóng người, hắn nhất thời ngây ngẩn. Diệp Thần tu vi, cũng chính là còn thật cảnh 6 tầng thiên, nhưng lại có thể nghiền nát Dạ Quang Đảo địa mạch cấm chế. Thậm chí, đối mặt Diệp Thần, Ôn Diệu An lại có thể toát ra một chút sợ hãi cảm, tựa như thấy hồng hoang cự thú vậy. Hắn cảnh giới tu vi, đạt tới trăm gia cảnh nhất tầng thiên, dù vậy tu vi, lại có thể vậy sợ Diệp Thần. Cửu Thiên Thần Thuật, binh tự quyết, ngươi là Vũ Hoàng thế gia người. Ôn Diệu An chán toát mồ hôi lạnh, nếu như không nhìn lầm, Diệp Thần mới vừa vận dụng thủ đoạn, chính là uy chấn thiên hạ binh tự quyết, thần thông mũi nhọn sắc bén, giống như thiên kiếm, có thể xuyên qua xé nát hết thảy cấm chế bình phong che chở, vô cùng lợi hại. Hắn chỉ lấy là Diệp Thần là Vũ Hoàng thế gia người, đây thật là gặp quỷ, Vạn Khư Vũ Hoàng, và Hắc Ám ngày cũ tới giữa, là địch thủ cũ vậy tử đối đầu, Vũ Hoàng thế gia người, làm sao dám xông vào Hắc Ám cấm hải, đây không phải là muốn chết sao? Diệp Thần lại không có quản Ôn Diệu An, nhìn về vậy tầng 7 quang vòng người, cong ngón tay bắn ra, một món binh tự quyết nhuệ khí bắn ra, đem vậy trên người xiềng xích chặt đứt. Người nọ ngẩn ngơ, mờ mịt nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nói, người tên gọi là gì? Người nọ vẻ mặt hoảng hốt một tí, tựa hồ rơi vào cổ xưa trong trí nhớ, sau đó chậm rãi nói, ta kêu. Văn Hãn. Hắn nói chuyện chữ chữ dừng lại, vô cùng mà sống sơ, tựa hồ quá lâu không trao đổi với người, liền như trong núi sâu đi ra dã nhân vậy. Diệp Thần nội tâm đại chấn, kêu lên, người họ Văn. Ban đầu Thiên Thư Thánh Vương nói người, chính là mắt mang tầng 7 quang vòng, hơn nữa họ Văn. Mà đây người, không chỉ là có trọng đồng quang vòng dị tướng, hơn nữa vừa lúc là họ Văn.
Diệp Thần chỉ cảm thấy thiên cơ phù hợp, cùng trong chỗ U Minh nhân quả phù hợp, chút nào không tệ. Không sai, người này chính là Thiên Thư Thánh Vương nói người, hoặc giả là Thiên Thư Thánh Vương đời sau. Diệp Thần không biết, đối phương làm sao sẽ lâm vào là Ôn gia nô lệ, nhưng bất kể như thế nào, hắn đều không thể lại nhìn đối phương chịu khổ. Bởi vì, hắn đã đáp ứng Thiên Thư Thánh Vương, phải chiếu cố vậy tầng 7 quang vòng người. Vậy Văn Hãn chỉ đạo, ngươi biết ta sao, ta cũng không nhận ra chính ta. Diệp Thần giọng vừa chậm, nói, ngươi dậy, trước cùng ta rời đi, ta chiếu cố ngươi. Vậy Văn Hãn ga một tiếng, lảo đảo lắc lư đứng dậy, đi hai bước, lảo đảo một cái, tựa hồ muốn rơi xuống, nhưng cuối cùng ổn định thân hình, tiếp tục đi tới trước, hướng Diệp Thần đi tới. Hắn bị gông xiềng xích sắt trói buộc quá lâu, liền xương tỳ bà cũng bị đánh xuyên, ngày thường đi bộ lưng đeo gông xiềng, thân chân nặng nề, giờ phút này khôi phục tự do, cả người ung dung, ngược lại liền đi bộ đều có điểm không có thói quen, chỉ cảm thấy nhẹ bóng. Mấy người thị vệ kia trố mắt nhìn nhau, khiếp sợ Diệp Thần uy thế, cũng không dám ngăn trở. Ôn Diệu An gương mặt khẽ biến, đứng ra nhìn chằm chằm Diệp Thần, quát lên, chờ một chút. Tiểu tử, ngươi là người nào? Ngươi là Vũ Hoàng thế gia tạp chủng, ngươi lá gan ngất trời, dám đến Hắc Ám Cấm Hải ngang ngược. Hắn gặp Diệp Thần nắm giữ binh tự quyết, chỉ lấy là Diệp Thần là Vũ Hoàng thế gia người. Mà Vũ Hoàng thế gia, là ma tổ vô thiên tử đối đầu. Chỉ cần bắt giết Vũ Hoàng tộc duệ, đưa đến cựu Nhật Minh bên trong đi, có thể đạt được ma tổ vô thiên ban thưởng che chở, có thiên đại chỗ tốt. Ôn Diệu An nội tâm bên trong, thiểm lược qua vô số ý niệm, tuy nói Diệp Thần hơi thở, để cho hắn có chút kiêng kỵ sợ hãi, nhưng nói cho cùng, Diệp Thần tu vi, chỉ có còn thật cảnh 6 tầng thiên mà thôi, ở to lớn cảnh giới chênh lệch hạ, hắn có lòng tin chân áp Diệp Thần. Diệp Thần không muốn gây rắc rối, nhướng mày một cái, nói ấm đảo chủ đúng không? Ta muốn thay tên đầy tớ này chuộc thân, ra giá đi. Ngay lúc nói chuyện, Diệp Thần điều động vạn yêu tiên chỉ cùng nguyện vọng thiên tinh linh khí, tiện tay luyện chế một nhóm lớn đan dược, lưu thủy vung vẩy ra, coi là chuộc người tiền đặt cuộc. Ôn Diệu An thấy Diệp Thần tiện tay tới giữa, lại có thể cầm ra nhiều đan dược như vậy, không khỏi ngạc nhiên, càng cảm thấy Diệp Thần tích chứa phong phú, nhất định là Vũ Hoàng trong thế gia người, tiền muôn bạc biển, trong lòng càng nổi lên tham lam sát niệm. Ta Ôn gia nô tài, nhưng là tới nay không bán. Ôn Diệu An cười lạnh một tiếng. Diệp Thần chân mày nhíu chặt, nói ta là cựu Nhật Minh Thánh Tử, già Thiên Ma Đế bằng hữu, xin ấm đảo chủ cho cái cơ hội. Trước đây trấn áp Vũ Linh Hàn, Diệp Thần đã bắt được cựu Nhật Minh thiên cơ, thấy rõ đến gần đây già Thiên Ma Đế nhân quả. Già Thiên Ma Đế vì cứu chữa mưa ao giao, bước vào cựu Nhật Minh, cũng thành ma tổ vô thiên đồ đựng, hôm nay già Thiên Ma Đế là cựu Nhật Minh bên trong thánh tử. Ở Hắc Ám Cấm Hải bên trong, dưới một người, trên vạn người, địa vị có thể nói vô cùng hiển hách, uy trấn bát hoang. Diệp Thần không muốn bại lộ luân hồi thân phận, cho nên mang ra giả Thiên Ma Đế danh tiếng. Ôn Diệu An vui vẻ cười to, nói, ngươi là ma đế đại nhân bằng hữu. Ta vẫn là ma tổ vô thiên đâu, cựu Nhật Minh bên trong nhân vật lớn, làm sao sẽ đặt chân bên ngoài biển. Ngươi thứ khoác lác cũng có cái độ, một cái Vũ Hoàng thế gia tạp chủng, chính là còn thật cảnh 6 tầng thiên, dám ở ta Ôn ra địa bàn càn rỡ. Nói tới chỗ này, Ôn Diệu An tròng mắt bên trong, bỗng nhiên bùng nổ sát ý. Quát lên, ta hôm nay liền đem ngươi trấn áp, đưa đi cựu Nhật Minh, xem ngươi chết như thế nào. Dứt lời, Ôn Diệu An thân thể chớp mắt, do như điện chớp, đột nhiên bão tố bắn tới Diệp Thần trước mặt, bàn tay như ưng móng, hướng Diệp Thần đỉnh đầu bắt rơi. Một kích này, hắn bạo phát ra trăm gia cảnh nhất tầng thiên cường giả uy thế, hơn nữa sau lưng còn có địa mạch khí vận chống đỡ, vô cùng bá đạo hùng hồn. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống. Tuyệt đối không nghĩ tới đối phương lại có thể sẽ động thủ, hơn nữa âm ngoan bá đạo, không lưu chỗ trống. Tự tìm cái chết. Diệp Thần cũng không nói nhảm, cong ngón tay bắn ra một đạo huyết nguyệt kiếm khí, giống như nguyệt hồ vậy chém chết ra. Hắn ở Hồng Quân kiếm phái tu luyện qua, lĩnh ngộ cao thâm hơn kiếm đạo, mà nói là tương thông, trước kia sở học kiếm pháp, huyết nguyệt đồ sát thiên trảm cũng là đột phá, tiện tay đánh ra huyết nguyệt kiếm khí, kiếm vô định hành động, kiếm đạo thành tựu. Đã vượt xa trước kia. Cái gì? Ôn Diệu An thấy Diệp Thần huyết nguyệt kiếm khí, nhất thời hoảng hốt, chỉ cảm thấy trước mắt mũi nhọn bức người,
thân thể mình như cỏ dại, lại không cách nào ngăn cản. Phốc xích. Đáng sợ một màn xuất hiện, Diệp Thần kiếm khí lướt qua, giết người như chém cỏ, một kiếm đem Ôn Diệu An chém eo. Ôn Diệu An hai đoạn thân thể, ầm ầm rơi xuống đất, máu tươi văng tung tóe, nội tạng ruột đánh mất đầy đất, tình cảnh cực kỳ đáng sợ máu tanh. Đảo chủ. Toàn trường thị vệ kinh hãi, hoàn toàn sợ ngây người, không dám tin tưởng một màn trước mắt. Phải biết, Ôn Diệu An nhưng mà trăm gia cảnh nhất tầng thiên cường giả, ở Ôn gia bên trong có địa vị trọng yếu, mà Diệp Thần chỉ là còn thật cảnh 6 tầng thiên mà thôi, lại có thể trực tiếp vượt cấp trong nháy mắt giết. Người bên ngoài cửa, cũng là hoàn toàn rung động, nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, bọn họ nào dám tin tưởng một màn này. À, Vũ Hoàng gia tạp chủng, người lại giết ta, người chết không được tử tế. Ôn Diệu An thân xác bị chém chết, thần hồn bóc chấu bay ra, trên không trung nghiêm nghị gầm thét. Ha ha, còn chưa có chết thấu sao? Diệp Thần thấy hắn thần hồn còn sống, cười lạnh một tiếng. Lấy hắn thực lực trước mắt, nếu như là phổ thông trăm gia cảnh nhất tầng thiên võ giả, tuyệt đối phải bị hắn nhất kích trong nháy mắt giết, thân xác thần hồn đều sẽ không sống sót. Nhưng cái này cái Ôn Diệu An, có thể sống sót thần hồn, muốn đến là mượn giả quang đảo địa mạch khí vận, cuối cùng cất giữ một chút sức sống. Vọng thư Thiên Châu, ban cho ta sức mạnh to lớn, trấn áp yêu tà, bảo vệ ta đạo thống. Ôn Diệu An hai tay giơ lên thật cao, hướng chân trời ngâm sướng khấn cầu. Ung ung, đẹp lạ thường một màn xuất hiện, nhưng hôm nay không đen nhánh, không gian tan vỡ, một viên to lớn thạch cầu, hiện ra. Viên này thạch cầu, gồ ghề, hiện đầy hố vẫn thạch, nhưng lại có trong trẻo lạnh lùng ánh trăng tản mát ra, là vũ trụ mặt trăng vậy chân thực hình dáng, trên thực tế là Ôn gia trấn đạo chí bảo, Vọng Thư Thiên Châu bản tướng. Viên này mặt trăng một nổi lên, thì có vô cùng thiên địa sức mạnh to lớn, thái thượng thần khí uy áp, từ trên trời hạ xuống, bơm vào đến Ôn Diệu An thần hồn bên trong. Rào! Ôn Diệu An trong thần hồn, nhất thời toát ra ngàn vạn trượng ánh trăng, trong trẻo lạnh lùng sắc bén, sau lưng mở ra tầng tầng ánh trăng phi kiếm. Suy! Hắn thần hồn bạo cướp ra, mang ngàn vạn ánh trăng phi kiếm, như nước thủy triều như biển, hướng Diệp Thần đánh giết tới. Một kích này, nhưng là mượn Vọng Thư Thiên Châu sức mạnh to lớn, đặc biệt hung hãn. À, tội gì vùng vẫy. Nhưng mà, Diệp Thần không có động tĩnh. Hắn bây giờ thực lực, chân thực cường hãn, trăm gia cảnh nhất tầng thiên võ giả, đã uy hiếp không được hắn. Đấu chữ quyết, phá cho ta. Diệp Thần một quyền đánh ra, quả đấm nổ lên đấu khí màu vàng kim ánh sáng, một tiếng nổ, quyền phong thế như trẻ tre, dễ như bớn, đem Ôn Diệu An thần hồn. Liên quan vậy ngàn vạn ánh trăng phi kiếm, toàn bộ một quyền oanh diệt. À! Ôn Diệu An một tiếng hét thảm, tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thần cường hãn như vậy, cho dù hắn mượn Vọng Thư Thiên Châu lực lượng, vậy hoàn toàn không phải địch thủ, ở tuyệt vọng bên trong, thần hồn trong phút chốc phai mờ, hoàn toàn tan thành mây khói. Toàn trường mọi người, nhất thời lâm vào tĩnh mịch bên trong, trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Ôn Diệu An đường đường trăm gia cảnh cường giả. Hơn nữa có địa mạch khí vận ưu thế, lại mượn Vọng Thư Thiên Châu uy áp, lại vẫn thua ở Diệp Thần dưới quyền, hơn nữa còn là bị trong nháy mắt giết, vậy Diệp Thần thực lực, rốt cuộc khủng bố đến cái gì bước? Hu hu hu, bầu trời bên trong, nếp sống tán loạn, vậy Vọng Thư Thiên Châu dị tượng, vậy hoàn toàn dần dần không nhìn thấy ở trong tầng mây, không gặp bóng dáng. Viên này Vọng Thư Thiên Châu, pháp bảo bản thể ở Ôn gia trong tổng bộ, Ôn Diệu An chỉ là mượn dùng một tia linh khí. Hôm nay hắn thân hồn phai mờ, Vọng Thư Thiên Châu hơi thở cũng là tiêu tán. Chạy mau! Bẩm báo gia chủ, xảy ra chuyện lớn. Dạ quang trên đảo bọn thị vệ, thấy Ôn Diệu An chết, người người hù được kinh hãi run sợ, cũng không dám cùng Diệp Thần là địch, rối rít muốn chạy trốn tứ tán, trở về hướng Ôn gia trụ sở chính bẩm báo. Trận tự quyết, diệt! Diệp Thần gương mặt không thay đổi, bước ra một bước, rơi bước thành trận. Trận tự quyết bùng nổ. Một cái như có như không bát quái trận pháp, nhanh chóng phong tỏa cả tòa hòn đảo, cũng đem trên đảo Ôn gia người, toàn bộ giết chết, nhổ cỏ tận gốc. Nếu Ôn gia động sát niệm, vậy Diệp Thần tự nhiên sẽ không nương tay. Ngay tức thì, trên đảo rất nhiều thị vệ, toàn bộ thây ngã tại chỗ, chết không nhắm mắt. Mọi người thấy Diệp Thần thủ đoạn, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, suy đoán Diệp Thần thân phận. Diệp Thần quay đầu, ánh mắt quét nhìn bên ngoài đám người một mắt.
Đám người một hồi lông tơ đảo thụ, rối rít xoay người rời đi, nhưng cũng không dám lại lưu lại nữa. Diệp Thần đem Ôn Gia Vậy mười mấy nô lệ, vậy phóng thích đưa đi. Rất nhanh, hòn đảo bên trên, chỉ còn lại hắn cùng Văn Hãn hai người. Văn Hãn mắt thần mang mê mang, chỗ sâu còn có cương nghị thần sắc, để cho hắn hình dáng nhìn như, có chút giống một đầu xông vào nhân gian chó sói. Hắn hướng Diệp Thần nói, người võ đạo, rất lợi hại, người kêu, tên gì? Diệp Thần cười một tiếng, nói ta kêu Diệp Thần. Văn Hãn khịt khịt mũi, như dã thú vậy, nói, trên mình ngươi, có đặc thù huyết mạch hơi thở, rất lợi hại, người phải, luân hồi chi đạo người thừa kế. Nghe vậy, Diệp Thần cả kinh, không nghĩ tới đối phương lại có thể nhìn thấu mình là luân hồi chi chủ thân phận, liền gật đầu nói, đúng vậy, ta là luân hồi huyết mạch người thừa kế, người đâu? Ngươi và Thiên Thư Thánh Vương, quan hệ thế nào? Thiên Thư Thánh Vương. Văn Hãn một trong sợ run, ánh mắt bộc phát mê mang, rơi vào càng lâu đời trong trí nhớ đi. Cuối cùng, hắn lắc đầu một cái, nói ta không biết, có rất nhiều sự việc, ta không nhớ nổi, hiện tại, ta muốn tắm trước. Hắn bị Ôn Gia nô dịch quá lâu, cả người vết thương, phủ đầy dơ bẩn, hình dáng rất là bẩn thỉu. Diệp Thần gật đầu một cái, gọi ra Vạn Yêu Tiên Trì, trước hết để cho Văn Hãn rửa sạch sẽ thân thể, đồng thời chữa hết hắn ngoại thương. Cuối cùng, Diệp Thần lại vận chuyển binh tự quyết, cắt phân là y, cho Văn Hãn làm một bộ màu trắng kiếm bào. Văn Hãn cọ rửa xong, đổi lại bộ đồ mới bào, hình dáng lập tức liền nhẹ nhàng sảng khoái hơn, nhìn như giống như một cương nghị bất khuất, không nhiễm thế sự thiếu niên lang. Diệp Thần muốn tuân hỏi hắn đi qua, nhưng chuyện quá khứ, Văn Hãn đã quên lãng. Người cứu ta, nhưng, đắc tội Ôn Gia, người hay là đi mau đi. Văn Hãn cảm giác ân Diệp Thần, nhưng vậy là Diệp Thần lo âu, hắn biết Ôn Gia lợi hại, chấp trưởng Vọng Thư Thiên Châu, có thể nói là bên ngoài biển thế lực cường đại nhất một trong. Diệp Thần có thể trong nháy mắt giết Ôn Diệu An, nhưng nếu như đụng phải Ôn Gia gia chủ mà nói, chưa chắc là địch thủ. Diệp Thần cười một tiếng nói, chính là Ôn Gia, không tổn thương được ta, ngươi không cần lo lắng, huống chi ta đi, ngươi đi nơi nào. Văn Hãn chỉ đạo ta trở về núi bên trong đi, săn thú, bắt cá, thổi gió, rất vui vẻ. Hắn trước kia là một thân một mình đi săn, nhưng sau đó bị Ôn Gia bắt đi, làm nô lệ. Diệp Thần nói, người ở Hắc Ám Cấm Hải sinh hoạt, biết bao lâu? Văn Hãn suy nghĩ xuất thần, nói, rất lâu rồi, mấy ngàn năm, hơn 10.000 năm, đều có, một mực bên ngoài biển sơn đảo trên, dã thú là bạn của ta, nhưng sau đó Ôn Gia bắt đi ta, bọn họ nói, ta là trọng đồng người, muốn chân áp, có thể cướp đoạt ta khí vận, ta cũng nghe không hiểu. Diệp Thần trong lòng động một cái, nói, Hắc Ám Cấm Hải tình huống, người đều biết được sao? Ta muốn hỏi thăm ngươi một người, kêu Hạ Hầu Chính Long, hoặc là, ngươi trực tiếp nói cho ta, Hồng Quân bí cảnh ở nơi nào cũng có thể. Văn Hãn tay trưởng mờ mịt sờ một cái đầu, suy nghĩ tựa hồ có chút hỗn loạn, nói, Hồng Quân bí cảnh, ta không biết ở nơi nào. Ta nghe người ta nói, Hắc Ám Cấm Hải, phân chia bên ngoài biển và bên trong biển, truyền thuyết, còn có một cái huyền biển, là Hồng Quân lão tổ một giọt nước mắt biến thành, thế nhưng huyền biển, quá thần bí. Không người biết được ở nơi nào, hơn nữa có tồn tại hay không, cũng rất khó nói. Hồng Quân bí cảnh, nghe nói trước kia là Hồng Quân lão tổ đạo tràng, hẳn ở bên trong biển đi, ta không biết. Bên ngoài biển thế gia môn phiệt, rất nhiều, đặc biệt nhiều, Ôn Gia mạnh nhất. Còn có một cái gia tộc, họ là Hạ Hầu. Ngươi muốn tìm Hạ Hầu Chính Long sao? Có lẽ, có thể đi Hạ Hầu ra xem. Cái này nói một hơi rất nhiều lời nói. Văn Hãn thở một hơi, hiển nhiên cũng không thoải mái. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, nơi này quả nhiên có Hạ Hầu Chính Long đầu mối, hắn rốt cuộc thám thính được một hai. Hạ Hầu gia ở nơi nào, người biết không? Diệp Thần hỏi. Văn Hãn suy nghĩ một chút, chỉ phía bắc phương hướng, nói ta nghe người ta nói, Hạ Hầu gia ở phía bắc, Thúy Trúc Tiên Đảo phía trên, người có thể đi xem. Thúy Trúc Tiên Đảo, ta biết. Diệp Thần trong lòng động một cái, lại hướng Văn Hãn chỉ đạo, người thích săn thú, có thể đi ta tinh thế giới trái đất, người thích làm cái gì đều được. Vừa nói, Diệp Thần sử dụng nguyện vọng thiên tinh. Ngôi sao này trên, có núi, phong cảnh xinh đẹp, đủ để cho Văn Hãn nghỉ ngơi. Đa tạ, luân hồi chi chủ, ngươi là người tốt.
Văn Hãn cảm kích nói cảm ơn, liền bước lên Nguyện Vọng Thiên Tinh, ở trong sơn giã cư trú. Diệp Thần thu xếp ổn thỏa Văn Hãn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là hoàn thành Thiên Thư Thánh Vương giao phó, chỉ là không biết sau này, có còn hay không tạm biệt Thiên Thư Thánh Vương cơ hội. An bài thỏa đáng sau đó, Diệp Thần ngự gió lên, đi phía bắc bay đi. Hạ Hầu gia, Hạ Hầu Chính Long, hy vọng có thể tìm được Hồng Quân bí cảnh đầu mối, thuận lợi thấy kiếm vô danh. Diệp Thần nghĩ thầm, tăng thêm tốc độ, lưu tinh cản nguyệt vậy nhanh bay. Mà ở Diệp Thần chạy tới Hạ Hầu gia để gặp, Ôn gia trụ sở chính sơn môn bên trong, nhưng là có một chút tai họa khí tượng tràn ngập, hiển nhiên là Ôn Diệu An chết, kích phát điểm xấu. Ôn gia trên phương thiên không, có một viên gồ ghề đá lớn cầu treo, chính là mặt trăng hình dáng Vọng Thư Thiên Châu. Viên này Vọng Thư Thiên Châu, ánh trăng chiếu chói lọi, để cho được Ôn gia sơn môn, vĩnh viễn là một phiến nửa đêm sáng trong hình dáng. Vọng Thư Thiên Châu phía trên, mặt đất một phiến hoang vu, không thấy được một chút cỏ cây sức sống, liền đất bùn cũng phơi bầy xám bạc màu sắc. Mà ở nơi này phiến hoang vu trên thế giới, một cái ông già ngồi xếp bằng. Ông già tóc trắng thủy thiều, tu vi hơi thở đạt tới trăm gia cảnh tầng hai trời, chính là Ôn gia gia chủ, Ôn Trường Không. Ôn Trường Không tu vi, so với Ôn Diệu An, chỉ cao hơn một tầng, nhưng trăm gia cảnh cái loại này cấp bậc, chênh lệch một tầng, chênh lệch đều là khác biệt một trời. Nhất tầng thiên và tầng hai thiên chênh lệch, so với còn thật cảnh đến quá chân cảnh khác biệt, còn to lớn hơn rất nhiều, là chất lột xác. Cho nên, trăm gia cảnh tầng hai thiên Ôn Trường Không, đủ để đảm nhiệm gia chủ, thống lĩnh toàn bộ Ôn gia, hơn nữa bên ngoài biển bên trong, cũng có cường đại danh vọng cùng thế lực. Thậm chí tin đồn Ôn Trường Không, đã ở trăm gia cảnh tầng hai thiên dừng lại rất nhiều, chỉ cần một đạo cơ duyên, là được một bước vào cảnh giới cao hơn. Cho dù là Diệp Thần, đối mặt trăm gia cảnh tầng hai thiên một ít cường giả, đều cần khổ chiến một phen, mới có thể chiến thắng, không thể nào xem trong nháy mắt giết nhất tầng thiên như vậy ung dung. Vũ Hoàng gia tạp chủng, lại dám ở hắc ám cấm hải quấy rối. Còn giết ta Ôn gia người. Ôn Trường Không ánh mắt bỗng nhiên tàn bạo, vô cùng tức giận. Mặc dù giả quang trên đảo, toàn bộ Ôn gia người chết hết sức, không người trở về đưa tin. Nhưng, Ôn Diệu An chết trước, mượn dùng nhìn sang Thư Thiên Châu hơi thở, cho nên Ôn Trường Không, có thể rõ ràng bắt được thiên cơ, biết được sau lưng tranh đấu. Hắn vậy lấy là, Diệp Thần là Vũ Hoàng thế gia người. Nếu không không thể nào nắm giữ binh tự quyết cùng đấu chữ quyết, hơn nữa tích chứa còn phong phú như vậy, rõ ràng cho thấy thế lực lớn xuất thân. Vạn Khư Vũ Hoàng, thật làm hắc ám cấm hải không người. Một người còn chân cảnh sáu tầng thiên, cũng dám ngất trời. Ôn Trường Không vô cùng tức giận, tuy nói Vạn Khư mạnh mẽ, thế lực bao phủ chư thiên vạn giới, nhưng hắc ám cấm hải, nhưng vừa vặn là Vạn Khư tử địa, không cho phép bất kỳ Vạn Khư người bước vào. Cái này một tí, hắn lầm lấy là Diệp Thần là Vạn Khư thần điện, Vũ Hoàng thế gia người, tới hắc ám cấm hải, là có khiêu chiến cựu Nhật Minh ý. Ôn Trường Không nội tâm bên trong, lướt qua vô số ý niệm, trong mắt toát ra ý định giết người. Diệp Thần dám giết Ôn gia người, đã xúc phạm hắn ranh giới cuối cùng, hơn nữa, ở hắn trong mắt, Diệp Thần vẫn là Vạn Khư thần điện người. Nếu như giết chết Diệp Thần mà nói, vượt quá có thể trả thù. Còn có thể hướng ma tổ vô thiên lãnh thưởng, chỗ tốt vô cùng phong phú. Đáng chết kia tiểu tử, ta tất kêu hắn bằng thây vạn đoạn. Ôn Trường Không giận dữ không thôi, lập tức triệu tập Ôn ra mấy cái cao tầng trưởng lão, sau đó khởi động Vọng Thư Thiên Châu, bạo gió vậy chạy như bay. Vọng Thư Thiên Châu như mặt trăng, ở hắc ám cấm hải trên bay qua, kinh khủng tinh cầu trọng lực tràn ngập đi xuống, khơi dậy ngập trời thủy triều lên xuống sóng biển, tình cảnh cực kỳ nguy nga. Mà ở hắc ám cấm hải bên ngoài biển bên trong, vậy khắp nơi có ánh trăng nổ tung, tinh cầu sóng biển bạo động dị tượng xuất hiện, vô số thế lực khiếp sợ, biết là Vọng Thư Thiên Châu điều động, cũng không biết xảy ra đại sự gì, lại có thể để cho Ôn gia điều động Vọng Thư Thiên Châu. Mà lúc này Diệp Thần, tâm tư đều đặt ở tìm Hạ Hầu Chính Long trong chuyện, cũng không có cảm thấy được ngoại giới biến hóa. Đến được sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần rốt cuộc bay đến phía bắc. Văn Hãn nói vậy Thúy Trúc Tiên đảo trên. Nhìn xuống đi xuống, nhưng gặp không rõ ràng xanh đậm, xanh đến gần như biến thành màu đen trên biển khơi, có một tòa sức sống bừng bừng hòn đảo, trên đảo trồng đầy thanh thúy cây trúc, tiêm vân lưu treo, tràn ra mạnh mẽ sinh mệnh lực. Nơi này chính là Hạ Hầu gia đạo tràng,
Thúy Trúc Tiên Đảo sao? Diệp Thần tròng mắt đông lại một cái này Thúy Trúc Tiên Đảo, cho hắn một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Đó là bốn đại tiên trong ao, Thúy Trúc Tiên Trì hơi thở. Ở bốn đại tiên ao bên trong, Thúy Trúc Tiên Trì đại biểu sức sống, có thể sống người chết, thịt xương trắng, chữa trị hết thảy thương thế. Chân chính Thúy Trúc Tiên Trì, ngọn nguồn ở Thái Thượng Thế Giới. Mà hòn đảo này đảo nhỏ, rõ ràng dùng Thúy Trúc Tiên Trì ao nước, đặc biệt tưới qua, cho nên đất đai đặc biệt phì nhiêu, sức sống bừng bừng, linh khí đậm đà. Có thể được Thúy Trúc Tiên Trì bồi bổ, có thể gặp cái này Hạ Hầu gia khí vận thâm hậu. Đứng lại, Hạ Hầu gia đạo tràng nơi quan trọng, người không phận sự cùng không được đến gần. Diệp Thần mới vừa đến gần Thúy Trúc Tiên Đảo, nhưng có mấy cái tuần tra canh phòng, bay lên đem hắn vây quanh, mặt đầy phòng bị cảnh giác. Ta kêu Diệp Thần, là già thiên ma đế bằng hữu, đặc biệt tới thăm hạ thế gia, các vị bình yên. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, duy trì lễ phép, hướng vậy mấy người lính gác chắp tay hỏi thăm sức khỏe. Mấy người kia nghe được già thiên ma đế danh hiệu, đều là kinh hãi, không dám thở ơ. Có người run giọng hỏi, ngươi là cựu Nhật Minh Thánh Tử bằng hữu. Ta Hạ Hầu gia, cho tới bây giờ không dám đắc tội cựu Nhật Minh, không biết các hạ ở xa tới bên ngoài biển, có chuyện gì quan trọng. Hắn lấy là Diệp Thần là từ bên trong biển tới đây, trong lòng mặc dù đối với Diệp Thần thân phận, có nghi ngờ, không biết hắn có phải là thật hay không là ma đế bằng hữu, nhưng nếu quan hệ đến cựu Nhật Minh, bọn họ tự nhiên vậy không dám khinh thường. Hạ Hầu gia bên ngoài biển bên trong, tuy nói là đại môn phiệt, nhưng cùng cựu Nhật Minh so sánh, đó cũng là đom đóm vậy tồn tại, thậm chí liền gia nhập liên minh tư cách cũng không có. Diệp Thần nói, không biết các ngươi Hạ Hầu gia bên trong, có không có một người, kêu Hạ Hầu Chính Long, ta muốn tìm hắn thương lượng chút chuyện. Hạ Hầu Chính Long, nghe được cái tên này, mấy người thị vệ kia, đều là kinh hãi, chố mắt nhìn nhau. Hạ Hầu Chính Long, danh tự này, đối với bọn họ mà nói, tựa hồ là kiêng kỵ. Ngươi tìm Đang Long thiếu gia làm gì? Một người thị vệ run lẩy bẩy hỏi. Diệp Thần nói, ta có một số việc, muốn cùng hắn thương lượng. Thị vệ kia nói, ngươi thật là già thiên ma đế bằng hữu sao? Diệp Thần nói, ta có thể lấy máu tươi làm thề, nếu có lừa, tất bị trời phạt. Mấy người thị vệ kia nhìn nhau, một người trong đó ngưng trọng nói, chuyện này chúng ta không làm chủ được, ngươi ở chỗ này đợi một chút, chúng ta đi gọi gia chủ đi ra. Nói xong, bọn thị vệ xoay người vào bên trong, hướng Hạ Hầu gia cao tầng bẩm báo. Chỉ chốc lát sau, cả người phi khôi giáp, gừng càng già càng cay ông già, bước dài liền đi ra, hướng Diệp Thần chắp tay, nói, lão phu Hạ Hầu Phách, là Hạ Hầu gia gia chủ, nghe nói các hạ muốn gặp Hạ Hầu Chính Long. Diệp Thần gặp cái này ông già, tu vi đạt tới trăm gia cảnh tầng hai trời, hơi thở hùng hồn tinh thâm, nên cũng không dám khinh thường, chắp tay kêu, đúng vậy. Vậy Hạ Hầu Phách hơi có chần chờ, cuối cùng than thở một tiếng, nói thực không dám giấu giếm, Hạ Hầu Chính Long chính là khuyển tử, vạn năm trước. Hắn đã trốn vào không môn, thanh đăng sách cổ làm bạn, lại nữa hỏi tới thế sự. Diệp Thần kinh hãi, nói, hắn đã trốn vào không môn. Hạ Hầu Phách nói, không sai, khuyển tử năm đó, tựa hồ dính liền ngập trời tội nghiệt, hắn trốn vào không môn, là sám hối tha tội ý. Diệp Thần nói, không biết là tội gì nghiệt. Hạ Hầu Phách nói, ta cũng không biết, hắn không chịu nói, chỉ nói phụ lòng bằng hữu, tội ác quá mức nghiêm trọng. Đối diện tường cả đời cũng không thể rửa sạch, các hạ đến tìm khuyển tử, là ma tổ không ý của trời sao? Diệp Thần vội vàng nói, không phải, là chính ta nhân quả, cùng cựu Nhật Minh không liên quan, ta muốn gặp hắn một chút, chẳng biết có được không? Hạ Hầu Phách hơi trầm ngâm, nói, khuyển tử ở Bắc Giao Hoang miếu tu Phật, các hạ nếu như muốn gặp, có thể đi xem, nếu như khuyển tử có chỗ nào, đắc tội cựu Nhật Minh, xin các hạ cho biết. Hắn gặp Diệp Thần là già thiên ma đế bằng hữu, chỉ lấy là Diệp Thần lần này tới, là có gây khó khăn ý. Diệp Thần cười nói, ta không phải cựu Nhật Minh người, mời Hạ Hầu gia chủ không muốn hiểu lầm. Hạ Hầu Phách ngẩn ngơ, nói, ngươi không phải già thiên ma đế bằng hữu sao? Diệp Thần nói, bằng hữu thì bằng hữu, ta cùng hắn đạo thống không cùng, hắn đầu dựa vào ma tổ vô thiên, mà ta cùng ma tổ vô thiên, nhưng có ân oán cửu hận. Hạ Hầu Phách càng cảm thấy ngạc nhiên, trong chốc lát mờ mịt không rõ ràng, cũng muốn không rõ ràng sau lưng nguyên do. Diệp Thần cũng không giải thích,
nói ta muốn hiện tại đi liền Bắc Giao Hoang Miếu, xin hạ hầu ra đòn ruột mở cấm chế. Cái này Thúy Trúc Tiên Đảo trên, bao phủ một tầng địa mạch cấm chế. Hạ hầu phách phục hồi tinh thần lại, vội vàng đáp dạ một tiếng, đem đất mạch cấm chế mở ra, để cho Diệp Thần đi vào, cũng chỉ rõ hoang miếu vị trí, nói. Khuyển tử trốn vào không môn sau đó, liền ở đó hoang miếu bên trong, đối diện tường suy nghĩ vạn năm, từ đầu đến cuối không chịu bước ra nửa bước, muốn đến hắn năm đó tội nghiệt cũng không nhẹ, nhưng xin các hạ xem ở hắn vạn năm diện bích phân thượng, tha hắn một mạng. Cho đến lúc này, hạ hầu phách còn lấy là Diệp Thần, là tới đây tính sổ, muốn tìm hạ hầu chính long phiền toái. Hạ hầu gia chủ hiểu lầm. Diệp Thần bật cười khanh khách, nhưng cũng không tiện giải thích cái gì, dứt khoát cũng không nói nhiều, trực tiếp cáo từ rời đi, hướng Bắc Giao Hoang Miếu đi tới. Cái này Thúy Trúc Tiên Đảo diện tích khá lớn, như một tòa thế ngoại thành trì, hạ hầu phách nói hoang miếu, ở hòn đảo phía bắc dã ngoại hoang vu. Diệp Thần một đường đi tới trước, trên đường không hề thiếu hạ hầu gia người, cũng đang tò mò đánh giá hắn, nhưng vậy không ai dám đi ra ngăn trở. Một đường thông suốt không trở ngại, Diệp Thần đi tới Bắc Giao hoang dã, nhưng thấy vậy, không một bóng người, chỉ có lẻ loi một tòa ngôi miếu đổ nát, sừng sững ở trên mặt đất. Dài gió thổi một cái, vậy ngôi miếu đổ nát ngói nhà, rào 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 vang dội, nguyên cái miếu thờ lâu năm không sửa sang, hiện đầy tơ nhện cùng rêu xanh, dấu vết loang lổ, tựa như gió thổi một cái thì phải lay động sụp đổ. Đốc đốc đốc, ngôi miếu đổ nát bên trong, truyền ra một hồi gõ cá gỗ thanh âm, giọng điệu vô cùng thê lương, ở nơi này dã ngoại hoang vu, lộ vẻ được phá lệ lạnh lẽo thanh. Diệp Thần đến gần ngôi miếu đổ nát, nhưng gặp trong miếu có cái tăng bào người, bóng người cô độc, đang cúi đầu gõ mộc ngư. Pháp sư, ngươi chính là hạ hầu chính long sao? Diệp Thần bước vào trong miếu, nhưng gặp vậy tăng bào người chĩa vào đầu chọc, trên ót nóng có 6 giờ giới 3. Xác thực như vậy là một cái hòa thượng, hơn nữa trên mình nhân quả bình tĩnh, hiển nhiên là cầm kiêm tĩnh tu nhiều năm. Tăng nhân kia nghe được Diệp Thần mà nói, dừng lại trong tay gõ cá gỗ động tác, quay đầu lại. Diệp Thần thấy được hắn chính diện, nhất thời cả kinh. Nhưng gặp cái này người tăng nhân, là một bộ người trung niên hình dáng, nhưng ánh mắt phá lệ bể dâu đau khổ, tựa hồ trải qua thiên đại hành hạ cùng đau khổ, gương mặt đần độn mà chậm chạp. Nói, bần tăng pháp danh Liễu Trần, thế tục tên chữ, đã không nhớ. Diệp Thần nói, đại sư, người không nhớ thế tục tên, không biết còn nhớ không nhớ một người. Tăng nhân kia thân thể run lên, thẫn thờ không nói. Diệp Thần nói tiếp, người nọ kêu Kiếm Vô Danh, năm đó đại sư ngươi mang hắn đi Hồng Quân bí cảnh, đại sư có thể còn nhớ. Căn cứ Tuyết Thiên Âm cho Diệp Thần tình báo, chính là Hạ Hầu Chính Long, mang theo Kiếm Vô Danh. Tiến vào Hồng Quân bí cảnh. Hiện tại, Diệp Thần căn bản không biết Hồng Quân bí cảnh ở nơi nào, chỉ có thể hướng Hạ Hầu Chính Long hỏi. Tăng nhân kia nghe được Diệp Thần mà nói, nhất thời bộ dạng sợ hãi kinh hãi. Hắn mới vừa vẫn là đần độn thê lương hình dáng, nhưng cái này một tí, bị Diệp Thần xúc động tâm cảnh, tâm trạng biến hóa đặc biệt kịch liệt, mặt đầy thống khổ bất đắc dĩ thần sắc, liền trên mình bình tĩnh nhân quả hơi thở, đều bị ảnh hưởng, đổi được vô cùng bạo loạn. Diệp Thần nói, đại sư quả nhiên chính là Hạ Hầu Chính Long sao? Tăng nhân kia yên lặng một hồi, cuối cùng thở dài một tiếng, nói thí chủ, ngươi là ai, lại là ai phái ngươi tới? Diệp Thần nói, ta là Hồng Quân kiếm phái khách khanh, Diệp Thần, Hồng Quân kiếm phái có thiên đại biến cố, cần Kiếm Vô Danh trở về xử lý, xin đại sư cho biết hắn rơi xuống, ta biết hắn ở Hồng Quân bí cảnh, nhưng không tìm được Hồng Quân bí cảnh vị trí. Tăng nhân kia ra mặt co rúm. Vẻ thống khổ sâu hơn. Hắn lộ vẻ lại chính là Hạ Hầu Chính Long, cùng Kiếm Vô Danh tới giữa, có cực lớn nhân quả liên lụy. Diệp Thần thấy hắn thống khổ như vậy hình dáng, trong lòng mơ hồ cảm thấy không ổn, nói, đại sư, Kiếm Vô Danh là phát sinh ngoài ý muốn sao? Hạ Hầu Chính Long còng lưng sống lưng, cúi đầu, tựa hồ rơi vào lâu đời trong trí nhớ đi, nói ta không biết, hắn. Hắn hẳn là chết liền đi, hắn chặn cầm kiếm tay. Không thể có thể sống sót, thí chủ, ta tội nghiệt quá mức sâu nặng, cuộc đời còn lại chỉ có thể cùng thanh đăng cổ Phật làm bạn, mới khá cọ rửa tội nghiệt, người đi thôi, ta sẽ tiếp tục đối diện tường suy nghĩ. Diệp Thần trong lòng đại chấn, nhưng nhớ tới Thập Phương Kiếm Thánh mà nói, không, Kiếm Vô Danh còn sống, hắn không có chết. Thập Phương Kiếm Thánh nói qua, hắn có thể cảm ứng được Kiếm Vô Danh hơi thở, ngay tại Hồng Quân bí cảnh,
còn hảo Đoan Đoan còn sống, chỉ là mấy chục ngàn trong thời kỳ, hắc ám cấm hải địa mạch biến hóa quá lớn, Hồng Quân bí cảnh lối vào, nhiều lần càng giao dịch, hắn đã không tìm được bước vào bí cảnh tìm người đường, cho nên mới kêu Diệp Thần thay thế tìm. Hạ Hầu Chính Long kinh hãi, nói kiếm vô danh, hắn. Hắn còn sống không, hắn chặn cầm kiếm tay, còn có thể sống sót. Diệp Thần nói, sư phụ hắn thập phương kiếm thánh, có thể bắt được hắn sức sống, sẽ không có giả, ta muốn biết, năm đó kết quả chuyện gì xảy ra, người nói kiếm vô danh, chặn cầm kiếm tay. Hạ Hầu Chính Long nghe được kiếm vô danh còn sống, một hồi kích động vui sướng, nhưng nghe đến Diệp Thần hỏi, lại một trận xấu hổ ảm đạm, trần chờ nửa khắc vậy không có mở miệng. Diệp Thần nói, đại sư, ngày xưa nhân quả, sự quan trọng đại, xin đại sư cho biết. Hạ Hầu Chính Long yên lặng một hồi, cuối cùng thở dài một tiếng, mở miệng nói, A-di-đà Phật, nhắc tới cũng là xấu hổ, hơn 10.000 năm trước, ta mang kiếm vô danh bước vào Hồng Quân bí cảnh, hắn muốn tìm kiếm đạo trung cực, mà ta muốn tìm vậy địa mạch kết tinh. Diệp Thần nói, địa mạch kết tinh. Hạ Hầu Chính Long nói, đúng vậy, tỷ năm tới, Hồng Quân bí cảnh bảo tàng, sớm bị người rời hết, nhưng ở bí cảnh chỗ sâu, còn cất giấu một mảnh đất mạch kết tinh. Hàm chứa toàn bộ bí cảnh ngút trời linh khí, một khi đạt được luyện hóa, có thể nghịch thiên cải mệnh, ta cũng là từ gia tộc cổ tịch bên trong, mới phát hiện địa mạch kết tinh ghi lại. Diệp Thần trong lòng động một cái, Hồng Quân bí cảnh, là ngày xưa Hồng Quân lão tổ đạo tràng, vậy địa mạch kết tinh, muốn đến cũng là vô cùng là chân quý, thậm chí có thể hàm chứa Hồng Quân lão tổ đạo pháp khí vật, giá trị lớn, sẽ không so cửu thiên thần thuật kém đi nơi nào. Vậy sau đó thì sao? Diệp Thần hỏi tiếp. Hạ Hầu Chính Long lộ ra một chút hối hận vẻ thống khổ, nói, sau đó, ta cùng kiếm vô danh, ở Hồng Quân bí cảnh dò bảo tìm nói, nhưng bất ngờ đụng phải yên vắng vẻ thiên kiếm kiếm chủ, Hồng Thiên Kinh. Hồng Thiên Kinh. Diệp Thần nghe được cái tên này, nhất thời kinh hãi, năm đó Hồng Thiên Kinh, cũng đi Hồng Quân bí cảnh. Hạ Hầu Chính Long nói, đúng vậy, năm đó Hồng Thiên Kinh, phụng vạn khư lão tổ mệnh lệnh, đi thiên nhân vực đuổi giết hằng cổ thánh đế, ngăn cản hắn phi thăng. Ở đi thiên nhân vực trước, hắn con đường hắc ám cấm hải, lại cũng phát hiện Hồng Quân bí cảnh lối vào, liền đi vào tìm bảo, bất ngờ đụng phải chúng ta. Diệp Thần nói, các ngươi cùng hắn nổi lên tranh chấp. Hạ Hầu Chính Long nói, không phải tranh chấp, là sát phạt, vậy Hồng Thiên Kinh đơn giản là một con chó điên, nóng nảy tàn bạo vạn phần, hắn biết kiếm vô danh là Hồng Quân kiếm phái ghế thủ lãnh chân truyền, liền bức bách hắn giao ra Hồng Quân kiếm đạo bí pháp, kiếm vô danh không chịu. Hai bên liền đánh. Dừng một chút, Hạ Hầu Chính Long còng lưng thân thể, run rẩy nói, vậy Hồng Thiên Kinh, chính là thiên quân cấp cường giả khác, lại tay cầm yên vắng vẻ thiên kiếm, võ đạo thần thông gần như nghịch thiên, ta gặp hắn ra tay, kiếm khí ánh sáng sát phạt ngàn vạn dặm, long trời lở đất, trong lòng rất là sợ. Diệp Thần nghe đến chỗ này, khẽ gật đầu. Đúng là, Hồng Thiên Kinh năm đó, mới vừa hạ xuống lúc đó, còn không bị thiên nữ đánh bại phong ấn. Tu vi khỏe hẳn đỉnh cấp, chính là cao nhất thiên quân, nghiền ép vạn phương, dĩ nhiên là vô cùng lợi hại. Cho dù là Diệp Thần, nếu như đối mặt trạng thái tột cùng Hồng Thiên Kinh, đó cũng không phải là địch thủ, thật đánh, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hạ Hầu Chính Long nói tiếp, ta núp vào, không dám đối chiến, kiếm vô danh một thân một mình, đối kháng Hồng Thiên Kinh, hắn tu vi, cùng Hồng Thiên Kinh so sánh, chênh lệch quá lớn. Nhưng bằng cả người kiếm đạo thần thông, lại có thể trầm ổn bất bại. Hắn biết Hồng Thiên Kinh có nhiệm vụ trên người, không thể ở lâu, liền muốn phòng thủ trì hoãn nữa, kêu ta tới đây trợ chiến, ta. Ta kiêng kỵ Hồng Thiên Kinh uy thế, bị sợ được chân mềm, nhưng cũng không dám xuất chiến. Nói tới chỗ này, Hạ Hầu Chính Long mặt đầy xấu hổ tự trách, không đất dung thân. Diệp Thần đã mơ hồ đoán được cái gì, nói, vậy sau đó, kiếm vô danh là đánh bại. Hạ Hầu Chính Long gật gật đầu nói, cảnh giới chênh lệch, cuối cùng quá lớn, hắn một người không phòng được, kịch chiến hồi lâu sau, cuối cùng bị Hồng Thiên Kinh chặt đứt cánh tay phải, cầm kiếm tay, coi như là hoàn toàn không. Diệp Thần nghe đến chỗ này, sắc mặt trầm xuống. Kiếm vô danh cả người tu vi, tất cả đều là kiếm đạo thần thông, chặn cầm kiếm tay, vậy ngang hàng thành phế nhân. Cánh tay bị Hồng Thiên Kinh chặt đứt, bị yên vắng vẻ thiên kiếm sát khí gây thương tích. Vậy thì không cách nào lại trọng sinh khôi phục. Hạ Hầu Chính Long ra mặt hơi co rúm, nói, đều do ta lúc ấy, quá mức hèn nhát, nếu như ta chịu trợ chiến, hắn chưa chắc sẽ luân lạc đến đây,
Hồng Thiên Kinh tuy mạnh, nhưng lưng đeo nhiệm vụ, cũng không khả năng ở lâu, chỉ cần thời gian trì hoãn nữa, hắn lâu công không được, sớm muộn sẽ đi, là ta quá mức hèn yếu, bị hắn sợ vỡ mật. Ta cùng kiếm vô danh là biết kết bạn, ta nhưng phụ lòng hắn, hắn chiến bại sau đó, chạy tới Hồng Quân bí cảnh chỗ sâu, chỗ đó hung thú phân bố, hắn chặn cầm kiếm tay, muốn đến cũng khó mà đối kháng, lúc đầu hắn còn sống. À, hắn không cách nào lại cầm kiếm, coi như còn sống, chỉ sợ cũng thì sống không bằng chết, ta tội nghiệt sâu hơn. Một phen nói xong, Hạ Hầu Chính Long mặt đầy thống khổ, ngũ quan vặn vẹo. Hắn trước đây nghe được kiếm vô danh còn sống, còn có mừng rỡ ý, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, đường đường kiếm giả, chặn cầm kiếm tay, còn sống vậy thì sống không bằng chết, hắn tội nghiệt ngược lại càng sâu. Diệp Thần trầm mặc xuống, cũng không biết nói cái gì cho phải. Kiếm vô danh gặp đại nạn này, đầu sỏ dĩ nhiên là Hồng Thiên Kinh, nhưng Hạ Hầu Chính Long lâm trận hoảng, cũng là đối hắn áy náy. Hắn trốn vào Không Môn, cùng Thanh Đăng cổ Phật làm bạn, chính là sám hối tha tội ý. Diệp Thần trầm ngâm tốt một trận, nói, đại sư, sự việc đã qua, hôm nay lại hối hận, cũng là vô ích, vậy Hồng Quân bí cảnh lối vào ở nơi nào, xin đại sư cho biết. Hồng Quân bí cảnh lối vào, lúc nào cũng thay đổi, Diệp Thần không dò được, nhưng Hạ Hầu Chính Long dài cư ở Hắc Ám Cấm Hải, cùng Hồng Quân bí cảnh nhân quả liên lụy cực lớn, đối phương nhất định biết lối vào. Hạ Hầu Chính Long rung giọng nói, ngươi muốn đi vào tìm kiếm vô danh sao? Diệp Thần nói, chính phải. Hạ Hầu Chính Long trên dưới quan sát Diệp Thần một mắt, nói, ngươi tu vi quá kém, chỉ có còn thật cảnh 6 tầng thiên, Hồng Quân bí cảnh hung hiểm trùng trùng, ngươi đi vào vậy là chịu chết, ta đã phụ lòng qua Hồng Quân kiếm phái một lần, không thể lại phụ lòng lần thứ hai. Hắn chỉ sợ Diệp Thần xảy ra chuyện, tăng thêm tội của hắn nghiệt. Diệp Thần ánh mắt lóe lên một tí, suy tư một hồi, nói ta thật ra thì trừ là Hồng Quân kiếm phái khách khanh bên ngoài, còn có ngoài ra một tầng thân phận. Hạ Hầu Chính Long nói, thân phận gì? Diệp Thần yên lặng không nói, bàn tay lộn một cái, một bức sách cổ hình vẽ, ở trong tay hắn hiện lên. Bức kia sách cổ hình vẽ, tràn ngập hoàng hà chói lọi, chính là bầu trời Hoàng Tuyền Đồ. Hạ Hầu Chính Long thấy vậy, nhất thời à một tiếng thét kinh hãi. Hai tròng mắt trợn to, nói, ngươi là... Diệp Thần khẽ mỉm cười, thu hồi Hoàng Tuyền Đồ, nhìn Hạ Hầu Chính Long nói, đại sư, không biết lấy ta thân phận, nhưng có tư cách tiến vào Hồng Quân bí cảnh. Hạ Hầu Chính Long thấy Hoàng Tuyền Đồ, liền biết Diệp Thần là luân hồi chi chủ thân phận, võ đạo không thể theo lẽ thường mà nói, vậy Hồng Quân bí cảnh tuy hung hiểm, nhưng cũng không thể có thể ngăn được luân hồi chi chủ. Lúc đầu ngươi lại là người kia, thiên hạ tới giữa. Không người so ngươi còn có tư cách, vậy Hồng Quân bí cảnh lối vào, liền ở. Hạ Hầu Chính Long vừa định thẳng thắn, nói ra Hồng Quân bí cảnh vị trí, nhưng vừa lúc đó, hoang ngoài miếu bầu trời, bỗng nhiên ùng ùng chấn động, bầu trời lại biến thành nửa đêm, có sáng trong ánh trăng tràn ngập ra, nếp sống bạo động, cuồng lưu xoay tròn. Vũ Hoàng gia tạp chủng, cho ta cút ra đây. Một đạo già nua vang dội thanh âm, từ bên ngoài chân trời vang lên. Diệp Thần ánh mắt híp lại, bấm ngón tay tính toán, đã biết tới địch thân phận, khóe miệng hiện ra một chút cười nhạt. Hạ Hầu Chính Long nhưng là kinh hãi, vọng hướng phía ngoài, chỉ gặp bầu trời bên trong, có một viên to lớn thạch cầu treo, thạch cầu gồ ghề, phơi bày mặt trăng thiên thể hình dáng, lấy viên này mặt trăng làm bối cảnh, mấy cái bóng đen bay ra, hạ xuống ở Thúy Trúc Tiên Đảo bầu trời. Vọng Thư Thiên Châu, Ôn gia gia chủ Ôn Trường Không. Bọn họ làm sao tới ta Hạ Hầu ra? Hạ Hầu Chính Long kinh ngạc không thôi, sải bước ra. Diệp Thần vậy đi theo ra ngoài, trong lòng đã rõ ràng tất cả. Hắn trấn áp Dạ Quang Đảo, giết Ôn gia đảo chủ, Ôn gia gia chủ đích thân ra tay, thậm chí vận dụng Vọng Thư Thiên Châu, muốn tìm hắn báo thù. Mà đây cái Ôn gia gia chủ, còn lầm lấy là Diệp Thần là Vũ Hoàng thế gia tộc duệ. Hạ Hầu gia gia chủ Hạ Hầu Phách, thấy Ôn gia gia chủ hạ xuống, cũng là lớn kinh, mang mấy trưởng lão, bay đến bầu trời gặp gỡ. Ôn Trường Không, người hung man bá đạo, tới ta Hạ Hầu ra làm chi? Muốn quấy rối sao? Hạ Hầu Phách ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng chất vấn. Ôn Trường Không hì hì cười nhạt, nói, Hạ Hầu Phách, nhà ngươi vào rắn độc. Hạ Hầu Phách nói, cái gì rắn độc? Ôn Trường Không nói, là Vũ Hoàng thế gia tạp chủng, chính là hắn. Vừa nói, Ôn Trường Không chỉ hướng Diệp Thần, ánh mắt sắc bén,
vậy nhìn chằm chằm Diệp Thần trên mình. Hạ Hầu Phách cả kinh nói, cái gì Vũ Hoàng gia tạp chủng, vậy huynh đệ là giả thiên ma đế bằng hữu, ngươi không nên ăn nói lung tung, nếu không đắc tội cựu Nhật Minh, đó cũng không phải là nói đùa. Ôn Trường không cười nói, hì hì, thằng nhóc kia tinh thông binh tự quyết, đấu chữ quyết, nói rõ là Vũ Hoàng thế gia tộc duệ, làm sao sẽ cùng cựu Nhật Minh có liên quan, ngươi không nên bị hắn lừa gạt. Nghe vậy, Hạ Hầu Phách trong lòng trầm xuống, vậy nhìn về Diệp Thần. Minh tự quyết và đấu chữ quyết, đều là Vũ Hoàng gia thần thông, nếu như Diệp Thần thật nắm giữ, vậy khẳng định và Vũ Hoàng thế gia, có thiên ti vạn lũ liên lạc. Chẳng lẽ, Diệp Thần thật sự là Vũ Hoàng gia tộc duệ, mà không phải là giả thiên ma đế bằng hữu? Trong chốc lát, Hạ Hầu Phách tâm thần hỗn loạn, không cách nào quyết đoán. Thằng nhóc, người lấy là trốn Hạ Hầu ra bên trong tới, là có thể chạy ra khỏi ta Ôn gia đuổi giết. Vậy Ôn Trường không muốn giết ngươi, trên trời dưới đất, không người có thể cứu được ngươi. Ôn Trường không dựa lưng vào Vọng Thư Thiên Châu, đầy mặt sát khí. Trăng sáng Chu Thiên nói, cho ta trấn áp. Hạ một sát, Ôn Trường không đột nhiên bạo động, già nua bàn tay vung lên, lại điều động Vọng Thư Thiên Châu linh khí, hóa thành một cổ minh mông trăng sáng quang lưu, như hãn biển như hồng thủy, từ trên trời hạ xuống, trong trẻo lạnh lùng huy hoàng, lộ ra một vẻ tàn bạo chu diệt hơi thở, hướng Diệp Thần bạo giết tới. Đây là Vọng Thư Thiên Châu thần uy. Viên này Vọng Thư Thiên Châu, bàn về uy lực, ở thập đại Thiên Châu bên trong, đủ để xếp hàng trước ba, đại biểu trăng sáng chói lọi, mặt trăng uy nghiêm. Năm đó, Vạn Khư Thần Điện từng học hỏi nhìn sang Thư Thiên Châu, cũng sáng tạo ra trăng sáng thiên thư cửa này nhỏ nguyên thuật, truyền lưu đời sau. Sau đó, trăng sáng thiên thư bị Hạ Nhược Tuyết đạt được, nhiều lần rèn luyện, không ngừng lột xác, từ nhỏ nguyên thuật thăng cấp hơi lớn nguyên thuật. Thật ra thì trăng sáng thiên thư ngọn nguồn, chính là Vọng Thư Thiên Châu, ánh trăng là từ nơi này chảy ra. Một tích tắc này, Ôn Trường không vận dụng Vọng Thư Thiên Châu lực lượng, thể phải một lần hành động đánh chết Diệp Thần. Hắn là trăm gia cảnh tầng 2 thiên cường giả, lại phối hợp trên Vọng Thư Thiên Châu, vậy thần uy đơn giản là minh mông vô địch, làm người ta nghẹt thở. Mà Diệp Thần ở địa phương đó, vừa vặn ở Thúy Trúc Tiên Đảo Bắc Giao hoang dã, nơi này không có Hạ Hầu gia địa mạch cấm chế bảo vệ. À, không tốt. Hạ Hầu Phách thấy Ôn Trường không đột nhiên động thủ, kinh hô thành tiếng. Hắn con trai Hạ Hầu Chính Long, đang cùng Diệp Thần đứng chung một chỗ, nếu như Diệp Thần bị chu diệt, sợ rằng liền hắn con trai cũng phải bị liên lụy. Chỉ là vội vàng tới giữa, Ôn Trường không ra tay quá nhanh, hắn đã không kịp ngăn cản. Hoang cửa miếu trước, Diệp Thần mắt hôm nay không bên trong, ánh trăng nước lũ bạo dũng tới, giữa trời đất khí lưu nổ tung, hắn áo khoác tóc đều là kích dương đứng lên, bên cạnh Hạ Hầu Chính Long, gương mặt thất sắc. Nhưng mà, Diệp Thần nhưng là khí định thần nhàn hình dáng, trăm gia cảnh tầng 2 thiên cường giả, mặc dù có Thiên Châu nơi tay, muốn giết hắn, vậy cũng là chuyện không thể nào. Trận tự quyết, Thúy Trúc kiếm trận. Diệp Thần bàn chân bước ra một bước, một cổ minh mông cửu thiên thần thuật hơi thở, lập tức tràn ngập ngàn vạn dặm, bao phủ ở toàn bộ Thúy Trúc Tiên Đảo. Rắc rắc, Thúy Trúc Tiên Đảo địa mạch cấm chế, nhất thời nổ tung, trên đảo linh khí, lại cùng Diệp Thần đồng tình. Cái gì? Trên bầu trời Hạ Hầu Phách, còn có rất nhiều Hạ Hầu gia trưởng lão, nhất thời kinh hãi dị thất sắc, tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thần vừa động thủ, lại có thể đột phá bọn họ Hạ Hầu gia cấm chế, thậm chí đem Hạ Hầu gia linh khí, vậy dẫn cho mình dùng, đây là hạng bá đạo thủ đoạn. Rắc rắc sát. Tiếp theo một cái chớp mắt, một màn kinh người xuất hiện. Diệp Thần bàn tay vừa nhấc, hòn đảo bên trên, trăm ngàn bụi cây xanh biếc cây trúc, nhất thời nhô lên. Bị một cổ lực lượng vô hình, từ phần gốc cắt đứt, cũng suy suy bay đến Diệp Thần sau lưng. Trăm ngàn bụi cây trúc xanh, ở Diệp Thần sau lưng mở ra, giống như trăm ngàn cầm xanh biếc phi kiếm vậy, ở ánh trăng chiếu rọi xuống, hình ảnh vô cùng lộng lẫy nguy nga. Đi! Diệp Thần vung tay lên, vậy trăm ngàn cầm trúc xanh phi kiếm, ở trận tự quyết bao phủ hạ, sắp hàng thành kiếm trận, hướng phía trước ánh trăng nước lũ, bạo giết ra. Suy suy suy! Ánh trăng cùng trúc xanh, trên không trung mãnh liệt đụng vào nhau, cây trúc nổ, có ngàn vạn điểm nhỏ vụn lục mang lưu tán đi ra. Mà vậy ánh trăng nước lũ, cũng bị trúc xanh phi kiếm nghiền nát, trắng xóa trong trẻo lạnh lùng chói lọi, như thủy ngân vậy dòng nước chảy tới đất trên. Cái này một tí va chạm giao phong, ánh trăng cùng cây trúc lần lượt thay nhau,
hình ảnh như mộng như ảo, làm người ta nhìn hoa cả mắt. Cái này mộng ảo sau lưng, nhưng thật ra là đáng sợ sống chết tỉ thí. Là Phạm Thiên Thần công trận tự quyết, cùng thần khí Vọng Thư Thiên Châu va chạm. Va chạm kết thúc, Diệp thần khí Định Thần Nhàn, đứng tại chỗ. Nhìn lại Ôn Trường Không, bị va chạm khí lưu đánh vào, tạng phủ hỗn loạn, gương mặt trắng bệch, trực tiếp bị chấn động bay hơn 10 dặm, hình dáng vô cùng chật vật. Vậy mấy cái Ôn gia trưởng lão, cũng bị chấn động bay, người người kinh hãi thất sắc, không nghĩ tới Diệp thần như vậy mạnh mẽ. Ngươi rốt cuộc là ai? Vũ Hoàng thế gia, lúc nào ra ngươi một cái như vậy yêu nghiệt? Ôn Trường Không ngũ quan vặn vẹo, lớn tiếng gầm hét lên. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, Vũ Hoàng thế gia có tuổi trẻ như vậy thiên tài yêu nghiệt. Hạ Hầu Chính Long thấy Diệp thần cường hãn như vậy hình dáng, cũng là thất kinh, trong đầu nghĩ, đây chính là luân hồi chi chủ thực lực sao? Diệp thần bước ra một bước, cười lạnh nói, ai nói cho người ta là Vũ Hoàng thế gia người? Vừa nói, Diệp thần quả đấm mãnh liệt nắm chặt, đấu chí quyết bùng nổ, bạc ánh sáng đấu khí màu trắng tràn ra tới, bỗng nhiên một quyền, hướng Ôn Trường Không đánh tới. Vọng Thư Thiên Châu, ngự. Ôn Trường Không hoảng hốt, mắt gặp Diệp thần quyền thế hung mãnh, nên cũng không dám cứng rắn đụng, vội vàng cho đòi tới Vọng Thư Thiên Châu, ngăn cản ở trước người. Phịch. Diệp thần một quyền đánh giết ra, đánh vào Vọng Thư Thiên Châu bên trên, giống như một quyền đánh trúng thiên thể tinh thần. Quyền phong có một cổ nặng nề cương mãnh lực phản chấn truyền tới. Nguyên viên Vọng Thư Thiên Châu, kịch liệt lắc lắc, nhưng cũng không có bị tổn thương, cũng không có rơi xuống, vững vàng chặn lại Diệp thần một quyền. Ôn Trường Không núp ở Vọng Thư Thiên Châu phía sau, chưa tỉnh hồn. Có chút ý tứ. Diệp thần thấy vậy, con người hơi đông lại một cái. Vậy Vọng Thư Thiên Châu, không hổ là ở thập đại Thiên Châu bên trong, hạng trước ba tồn tại, uy thế quả nhiên cường hãn. Cho dù Diệp thần thi triển đấu chữ quyết, đều không thể đem phá hoại. Hai vị, khoan động thủ đã, trong này, nhất định là có cái gì hiểu lầm. Hạ Hầu Phách bay tới, ngăn ở Diệp thần cùng Ôn Trường Không tới giữa, chỉ sợ hai người đánh tiếp nữa, sẽ hủy diệt chỗ tòa này Thúy Trúc Tiên Đảo. Ta không có vấn đề, là bọn họ Ôn gia cố ý gây khó khăn thôi. Diệp thần hơi hừ một tiếng, dừng tay ngưng chiến. Hắn hiện tại nhất nhiệm vụ trọng yếu. Là đi Hồng Quân bí cảnh, tìm kiếm vô danh, còn như và Ôn gia tranh đấu, không hề khẩn yếu. Dù sao, Diệp thần đã cứu Văn Hãn, hoàn thành cùng Thiên Thư Thánh Vương ước định. Ôn gia ngừng sản xuất bay tháng đỏ ngang, làm được rất nhiều võ giả, mất đi lẻn vào thái thượng thế giới cơ hội, vậy cũng cùng Diệp thần không liên quan. Dẫu sao, Diệp thần cũng không có hứng thú, đi những thứ này bằng môn tả đạo, hắn nếu như muốn đi thái thượng thế giới. Vậy khẳng định là theo dựa vào chính mình thực lực phi thăng. Ôn Trường Không mặt xanh một hồi, trắng một hồi, kịch liệt biến hóa, ánh mắt lại một trận lóe lên, không biết đang tính toán chút gì. Thằng nhóc, coi là ngươi may mắn. Cuối cùng, Ôn Trường Không cắn răng, vẫn là kiêng kỵ Diệp thần thực lực, cũng không dám xé rách ra mặt, thu hồi Vọng Thư Thiên Châu, dẫn người xoay người rời đi. Mà ở hắn mới vừa muốn lúc đi, bầu trời phương xa. Bỗng nhiên ma sương mù chấn động. Vô cùng ma khí, cuồn cuộn bùng nổ, hóa thành ngàn vạn đạo khói báo động, ngàn vạn chỉ quả đen. Đầy trời quả đen, ở cuồn cuộn khói báo động bên trong, phát ra nhọn kêu, đập cánh thình thịch, như ác mộng xoay quanh vậy cả tòa Thúy Trúc Tiên Đảo. Ôn Trường Không đám người đường đi, cũng bị hoàn toàn ngăn trở. Khói báo động ma khí, thất sát vạn nha, già thiên ma đế tới. Ôn Trường Không thấy bầu trời dị tượng. Trong thoáng chốc hù được mặt không người sắc, trợn mắt hốc mồm. Thúy Trúc Tiên Đảo bên trên, Hạ Hầu Phách và rất nhiều Hạ Hầu gia đệ tử, còn có Hạ Hầu Chính Long, đều là ngạc nhiên nhìn vậy đầy trời ma khí dị tượng, trong lòng dưới khiếp sợ, đồng thời nghĩ tới một người, Già Thiên Ma Đế. Gần đây Già Thiên Ma Đế, ở Hắc Ám Cấm Hải bên trong, danh tiếng đặc biệt hiển hách, là đứng sau Ma Tổ Vô Thiên tồn tại. Người người đều biết, ở Ma Tổ Vô Thiên chính thức đoạt xác trước. Già Thiên Ma Đế chính là cựu Nhật Minh Thánh Tử, uy nghiêm của hắn chính là trời uy, nói chuyện của hắn chính là thánh chỉ, không ai can đảm dám đắc tội. Diệp thần thấy vậy đầy trời ma khí dị tượng, trong lòng vừa kinh lại vui, nhưng gặp cuồn cuộn ma khí hạ xuống xuống, một đạo cao ngạo bóng người, ở muôn vàn quạ đen vây quanh, nổi lên, chính là Già Thiên Ma Đế. Ma Đế tiền bối. Diệp thần thấy Già Thiên Ma Đế, nhất thời kích động vạn phần,
vui sướng không dứt, ngự gió bay lên, đi tới Giả Thiên Ma Đế bên người. Diệp Thần, thật lâu không gặp. Giả Thiên Ma Đế cùng Diệp Thần hai tay nắm chặt, cố nhân gặp nhau, tất nhiên không khỏi niềm vui. Diệp Thần đánh giá Giả Thiên Ma Đế, chỉ cảm thấy hắn hơi thở, cùng so với trước kia, cường hãn rất nhiều, hơn nữa có một cổ đặc biệt võ đạo hơi thở. Cái này cổ võ đạo hơi thở, không thuộc về cái thời đại này. Chính xác mà nói, là ngày cũ võ đạo hơi thở. Hiển nhiên, Giả Thiên Ma Đế bái nhập ma tổ vô thiên tọa hạ, đã đạt được ngày cũ thời đại võ đạo chân truyền. Ôn Trường không thấy Giả Thiên Ma Đế hạ xuống, trong cổ họng phát ra rắc rắc tiếng vang, kinh hãi rung động tới cực điểm. Hạ Thế Gia, bái kiến Ma Đế đại nhân. Hạ Hầu Phách mang Hạ Hầu ra các đệ tử, hướng Giả Thiên Ma Đế quỳ xuống thi lễ. Ôn Trường không thấy vậy, vậy lật đật rơi xuống đất quỳ xuống, nói Ôn gia môn phiệt, gặp qua Ma Đế đại nhân. Ở Hắc Ám Cấm Hải bên trong, Giả Thiên Ma Đế dưới một người, trên vạn người, là cựu Nhật Minh Thánh Tử, địa vị không phải chuyện đùa. Bên ngoài biển địa mạch linh khí có hạn, rất ít có cựu Nhật Minh chi nhánh, nhưng dõi mắt toàn bộ bên ngoài biển, cũng không ai dám đắc tội cựu Nhật Minh. Hạ Hầu gia, Ôn gia cùng môn phiệt thế lực, cũng vô cùng rõ ràng, bọn họ cùng cựu Nhật Minh so sánh, chính là con kiến hôi tồn tại, nếu như dám đắc tội cựu Nhật Minh, trong thoáng qua thì có họa sát thân diệt tộc. Lấy ma tổ vô thiên thực lực, nhất niệm tiêu diệt tinh không, trong nháy mắt nghiền bạo vũ trụ, liền vũ hoàng cổ đế đều phải kiêng kỵ, nếu là thật động sát tâm, thậm chí không cần động thủ, thổi một hơi, liền có thể vượt qua trăm triệu vạn giảm hư không, đem bên ngoài biển rất nhiều thế gia môn phiệt, một hơi tiêu diệt. Mà Giả Thiên Ma Đế, chính là tương lai ma tổ vô thiên đồ đựng, phải thừa kế cựu Nhật Minh đạo chính thống nhân vật, cho nên vô luận là Hạ Hầu gia, vẫn là Ôn gia. Vừa nhìn thấy Ma Đế hạ xuống, cũng sợ vỡ mật. Đặc biệt là Ôn Trường không, thấy Diệp Thần cùng Giả Thiên Ma Đế hình dáng, rõ ràng cho thấy bạn tốt chí giao, hắn nhưng lầm lấy là Diệp Thần là Vũ Hoàng gia người, thậm chí muốn giết Diệp Thần, đây quả thực là thiên đại lỗi, chết vạn lần không thể từ hắn cứu. Một khi cựu Nhật Minh trách tội xuống, chỉ sợ toàn bộ Ôn gia môn phiệt, đều phải tiêu diệt. Nghĩ tới đây, Ôn Trường không mồ hôi lạnh nhễ nhại, gương mặt một phiến trắng bệch. Hắn tuy là trăm gia cảnh tầng 2 thiên cường giả, nhưng cựu Nhật Minh sau lưng ma tổ vô thiên, nhưng mà thiên hạ hạng trước 3 cao thủ, cao nhất thiên quân, đã từng vô thiên thư người chấp trưởng, ngày cũ thời đại duy nhất còn sót cao thủ, hắn như thế nào can đảm dám đối với kháng. Ngươi làm sao tới Hắc Ám Cấm Hải? Giả Thiên Ma Đế nhìn chung quanh quỳ thành một mảnh mọi người, chỉ làm không thấy được, mỉm cười hướng Diệp Thần nói. Hắn cùng Diệp Thần rất lâu không gặp, trong lòng rất là thấp thỏm. Không nghĩ tới sẽ ở Hắc Ám Cấm Hải gặp lại. Hắn vốn là muốn đi Hồng Quân bí cảnh, nhưng trong chỗ U Minh bắt được Diệp Thần hơi thở, đặc biệt là Diệp Thần nhiều lần nói tới hắn tên chữ, bị hắn cảm ứng được thiên cơ, hạ xuống, quả nhiên thuận lợi cùng Diệp Thần gặp nhau. Ta muốn đi Hồng Quân bí cảnh, đáng tiếc phát sinh chút ngoài ý muốn. Diệp Thần nhìn xem Ôn Trường không, người sau cũng không dám nhìn thẳng hắn ánh mắt, chỉ cúi đầu, mồ hôi lạnh run rẩy. À! Phải không? Giả Thiên Ma Đế ánh mắt lạnh lẽo, vậy nhìn về Ôn Trường không, thiên cơ thấy rõ dưới, đã biết tất cả nguyên do. Các ngươi Ôn gia, bên ngoài biển làm loạn nhiều năm, nhưng ta cựu Nhật Minh chẳng muốn nhiễu loạn nhân quả, thủy chung là mở một con mắt, nhắm một con mắt, không nghĩ tới hôm nay, ngươi lại chọc tới bạn ta trên đầu. Giả Thiên Ma Đế lạnh lùng nói. Ôn Trường không quỳ lạy như máy, nói, Ma Đế tha mạng, tha mạng. Đều là tiểu nhân tạm thời mắt bị mù, xin Ma Đế đại nhân thứ lỗi. Hắn đây là ngoác đuôi xin xỏ, lộ vẻ được vô cùng là khủng hoảng sợ, nhưng lại cũng không có mới vừa như vậy cao cao tại thượng hình dáng. Giả Thiên Ma Đế nói thôi, bên ngoài biển nhân quả, ta chẳng muốn quá nhiều dính, ngươi tự đi hủy đi thân xác, ta tha ngươi thần hồn không chết, ngươi cút đi. Hủy đi thân xác. Ôn Trường không vừa nghe, lớn giọt lớn mồ hôi lạnh rơi xuống, hắn tu luyện nhiều năm. Thật vất vả đạt tới trăm gia cảnh tầng 2 trời, há chịu tùy tiện hủy đi thân xác. Hơn nữa, hắn nơi phạm tội qua, quả thực không nhẹ, chỉ là hủy đi thân xác, cũng chưa chắc có thể trả lại. Một khi bị cựu Nhật Minh truy cứu xuống, chỉ sợ ở liên lụy cả gia tộc. Ma Đế đại nhân, tiểu nhân nguyện dâng ra vọng thư Thiên Châu, mời Ma Đế đại nhân khai ân. Suy tư luôn mãi, Ôn Trường không sử dụng một viên ngọc óng ánh hạt châu, giao cho Giả Thiên Ma Đế.
Viên này ngọc óng ánh hạt châu, chính là vọng thư thiên châu, thu nhỏ lại sau không nhìn ra mặt trăng thiên thể dị tượng, tựa như chỉ là một viên phổ thông chân châu vậy. À, người chịu dâng ra vọng thư thiên châu. Già thiên ma đế khá có chút bất ngờ, hắn cũng nghe qua vọng thư thiên châu danh hiệu, đó là ánh trăng ngọn nguồn. Cái loại này thái thượng thần khí, cho dù thả vào cựu nhật minh bên trong đi, đó cũng là vô cùng là chân quý pháp bảo. Nếu như hắc ám cấm hải, là bị vũ hoàng cổ đế thống trị nói, như vậy viên vọng thư thiên châu, ôn gia nhất định là không giữ được. Nhưng ma tổ vô thiên, đạo tâm vô cùng là đàng hoàng, cho tới bây giờ không ỷ mạnh hiếp yếu, cho nên cũng không có cướp đoạt bên ngoài biển bảo bối. Nhưng ôn trường không chủ động dâng ra, như vậy bất đồng. Ôn trường không dâng ra vọng thư thiên châu, một là vì giữ được thân xác, hai là vì gìn giữ gia tộc, chỉ hy vọng cựu Nhật Minh có thể thả qua hắn, không ngừng dập đầu nói, tiểu nhân nguyện hiến chuyết bảo, mời ma đế đại nhân khai ân. Già thiên ma đế nhìn về Diệp Thần, tuân hỏi hắn ý kiến, nói, Diệp Thần, người cảm thấy thế nào? Diệp Thần trong lòng động một cái, viên này vọng thư thiên châu, hắn cũng rất có hứng thú, nếu như giao cho Hạ Nhược Tuyết mà nói, đủ để làm Hạ Nhược Tuyết nghịch thiên lột xác. Được, chúng ta thu cất đi. Diệp Thần gật đầu một cái, đáp ứng. Rất tốt. Già thiên ma đế nhận lấy vọng thư thiên châu, giao cho Diệp Thần. Diệp Thần bắt được vọng thư thiên châu, chỉ cảm thấy vào tay một hồi dịu dàng, hắn cùng ôn ra nhân quả, đến chỗ này kết. Đa tạ, đa tạ. Ôn trường không thở phào nhẹ nhõm, nói cảm ơn liên tục. Già thiên ma đế nói, các ngươi cút đi, không nên tới quấy rầy nữa ta. Phải phải phải. Ôn trường không ngừng bận rộn gật đầu, sau đó mang thủ hạ các trưởng lão, chạy mất dạng, lại cũng không dám lưu lại. Diệp Thần thấy ôn trường không chật vật chạy trốn tư thái, nội tâm âm thầm thán phục cựu Nhật Minh thế lực. Thật ra thì ôn trường không chấp trưởng vọng thư thiên châu, nếu quả thật phải liều mạng nói, ai chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Nhưng, hắn kiêng kỵ cựu Nhật Minh uy thế, lại có thể ngoan ngoãn dâng ra vọng thư thiên châu. Liền một chút xíu ý niệm phản kháng cũng không dám có thể gặp cựu Nhật Minh cùng ma tổ vô thiên cường hãn. Các người vậy đứng lên đi. Già thiên ma đế ngắm nhìn bốn phía, thấy Hạ Hầu ra người còn quỳ, liền nói. Hạ Hầu phách các người, hơi có điểm chật vật cùng khẩn trương đứng lên, trong chốc lát cũng không biết nói cái gì cho phải. Ở bọn họ trong mắt, già thiên ma đế cao cao tại thượng, là bên trong biển khơi nhân vật lớn, hạ xuống đến bên ngoài biển bên trong. Bọn họ liền xem cũng không dám xem nhiều mấy lần, rất sợ là tiết độc vậy. Già thiên ma đế cũng không để ý người chung quanh, chỉ cùng Diệp Thần nói chuyện cũ, nói, gần đây ngươi qua được như thế nào? Vạn Khư muốn dùng Vũ Hoàng Chu Thần kiếm giết ngươi, ngươi hôm nay không chút tổn hao nào, muốn đến đã an ổn vượt qua. Diệp Thần cười khổ một tí, mấy ngày trước đối kháng Vũ Hoàng Chu Thần kiếm, đó là dùng hết toàn bộ địa tâm vực lực lượng. Cuối cùng thập phương kiếm thánh còn trả giá to lớn giá phải trả, mới khó khăn lắm ngăn trở, nơi nào có như thế tùy tiện. Thật ra thì không quá an ổn, nhân quả còn không có đoạn, ta cần phải đi Hồng Quân bí cảnh một chuyến. Diệp Thần bất đắc dĩ nói. Già thiên ma đế nói, Hồng Quân bí cảnh sao? Ta vừa vặn cũng muốn qua bên kia một chuyến, chúng ta kết người bạn đi. Diệp Thần đại hỉ, nói, được, lúc đầu ngươi cũng phải đi Hồng Quân bí cảnh. Già thiên ma đế nói, đúng vậy, ma tổ vô thiên có nhiệm vụ cho ta, muốn gọi ta tìm Hồng Quân địa mạch kết tinh. Diệp Thần nhớ lại vô thiên cùng ma đế ân oán dây dưa, sắc mặt hơi ngưng trọng, nói, ma đế tiền bối, hôm nay, người biến thành ma tổ vô thiên đồ đựng. Hắn muốn chiếm thân xác ngươi, có phải hay không? Già thiên ma đế rộng rãi cười một tiếng, nói, đây là ta lựa chọn, thảo nào người ngoài, ma tổ vô thiên người này, cũng không phải là đại gian đại ác hạng người. Hắn không có cưỡng bách ta, đây là một chàng giao dịch. Ban đầu, già thiên ma đế vì cứu chữa mưa ao giao, chỉ có thể đi cầu ma tổ vô thiên. Hai người tới giữa, là giao dịch. Ma tổ vô thiên cứu sống mưa ao giao, mà thành tựu giao dịch giá phải trả, ma đế đáp ứng làm dung khí của hắn. Diệp Thần nói, ma đế tiền bối, người đạo tâm ý chí kiên định, coi như là vậy ma tổ vô thiên, muốn chiếm thân xác ngươi, chỉ sợ cũng là khó hơn lên trời. Già thiên ma đế khẽ vuốt cằm, nói, đúng là như vậy, nếu không, ta vậy sẽ không đáp ứng cuộc giao dịch này, cuối cùng ai chết vào tay ai, thật ra thì còn rất khó nói. Diệp Thần hơi có chút kích động, nói, ma đế tiền bối,
nếu như ngươi có thể giết ngược, há không phải có thể trực tiếp trông coi cựu Nhật Minh thế lực. Đó là muốn nghịch thiên a. Cựu Nhật Minh thế lực cùng khí vận, vô cùng hừng hực, nếu như Già Thiên Ma Đế có thể chấp trưởng mà nói, liền Vạn Khư Thần Điện đều phải kiêng kỵ. Đến lúc đó, Diệp Thần đối kháng Vạn Khư, là có thể nhiều hơn một tấm vô cùng trọng yếu lá bài tẩy. Già Thiên Ma Đế cười một tiếng, nói, muốn giết ngược Ma Tổ Vô Thiên, vậy có như thế dễ dàng. Tiểu tử, đừng ý nghĩ quá hảo huyền. Nghe nói như vậy, Diệp Thần tâm tình kích động, cũng là thoáng lạnh lại. Không sai, Ma Tổ Vô Thiên thực lực, đáng sợ đến mực nào, muốn giết ngược hắn, chỉ sợ là khó hơn lên trời. Bất kể như thế nào, Ma Đế tiền bối, ta cũng sẽ đứng ở ngươi bên này. Diệp Thần nhìn về Ma Đế, trịnh trọng nói. Già Thiên Ma Đế rất là cảm kích, nói, rất tốt, ta quả nhiên không nhìn lầm người, có ngươi tương trợ, ta cuối cùng đối kháng Ma Tổ Vô Thiên, sức lực vậy chân mấy phần. Hai người nói chuyện tới giữa, cũng không có tận lực tránh, Hạ Hầu gia mọi người, cũng có thể rõ ràng nghe được. Nghe tới Diệp Thần cùng Già Thiên Ma Đế, muốn mưu đồ đối kháng Ma Tổ Vô Thiên, thậm chí giết ngược, bọn họ bốc lên suốt mồ hôi lạnh cả người. Ở Hắc Ám Cấm Hải nhiều năm, bọn họ từ đầu đến cuối bao phủ ở Ma Tổ Vô Thiên dưới bóng tối, nơi nào nghĩ qua giết ngược cái loại này đại nghịch bất đạo sự việc. Liên liên một mực tu Phật cầm kiêng Hạ Hầu Chính Long, nghe được Diệp Thần cùng Ma Đế lời nói, đều là kinh hãi không thôi, nhắm mắt lại, không ngừng lẩm bờ Ma Di Đà Phật. Diệp Thần đi tới Hạ Hầu Chính Long bên người, nói, Đại sư, chúng ta chuẩn bị đi Hồng Quân bí cảnh, người đi theo cùng đi sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hạ Hầu Chính Long mở mắt ra, thở dài nói, ta không mặt mũi nào lại đối mặt kiếm vô danh, không đi, nếu như ngươi ở Hồng Quân bí cảnh bên trong, đụng phải hắn, nhớ thay ta hướng hắn nói một tiếng xin lỗi. Năm đó, là ta lâm trận rút lui, ta thật xin lỗi hắn, ta hại hắn chặn cầm kiếm tay, tội nghiệt sâu nặng. Đi về sau cuộc đời còn lại, ta sẽ tiếp tục ở Phật trước đối diện tường suy nghĩ, sám hối ta tội nghiệt. Nói xong, Hạ Hầu Chính Long thấp lông mày. Xoay người tiến vào hoang miếu bên trong, cũng đóng lại cửa miếu. Hạ Hầu gia người thấy vậy, không khỏi thổn thức. Diệp Thần cũng là thở dài một cái, nếu Hạ Hầu Chính Long không muốn đi, hắn vậy không bắt buộc. Hiện tại, Già Thiên Ma Đế biết Hồng Quân bí cảnh lối vào, chỉ cần đi theo hắn, Diệp Thần là có thể bước vào bí cảnh. Ma Đế tiền bối, chúng ta đi thôi. Diệp Thần nhìn Già Thiên Ma Đế một mắt, người sau gật đầu một cái. Sau đó liền cùng Diệp Thần kết bạn rời đi, hướng Hồng Quân bí cảnh bay vút đi. Già Thiên Ma Đế nói, thằng nhóc, người đi Hồng Quân bí cảnh, là muốn tìm kiếm vô danh. Diệp Thần nói, đúng vậy, sư phụ hắn sắp chết, trước khi lâm chung muốn gặp hắn một mặt. Lập tức Diệp Thần đem Vũ Hoàng Chu Thần kiếm hạ xuống, địa tâm vực liên minh đối kháng, cuối cùng thập phương kiếm thánh hiến tế kiếm tâm, lấy rơi xuống giá phải trả, thành công phá giải Vạn Khư âm mưu sự việc. Đơn giản nói một lần. Già Thiên Ma Đế khá là kinh ngạc, nói thập phương kiếm thánh danh hiệu, ta cũng nghe qua, người này tên thật Kiếm Thông Thiên, luận kiếm đạo, có thể nói đời này người thứ nhất, hết sức được Hồng Quân lão tổ chân truyền, liền Ma Tổ Vô Thiên đều là bội phục, đã từng muốn lôi kéo, đáng tiếc đối phương tâm cao khí ngạo, nhưng là không coi trọng bất kỳ người nào. Lúc đầu thập phương kiếm thánh đệ tử, liền khốn tại Hồng Quân bí cảnh bên trong sao. Diệp Thần chỉ sợ kiếm vô danh xảy ra chuyện, nói, hắn bị kẹt nhiều năm, vậy không biết tình huống như thế nào, chúng ta vẫn là nhanh đi xem. Già Thiên Ma Đế gật đầu một cái, lập tức cùng Diệp Thần tăng thêm tốc độ, hướng Hồng Quân bí cảnh chạy tới. Mà lúc này, Thái Thượng Thế Giới, Vạn Khư Thần Điện bên trong, nhưng là bao phủ khói mù. Vũ Hoàng Cổ Đế ánh mắt âm trầm, gương mặt hơi mang theo một chút trắng bệch. Tốt ngươi cái Kiếm Thông Thiên. Lại dám xấu xa ta kế hoạch lâu dài. Vũ Hoàng Cổ Đế giận dữ không thôi, Vũ Hoàng Chu Thần kiếm chết, hắn mưu đồ hoàn toàn thất bại, hơn nữa còn tổn hao hết một chút máu tươi. Cái này sau lưng, đều là bởi vì thập phương kiếm thánh Kiếm Thông Thiên ngăn trở. Nếu như không phải là thập phương kiếm thánh ra tay, Diệp Thần rất có thể liền bị chém giết. Vũ Hoàng Cổ Đế nội tâm bên trong, vô cùng thống hận, chỉ muốn chu diệt Hồng Quân kiếm phái cả nhà, đã tiết mối hận trong lòng. Hắn bấm ngón tay tính toán, sử dụng trước tự quyết, dòm ngó chư thiên nhân quả, hy vọng có thể tìm được báo thù tiết hận biện pháp. Hồng Quân bí cảnh, kiếm vô danh. Ha ha,
Kiếm Thông Thiên, lúc đầu ngươi đệ tử, ngay tại Hồng Quân bí cảnh bên trong sao? Ngươi còn muốn trước khi chết gặp hắn một mặt. Vũ Hoàng Cổ Đế trong tròng mắt, nhất thời dâng lên tàn bạo ý định giết người. Linh Lung, thay ta tìm một cái kêu Kiếm Vô Danh người, hắn ngay tại ngươi bên kia, cầm hắn tìm ra, trực tiếp giết chết. Lập tức Vũ Hoàng Cổ Đế phát ra ý chí, phương xa hắc ám cấm hải bên trong, một nơi mịt mờ trong bí cảnh, có một phiến phiến lá cỏ rung, như ác ma vậy điên cuồng sinh trưởng. Vậy một phiến phiến lá cỏ, lại có thể phơi bày trường kiếm hình dáng, là hết sức là hiếm thấy kiếm cỏ. Cái này một phiến phiến kiếm cỏ, điên cuồng sinh trưởng, trong phút chốc lan tràn ngàn vạn dặm, ùn ùn kéo đến, tựa hồ muốn tìm kiếm chút gì. Cùng lúc đó, Diệp Thần cùng Già Thiên Ma Đế, đi tới bên ngoài biển cùng bên trong biển chỗ giáp giới. Hồng Quân bí cảnh lối vào, liền ở chỗ này. Già Thiên Ma Đế dừng lại ở thân hình, hướng Diệp Thần nói. Diệp Thần cúi đầu vừa thấy, nhưng gặp đại dương tiếp giáp, nước chảy xiết hồng làm, vòng xoáy gào khóc, da thịt ướt gió biển từng cơn cạo tới, nếp sống bên trong mang theo sóng biển hắc ám khí tức, làm người ta nội tâm bất an. Đi thôi. Già Thiên Ma Đế thân thể chớp mắt, liền chui vào đại dương bên trong, chui vào một cái hải lưu trong nước xoáy. Vậy hải lưu vòng xoáy, sóng lớn cuồn cuộn, không biết cất giấu nhiều ít nguy hiểm. Diệp Thần thấy vậy, vậy lắc mình chui vào, nhưng phát hiện cái này vòng xoáy, lúc đầu lại là một cái truyền tống lối vào. Hắn cùng Già Thiên Ma Đế, chui vào vòng xoáy sau đó, lập tức bị một cổ đại lực, truyền tống đến một nơi trong bí cảnh. Chúng ta đến Hồng Quân bí cảnh. Diệp Thần một hồi kinh ngạc, ngắm nhìn bốn phía, nhưng gặp cái này phiến bí cảnh, lãnh thổ tương đối rộng hào phóng, một mắt không thấy được bờ bến, mênh mông vô cùng. Trong bí cảnh, sơn thủy rừng rậm, trường giang con sông, bầu trời mặt đất, chim thú vật, cái gì cần có đều có, cùng ngoại giới độc nhất vô nhị, giống như là một phiến độc lập đại thế giới. Chỉ là, mảnh thế giới này, linh khí vô cùng mỏng manh, vậy không có gì đặc biệt điềm lành hà thải, cũng không giống như là bảo vật chôn chi địa. Thế gian có thiên tài địa bảo địa phương ẩn núp, bình thường sẽ có đặc thù điềm lành dị tượng hiện lên, nhưng Diệp Thần dõi mắt nhìn lại, cũng không gặp có bất kỳ dị tượng. Không sai, nơi này chính là Hồng Quân bí cảnh, năm đó trong truyền thuyết, Hồng Quân lão tổ đạo tràng, cửu thiên thần thuật chính là từ nơi này lưu truyền ra, chỗ này, là cửu thiên thần thuật ngọn nguồn. Già Thiên Ma Đế ánh mắt híp lại, ngắm nhìn phương xa, cái này phiến bí cảnh linh khí cực đoan mỏng manh, cơ hồ có thể nói là không có, không nhìn ra có đặc thù gì địa phương, nhưng hắn biết, nơi này chính là trong truyền thuyết Hồng Quân bí cảnh, không có sai. Diệp Thần nói, không nghĩ tới Hồng Quân bí cảnh, địa mạch linh khí lại có thể như vậy yếu kém. Già Thiên Ma Đế lắc đầu một cái, nói, ngàn vạn năm tháng, chỗ này bảo tàng, đã sớm bị người lấy sạch, tự nhiên sẽ không có linh khí điểm lành dị tượng. Bất quá ma tổ vô thiên cùng ta nói, ở bí cảnh chỗ sâu, còn có đặc thù cấm chế che chở, nếu như đánh vỡ cấm chế nói, sẽ khác có một phen thu hoạch. Hồng Quân bí cảnh chỗ sâu nhất, không hề thiếu cơ duyên lưu tích chữ, thậm chí còn có một viên chân quý địa mạch kết tinh. Nếu như Già Thiên Ma Đế có thể phá cấm chế, đạt được địa mạch kết tinh mà nói, hắn đủ để chặt đứt gông xiềng, đột phá đến trăm gia cảnh. Hơn nữa, mượn Hồng Quân địa mạch kết tinh năng lượng, hắn chém ra số lượng, thậm chí có thể vượt qua 81 nói. Hắn chuyến này mục đích, chính là vì tìm địa mạch kết tinh, hấp thu luyện hóa, chặt đứt gông xiềng. Diệp Thần cau mày nói, chỉ là không biết kiếm kia vô danh, rốt cuộc ở nơi nào. Hắn chỉ muốn mau sớm tìm được kiếm vô danh, mang về gặp thập phương kiếm thánh, nhưng Hồng Quân bí cảnh quá lớn, hơn nữa khí cơ mỏng manh, hắn cũng khó mà bắt được kiếm vô danh chỗ. Già Thiên Ma Đế nói, người đi theo ta, chỉ cần tìm được địa mạch kết tinh, là được nắm trong tay bí cảnh hết thảy, người muốn tìm ai cũng có thể. Hồng Quân bí cảnh địa mạch kết tinh, là địa mạch linh khí ngưng kết mà thành tinh thể, không chỉ là linh khí đậm đà, hơn nữa còn hàm chứa Hồng Quân lão tổ ngày xưa ý chí, một khi đạt được, chỗ tốt không cách nào tưởng tượng to lớn. Diệp Thần trong lòng động một cái, nếu quả thật có thể tìm được địa mạch kết tinh mà nói, vậy dĩ nhiên có thể tìm được kiếm vô danh chỗ. Già Thiên Ma Đế lập tức lên đường, đi bí cảnh chỗ sâu bay đi. Diệp Thần cũng là bay vút lên, theo sát hắn. Hai người một đường đi sâu vào, lúc đầu còn không có nguy hiểm gì, chung quanh hoang vu một phiến, nhưng dần dần, càng chỗ sâu bí cảnh, hai người càng bắt được nguy hiểm hơi thở. Hống, hống,
Hống. Làm màn đêm buông xuống, bốn phía một phiến đen nhánh, cái gì cảnh vật cũng không thấy được. Sơn lâm thâm sử, có động trời hung thú tiếng gầm gừ truyền ra, chấn động núi cao, cây cối lay động, loạn diệp phi rơi. Thiên sơn vạn hác tới giữa, so ngày cũng còn muốn cổ xưa hung thú hoành hành, không biết di chủng qua lại, đủ loại đáng sợ kinh khủng tiếng gào, ở trong bóng đêm đen thui, này thay nhau vang lên, tựa hồ muốn biến dạng cái này phiến bí cảnh thiên địa. Còn có tất cả loài mãnh cầm, rực cánh che trời tế tháng, từ chân trời lướt qua, xuyên thấu qua kinh khủng bóng mờ, làm người ta nghẹt thở. Chúng ta cẩn thận chút, chỗ này bảo vật mặc dù bị người rời hết, nhưng cổ xưa dị chủng hung thú, nhưng là một cái không thiếu. Già thiên ma đế hơi ngưng trọng, thất sát vạn nha bình sử dụng, mở ra mở một cái quả đen trận pháp, che giấu ở thân hình, cùng Diệp Thần ở nghỉ ngơi tại chỗ, cũng không có tùy tiện bại lộ. Diệp Thần cảm thụ bốn phía khí tức đáng sợ, nội tâm âm thầm nghi ngờ, hung hiểm như vậy địa phương, cho dù là hắn, cũng phải cẩn thận. Kiếm vô danh cầm kiếm tay, bị Hồng Thiên Kinh chặt đứt, một thân một mình, ở chỗ này, như thế nào sống sót? Lệ! Hai người nghỉ ngơi để gặp, đột nhiên một đạo nhọn đề tiếng vang lên. Nhưng gặp trên bầu trời, có một đầu chim khổng lồ, phát hiện hai người chỗ. Vậy chim khổng lồ cả người màu bạc trắng lông vũ, do như thủy ngân đúc vậy, lộ ra kim loại lạnh lùng sắc thái, vừa phát hiện hai người, lập tức dài để trước lao xuống, rực cánh như đao, hướng hai người đạp chết tới. Chú ý, là hồng quân thời đại cổ xưa loài mãnh cầm, ngân xí chim. Già thiên ma đế sắc mặt đông lại một cái, nhận ra vậy chim khổng lồ lai lịch, mắt gặp ngân xí chim đạp chết tới, bàn tay lập tức mãnh giết ra, giơ lên trời lên. Ngày cũ ma đạo, giơ lên trời móng. Chỉ gặp bàn tay hắn ma khí dày đặc, biến thành móng nhọn, năm ngón tay như đen nhánh đao kiếm vậy bạo giết ra. Vậy ngân xí chim thân thể, bị già thiên ma đế đánh trúng, phốc xích một tiếng, lại toát ra một cái lỗ máu lỗ thủng, phía trên có tán loạn ma khí tràn đầy tràn ra. Ngân xí chim một tiếng rên rỉ, thân thể cao lớn, lập tức mới ngã xuống đất, kích thích đầy trời bụi mù, vô số cây cối gãy nhào. Ma đế tiền bối, đây là ngươi mới học võ kỹ sao? Diệp Thần gặp già thiên ma đế võ kỹ, ác liệt tàn bạo, không lưu chỗ trống, so với trước kia đáng sợ nhiều, không khỏi một hồi kinh ngạc. Già thiên ma đế thu bàn tay về, trên tay máu tươi như mưa rơi tuột xuống, nói ta ở cựu Nhật Minh bên trong, đạt được ma tổ vô thiên chỉ điểm, học không thiếu ngày cũ võ đạo, đừng nói nhiều như vậy, nơi này mùi máu tanh, rất có thể đưa tới cái khác hung thú, chúng ta đi mau. Xa xa, tiếng thú gào hung dữ, có to lớn tiếng bước chân truyền tới. Hiển nhiên, ngân xí chim thi thể mùi máu tanh, đem chung quanh hung thú hấp dẫn tới. Già thiên ma đế chẳng muốn tự nhiên đâm ngang, lập tức mang Diệp Thần rời đi, chui bay đến xa xa tĩnh lặng địa phương, ẩn nặc. Như vậy qua một đêm, đến được sáng sớm ngày thứ hai, hai người tiếp tục xuất phát. Hồng quân bí cảnh lãnh thổ vô cùng là bát ngát, hai người một đường bay vùn vụt, ước chừng qua ba ngày, vậy không đi đến cuối. Cái này ba ngày thời gian, hai người ngày đi đêm nghỉ, gặp được cường hãn hung thú, quả thực không thiếu, thật may hai người võ đạo cường hãn, dọc theo đường đi coi như hữu kinh vô hiểm, không phát sinh cái gì bất ngờ. Không biết muốn đợi tới khi nào, mới có thể tìm được kiếm vô danh, vạn nhất làm trễ nãi thời gian, có thể gặp phiền toái. Diệp Thần mắt gặp thời gian ngày lại ngày trôi qua, cũng không khỏi có chút lo lắng.